Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 1121, chết không hết tội. Ngọc Nam người ta bên trong đại sảnh. Diệp Thần Phong ở trong điện thoại đối triệu An Đồ nói, người ở chỗ này là nghe được nhất thanh nhị sở, con chuột ca ca trần trí bay. Hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong ba chữ này sau, hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc, tại trong đầu muốn chỉ chốc lát sau, hắn cả người một cái giật mình, này thắng thiên hội người sáng lập không phải là gọi là Diệp Thần Phong sao? Lại liên tưởng đến Diệp Thần Phong các loại hành vi, Trần Trí Phi trong cổ họng là không ngừng nuốt nước miếng, thận trọng hỏi, ngài, ngài là thắng thiên hội người sáng lập Diệp hội trưởng. Làm sao, lẽ nào ta không giống chứ? Diệp Thần Phong đem nhắm ngay Trần Trí bay súng ngắn cho để xuống. Hiện tại hắn chỉ cần an tĩnh chờ vui cười phong thành phố thắng thiên hội hội trưởng đến là được rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong khẳng định trả lời sau, Trần Chí Phi trái tim suýt chút nữa đều nhảy ra, hắn hiện tại nhưng còn không biết Triệu An Đồ căn bản không coi Diệp Thần Phong là về sự tình, hắn nhưng là thật vất vả mới trà trộn đã đến bây giờ cái này tiểu đầu mục vị trí, hắn hướng về phía sau lưng con chuột cùng Chu Thiệu Phù, quát, hai người các ngươi trả đứng ngốc ở đó làm gì. Nhanh chóng lại đây cho Diệp hội trưởng xin lỗi. Trần Chí Phi cũng không nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong, bởi vì Diệp Thần Phong dám ở bên trong chờ liền đủ để chứng minh hết thảy. Ôm Chu Thiệu Phù con chuột, hắn cũng là nghe nói qua tên Diệp Thần Phong, hiện tại hắn biết mình là sông đại họa, vội vàng lôi kéo Chu Thiệu Phù đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, ba ba ba, liên tiếp quạt chính mình ba cái bạt tai, chiến chiến nguy nguy nói ra, Diệp hội trưởng, là ta con chuột có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, là ta con chuột không biết tự lượng sức mình, kính xin Diệp hội trưởng ngài tha thứ ta một lần. Thấy Diệp Thần Phong không để ý đến chính mình, con chuột vội vàng rồi hướng khách sạn lão bản Đỗ Kỳ. Nói ra, Đỗ Đại ca, trước đó đều là tiểu đệ sai, chị dâu vẫn là cùng với ngươi so sánh thích hợp. Con chuột đem Chu Thiệu Phù đẩy lên Đỗ Kỳ trước mặt. Đỗ Kỳ là hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này cho làm choáng váng. Hắn kết quả gì đều muốn một lần, nhưng không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Đứng ở hắn bên cạnh người trẻ tuổi này là thắng thiên hội người sáng lập. Đỗ Kỳ đối thắng thiên hội cũng là có chút hiểu rõ, hắn biết thắng thiên hội là một cái toàn quốc tính chất đại bang hội, tương lai còn có thể hội xâm lấn quốc gia khác. Đỗ Kỳ liếc nhìn mang trên mặt hoang mang vẻ mặt chu thiệu phù, lại nhìn một cái một bên vẻ mặt tự nhiên diệp thần phong. Trong lúc nhất thời trong cổ họng thật giống được xương cá cho mắc kẹt rồi, hắn không biết hẳn là muốn nói gì. Diệp thần phong nhận ra được đỗ kỳ phản ứng sau. Hắn thuận miệng nói ra, đỗ lão bản, người thả lỏng một chút, người muốn làm sao thì làm vậy. Lần này để cho ta tại vui cười phong thành phố gặp chuyện như vậy, ta nhất định sẽ đem thắng thiên hội chúng độc lựu cho diệt trừ. Khi nghe đến Diệp Thần Phong thập phần khiêm tốn lời nói sau, Đỗ Kỳ ngược lại là thật sự buông lỏng không ít, hắn đối với con chuột. Nói ra, loại nữ nhân này ta Đỗ Kỳ không nên cũng được. Ta cũng không muốn về sau lại bị người cho đội nón xanh. Đỗ vị tướng hiếm thấy Chu Thiệu phù đẩy về con chuột bên cạnh này làm cho Chu Thiệu phù sắc mặt đỏ bừng lên. Về phần Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Lý Gỗ Lim đám người, bọn họ là ở trong đại sảnh trên ghế sofa ngồi xuống, chuyện nơi đây hoàn toàn không dùng tới bọn hắn nhúng tay. Ước chừng nửa giờ sau, Minh mông cuồn cuộn đoàn xe đứng tại Ngọc Nam người ta cửa vào, trong đó một chiếc Mercedes xe thương vụ bên trong, vui cười phong thành phố thắng thiên hội hội trưởng Triệu An đồ cùng quân sư Hồ Ly ngồi ở trong đó, ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có ba cái nhìn qua khuôn mặt đáng ghét đàn ông trung niên, bọn hắn biệt hiệu phân biệt gọi là dã hổ, dã gấu cùng sói hoang. Bọn hắn chính là vui cười phong thành phố thắng thiên hội ba đại chiến tướng. Quân sư Hồ Ly nói ra, "Triệu ca, ta xem người trước tiên vẫn là không muốn tiến vào. Để dã hổ trước tiên sẽ đi gặp Diệp Thần Phong, nếu như dã hổ có thể thanh Diệp Thần Phong đuổi đi, như vậy vậy thì không thể tốt hơn rồi." Nếu như Giã Hổ cùng Diệp Thần Phong khởi mâu thuẫn, Giã Hổ trong tay bọn họ nhưng là nắm giữ hỏa lực vũ khí, để Giã Hổ trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho đánh cho tàn phế, nếu như Diệp Thần Phong đến lúc ấy chả không biết điều, như vậy liền để Giã Hổ trực tiếp đưa hắn đi Tây Thiên. Chúng ta chỉ cần ở trên xe nhìn xem được rồi. Tại Mercedes-Benz xe thương vụ bên trong có một khối tinh thể lỏng màn, cái này tinh thể lỏng màn đã liên tiếp Ngọc Nam người ta đại sảnh máy theo dõi rồi tại đem màn ảnh mở ra sau đó thình lình có thể nhìn thấy ở bên trong đại sảnh Diệp Thần Phong đám người. Làm triệu an đồ nhìn thấy Diệp Thần Phong dáng dấp sau, con người của hắn vi vi co rụt lại, trong lòng không có từ trước đến nay rất gấp gáp, nói ra, được, trước tiên chiếu vào hồ ly phương pháp đi làm, bằng không lấy Diệp Thần Phong tính tình. Chúng ta thanh vui cười phong thành phố thắng thiên hội biến thành dáng dấp như vậy, hắn trăm phần trăm sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Triệu ca, người yên tâm đi, ta giã hổ nhưng không nhận ra cái gì Diệp Thần Phong, này vui cười phong thành phố thiên hạ là chúng ta đánh xuống, phòng được cái gì chó má Diệp Thần Phong đến cua tay múa chân sao. Lại nói Trần Trí Phi là ta giã hổ tiểu đệ, lấy tư cách đại ca cũng không làm được nhìn xem chính mình tiểu đệ bị bắt nạt rồi. Giã hổ một mặt khát máu nói, hắn có vẻ như hào không rõ ràng chính mình sau đó phải đối mặt là người nào. Trên chán có một đạo sâu đậm vết tích giã hổ, hắn trực tiếp đánh chạy Mercedes-Benz xe thương vụ đi xuống, hắn vỗ vỗ bên hông toàn bộ súng tay tự động, gọi 20 tên thắng thiên hội thành viên, hướng về Ngọc Nam người ta đại sảnh đi vào, này 20 tên thắng thiên hội thành viên, trong tay bọn họ cầm từng thanh toàn bộ súng tự động, xem ra lần này Triệu An đổ đám người đã là chuẩn bị muốn giết Diệp Thần Phong rồi. Ngọc Nam người ta bên trong đại sảnh, Diệp Thần Phong từ Trần Trí bay khẩu bên trong hiểu được địa phương thắng thiên hội hội trưởng cơ bản tin tức. Đối với Triệu An đồ danh tự này, Diệp Thần Phong trong đầu vẫn có một ít ấn tượng. Năm đó nhóm đầu tiên thắng thiên hội thành viên, tại vừa mới bắt đầu chỉ là một chút chút không có danh tiếng gì tên côn đồ các kẽ mà thôi. Đát 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 một trận hoảng loạn tiếng bước chân truyền vào bên trong đại sảnh. Trần Chí Phi đang nhìn đến giã hổ dẫn chừng 20 tên thắng thiên hội thành viên đi vào đại sảnh sau, hắn lập tức chạy chậm tới giã hổ trước mặt, hốt hoảng nói ra, hổ ca, xin lỗi, ta cái kia chết tiệt đệ đệ đắc tội rồi diệp thần phong diệp hội trưởng, kính xin hổ ca ngươi tha thứ. Con chuột cùng chu thiệu phù cũng một mực cung kính đứng ở giã hổ trước mặt, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên bản trần trí phi đám người cho rằng giã hổ hội nổi trận lôi đình, ai biết này giã hổ cười lạnh nói, trí bay, cái gì diệp thần phong diệp hội trưởng ta nhưng không quen biết nhân vật này, hôm nay ta là tới làm chủ cho ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy các anh em tay người bên trong sao? Trần Chí Phi khán chừng 20 tên thắng thiên hội thành viên trong tay cầm toàn bộ súng tự động, này Trần Chí Phi cũng không phải là một cái kẻ ngu xuẩn, hắn nhớ tới vừa vặn Diệp Thần Phong ở trong điện thoại đối triệu An Đồ thái độ, hắn lập tức nghĩ đến triệu An Đồ hẳn là không phải là sẽ không thừa nhận Diệp Thần Phong cái này lúc trước lão đại rồi hơn nữa còn phải đem Diệp Thần phong mệnh ở lại vui cười phong thành phố, nghĩ thông suốt điểm này sau đó Trần Chí Phi trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Trần Chí Phi đối với bên cạnh con chuột, nói ra con chuột, người nghe được hổ ca. Thắng thiên hội căn bản không có cái gì Diệp Thần phong Diệp hội trưởng, tiểu tử này là đang gạt chúng ta, gạt chúng ta thắng thiên hội kết cục nhưng là phi thường thê thảm. Con chuột tuy rằng chả không biết rõ nguyên do trong đó, nhưng hắn tối thiểu biết giã hổ muốn đối phó Diệp Thần Phong, nhìn xem giã hổ phía sau từng cái cầm toàn bộ súng tự động thắng thiên hội thành viên, con chuột lại là độ không chút kiêng kỵ ôm Chu Thiệu Phù thon thả, hướng về phía Diệp Thần Phong quát tiểu hỗn đản, người lại dám đến thắng thiên hội đến giả danh lừa bịp. Hôm nay người đừng mong muốn đi ra Ngọc Nam nhân ra. Giã hổ đi tới cách Diệp Thần Phong 3 mét địa phương xa ngừng lại, khinh thường cười nói nếu như người nguyện ý lập tức rời đi vui cười phong thành phố như vậy chúng ta thắng thiên hội có thể cho rằng không chuyện phát sinh diệp thần phong không nhìn thấy triệu an đồ tự mình đến hắn liền biết vui cười phong thành phố thắng thiên hội là hoàn toàn thoát ly hắn nắm trong tay hắn hỏi ngược lại nếu như ta không rời đi đâu này dã hổ liếm liếm đầu lưỡi nói ra chết diệp thần phong khóe miệng nụ cười chậm rãi chán thả lỏng đến hắn cười phải vô cùng lạnh Xem ra hôm nay hắn không động thủ giết người là không được, nếu như mỗi tòa thành thị thắng thiên hội đều là cái bộ dáng này, như vậy theo Diệp Thần Phong thắng thiên hội căn bản không có tồn tại cần thiết. Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng nói, nhìn ngươi cái bộ dáng này, ta nghĩ ngươi lúc trước làm không ít qua vi phạm thắng thiên hội chân chính tôn chỉ sự tình. Cho nên người giống như ngươi nhất định là chết không hết tội, nếu Triệu An Đồ không muốn tới gặp ta, như vậy ta đem hắn ép ra ngoài chương 1122, hiện tại nhận sai phải hay không chậm. Người muốn làm gì, giã hổ khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn lập tức đem súng lục bên hông cho rút ra, nhưng mà, khi hắn bà thương ngắn ngủi này hai giây đồng hồ bên trong, Diệp Thần Phong thân ảnh đã là xuất hiện ở giã hổ trước mặt, Diệp Thần Phong như quỷ mị thân ảnh để giã hổ là bắt đầu hoảng loạn rồi, giã hổ mãnh mà trợn to hai mắt. Trong miệng không khỏi nói ra, ngươi nếu như dám đụng đến ta, ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này nhìn thấy ta chết thời điểm rồi. Từ hôm qua Diệp Thần Phong nhìn xem thẩm minh hiên đám người hấp thu băng tuyết liên hoa thời điểm, Diệp Thần Phong trong lúc rảnh rỗi xem một cái, từ trên người thiên tôn siêu tới trung đẳng linh hồn chi thuật linh hồn phá, hắn đã là đem linh hồn phá pháp môn ở trong lòng dung hợp xuyên suốt, vừa vặn nắm trước mặt dã hổ thăm dò sâu cạn. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực là không ngừng áp xúc áp xúc lại áp xúc đợi đến thân thể của hắn có loại cũng bị căng nứt cảm giác lúc, bàn tay phải của hắn nhanh chóng đặt tại giã hổ trên bụng, miệng quát, linh hồn phá. Âm, uhm, nhất cổ cường hãn sóng năng lượng, từ diệp thần phong trong lòng bàn tay đột nhiên đánh sâu vào đi ra, giã hổ trên bụng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, hơn nữa này cái lỗ thủng còn đang không ngừng phóng to, thẳng đến giã hổ chỉnh cái thân thể của con người biến mất, ở trong không khí hóa thành một vũng máu. Ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa thẩm minh hiên, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sử dụng tới linh hồn phá thời điểm, bọn hắn từng cái chấn động kinh đến mức há hốc mồm. Thẩm Minh Hiên nói ra, Lý Thúc, này, đây không phải thiên tôn linh hồn chi thuật sao? Thần Phong làm sao học được? Lý Gỗ Lim một mặt cười khổ nói, hẳn là ngày hôm qua Diệp Thiếu trông coi chúng ta thời điểm, hắn nhìn một lần linh hồn phá bí tịch đi. Nguyên bản ta cho rằng Diệp Thiếu hay là đúng dịp mới sử dụng tới cao đẳng linh hồn chi thuật vạn tiễn xuyên tâm, bây giờ nhìn lại này căn bản không phải đúng dịp, Diệp Thiếu đối linh hồn chi thuật trời sinh có đặc thù thiên phú. Này không có gì thật là kỳ quái, phàm là phát sinh ở thần phong trên người sự tình hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Trình Đại Hổ cười nói, không cầm quyền hổ được một cái linh hồn phá oanh kích thành huyết thủy sau đó một bên trần trí bay, con chuột cùng chu thiệu phù đám người bọn họ là dọa được sắc mặt tái nhợt, Chu Thiệu Phù thậm chí từ dưới váy chảy ra chất lỏng màu vàng đến rồi, một cái người sống sờ sờ trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, loại này thị giác thượng xung kích tuyệt đối là rung động. Mà đi theo giã hổ đi tới 20 danh thủ nắm súng tự động thắng thiên hội thành viên, bọn hắn tay cầm súng đều đang phát run rồi, từng cái trên mặt là không biết làm sao biểu lộ, bọn hắn không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Trong đầu là trống rỗng về phần đứng sau lưng diệp thần phong ngọc nam người ta lão bản đỗ kỳ, bụng hắn bên trong là một trận làm được buồn nôn, trong lòng đối diệp thần phong sinh ra một loại cực độ kính nể. Ngọc nam người ta phía ngoài một chiếc Mercedes xe thương vụ bên trong. Vui cười phong thành phố thắng thiên hội hội trưởng Triệu An đồ cùng quân sư Hồ Ly, cùng với mặt khác hai đại chiến tướng sói hoang cùng dã gấu, bọn hắn nhìn xem tinh thể lỏng màn trong hình ảnh, từng cái thân sức mạnh trong cơ thể phảng phất được rút khô như thế, thân thể sụi lơ ngồi ở trong ghế, thật sự là tinh thể lỏng màn trong hình ảnh quá rung động. Triệu An đồ đám người chỉ nhìn thấy Diệp Thần Phong đem một bàn tay đặt tại giã hổ trên bụng, này giã hổ liền không giải thích được trong nháy mắt thân thể nổ tung. Hóa thành một vũng máu rồi, đây cũng không phải là tại đập phim khoa học viễn tưởng a -H. Triệu An đồ thân thể bắt đầu nhẹ nhẹ run lên, cực kỳ lâu trước kia hồi ức trào vào trong đầu của hắn, lúc ấy Diệp Thần Phong trên trời biển sáng lập thắng thiên hội, Diệp Thần Phong liền là tất cả thắng thiên hội thành viên thần trong con mắt. Trong này cũng bao gồm Triệu An Đồ, chỉ là tiền tài cùng quyền lợi để Triệu An Đồ đi lên một con đường không có lối về. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm gì? Chúng ta đã đối Diệp Thần Phong động thủ. Triệu An Đồ hốt hoảng tự nhủ. Hồ Ly Thân là vui cười phong thành phố thắng thiên hội cố vấn quân sư. Hắn thời khắc đều phải phải giữ vững một viên đầu óc tỉnh táo. Hắn vỗ vỗ Triệu An Đồ vai, nói ra triệu ca bây giờ chúng ta đã không có đường lui lưu cho chúng ta rồi này diệp thần phong cho dù có thông thiên bản lĩnh chúng ta lần này nhưng là đã mang đến rất nhiều người hơn nữa người người trong tay đều có hỏa lực vũ khí sau đó chờ chúng ta tiến vào ngọc nam người ta đại sảnh sau chúng ta không cần cùng diệp thần phong phế bất kỳ lời nói vọt thẳng diệp thần phong nổ súng là được rồi đến lúc đó ta cũng không tin hắn còn không chết triệu ca hồ ly nói rất đúng Hiện tại không phải là thời điểm do dự, trước đó chúng ta không phải nghe nói Thiên Hải thắng Thiên hội tạm thời giải tán ma. Nói cho cùng Diệp Thần Phong chỉ nắm trong tay Thiên Hải thắng Thiên hội đại bản doanh, những thành thị khác thắng Thiên hội cũng không phải Diệp Thần Phong tự tay khai sáng, chúng ta không cần lo lắng những thành thị khác thắng Thiên hội đến liên hợp công kích chúng ta. Sói Hoang gật đầu đồng ý Hồ Ly phương pháp xử lý. Triệu ca, ta cũng tán thành Hồ Ly chỗ nói biện pháp. Giã gấu cũng lập tức phụ họa nói. Triệu An đồ mãnh liệt hít một hơi trong tay xì gà, nói ra, được, vì các anh em tiền đồ, vì chúng ta có thể tiếp tục lưu lại vui cười phong thành phố hưởng phúc, hôm nay chúng ta đều bất cứ giá nào. Triệu An đồ đem xì gà bóp tắt sau đó hắn cái thứ nhất đi xuống mưa xét đồ ben xe thương vụ, hồ ly, sói hoang cùng dã gấu đi sát Triệu An đồ phía sau, Triệu An Đồ chào hỏi bên ngoài hết thảy thắng thiên hội thành viên đồng thời hướng về trong đại sảnh đi đến, Này mênh mông cuồn cuộn 670 tên thắng thiên hội thành viên, trong tay bọn họ cầm toàn bộ súng tự động vì Triệu An Đồ đám người mở đường. Làm 670 tên thắng thiên hội thành viên một mạch tràn vào trong đại sảnh thời điểm, Triệu An Đồ đám người là đi theo sau, tại Triệu An Đồ nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, ngón tay hắn trực tiếp chỉ hướng Diệp Thần Phong, ra lệnh mở cho ta thương cho ta đồng thời nổ súng. Tại Diệp Thần Phong nhìn thấy Triệu An Đồ thời điểm, hắn đối Triệu An Đồ vẫn còn có chút ấn tượng, bất quá, bây giờ Triệu An Đồ đã có chút phát phúc, cũng không tiếp tục là trước đây đi theo Diệp Thần Phong thanh niên nhiệt huyết rồi, nguyên bản Diệp Thần Phong vẫn đúng là muốn tha Triệu An Đồ một mạng, bất quá, khi nghe đến Triệu An Đồ nổ súng mệnh lệnh sau, Diệp Thần Phong trong lòng là lập tức cải biến ý nghĩ này. Diệp thần phong trong cơ thể cường hãn tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực thoát thể mà ra, hồn dây vô cùng linh hồn lực nhất thời hướng về triệu an đổ đám người tập kích tới. Này làm cho triệu an đổ đám người cảm giác trên người thật giống được đẻ ép một và trầm trọng vô cùng đại sơn, thân thể căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Đồng dạng, tay kia nắm súng tự động 670 tên thắng thiên hội thành viên, bọn hắn ngay cả ngón tay kéo cỏ súng sức mạnh cũng không có, từng cái trên chán là toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột trên mặt là hoảng sợ biểu tình bất an. Diệp thần phong phóng ra ngoài mà ra linh hồn lực khẽ động, cái kia sáu bảy mươi tên thắng thiên hội thành viên trong tay cầm súng tự động, dĩ nhiên một cái lại một thanh vặn vẹo lên, cuối cùng này sáu bảy mươi tám súng tự động, được diệp thần phong linh hồn lực vặn vẹo thành từng cái từng cái quả cầu kim loại, căn bản không nhìn ra chúng nó nguyên lai là vật gì. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo, Diệp Thần Phong phóng ra ngoài linh hồn lực không ngừng tăng lên, Triệu An Đồ đám người là từng cái không kiềm hãm được quỳ xuống trước trên mặt đất, đến giờ phút này rồi, Triệu An Đồ là thật sự hối hận rồi, nhìn xem cái kia từng thanh biến hình súng tự động, Diệp Thần Phong thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng, hắn muốn giết chết Diệp Thần Phong, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Mà làm quân sư Hồ Ly, này hoàn toàn vượt qua hắn dự tính, kết quả có câu nói không phải nói như vậy mà bất kỳ bố trí tinh vi âm mưu, tại tuyệt đối là thực lực trước mặt đều sẽ là được đánh vỡ. Được Diệp Thần Phong linh hồn lực ép buộc quỳ ở trên mặt đất thượng Triệu An Đồ, hắn trên trán mồ hôi như là thác nước, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp thiếu, Diệp hội trưởng, lần này là ta nhất thời bị hồ đồ rồi, cầu ngài tha ta một mạng đi. Triệu An Đồ, đây chính là ngươi cho ta quản lý Thắng Thiên hội. Người đem vui cười phong thành phố thắng thiên hội biến thành hình dáng ra sao? nguyên bản ta là có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi mình làm cái gì? diệp thần phong ngữ khí lạnh nhạt nói. quỳ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích triệu an đồ. hắn hung hăng nói. diệp hội trưởng, ta thật sự biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. vui cười phong thành phố hội trưởng vị trí ta nguyện ý chủ động nhượng hiền, ta nguyện ý tiếp thu diệp hội trưởng trừng phạt, chỉ cần diệp hội trưởng có thể tha ta một mạng chuyện của tôi. Chấm VN hiện tại biết nhận lầm, người có thể hay không cảm thấy đã quá muộn, nếu như Diệp Thần Phong không có cường hãn thân thủ, như vậy sợ là sớm đã chết tại vô số viên đạn dưới rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay này Triệu An đồ đều nhất định phải chết, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu rồi. chương 1123 trở về, vui cười phong thành phố, Ngọc Nam người ta bên trong đại sảnh, Vui cười phong thành phố Thắng Thiên hội thành viên, bọn hắn cũng không biết thân phận của Diệp Thần Phong, trong đó có rất nhiều người ban đầu là bởi vì nghe nói Diệp Thần Phong sự tích, bọn hắn mới gia nhập Vui cười phong thành phố Thắng Thiên hội. Bây giờ thân phận của Diệp Thần Phong hiểu, lần sau Diệp Thần Phong triển lộ ra tài năng như thần thủ đoạn, này khiến những này Thắng Thiên hội thành viên là không có tâm tư phản kháng, từng cái cực kỳ không hiểu nhìn xem Triệu An đồ cùng Hồ Ly đám người bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông triệu an đồ vì sao lại đối thắng thiên hội. Người sáng lập động thủ, này triệu an đồ lúc trước không phải diệp thần phong tiểu đệ sao. Tí tách, tí tách, tí tách, quỳ trên mặt đất triệu an đồ, hắn mồ hôi trên trán không ngừng lăn rơi xuống mặt đất, mà quỳ gối triệu an đồ bên cạnh hồ ly, sói hoang cùng dã gấu, trong ba người này tâm cũng vô cùng dễ dụa, cảm thuộc trên người lớn vô cùng trọng lực. Hồ Ly trước tiên mở miệng, Diệp, Diệp hội trưởng, tất cả những thứ này đều là Triệu An Đồ tên khốn này chỉ huy chúng ta làm, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh cùng Triệu An Đồ mà thôi, chúng ta cũng không biết Diệp hội trưởng thân phận của ngài. Triệu An Đồ không nghĩ tới Hồ Ly sẽ ở thời điểm này trả đúa, hắn vội vàng quát lên, người đánh rắm hết thảy kế hoạch đều là ngươi nghĩ ra được, bằng không ta làm sao có khả năng đối Diệp hội trưởng động thủ. Khi nghe đến Triệu An đồ điểm bỏ sau đó hồ ly đối một bên sói hoang cùng dã gấu nháy mắt, sói hoang lập tức nói ra, Diệp hội trưởng, Triệu An đồ quả thực cũng không phải là người, ngài là lão đại của hắn, hắn dĩ nhiên hướng về ngài xuống tay được, yếu là chúng ta sớm biết thân phận của ngài, cho dù liều mạng cũng sẽ ngăn cản Triệu An đồ loại hành vi này. Đúng, Diệp hội trưởng, chúng ta biết mình cũng có sai, chúng ta không nên theo Triệu An đồ loại này lão đại, Xin ngài tha thứ chúng ta một lần, giã gấu cũng lập tức phụ họa nói. Triệu An Đồ nhìn thấy đã từng đối với hắn thể sống chết thuần phục huynh đệ, lại đang bước ngoặt sinh tử chết cắn lấy hắn không thả, này làm cho trái tim hắn là hoàn toàn mát thấu, thường nghĩ một hồi như vui cười phong thành phố loại này thắng thiên hội, toàn bộ bang hội đều ô yên chướng khí, trong bang hội người hội giảng tình nghĩa huynh đệ sao. Bọn hắn tuyệt đại đa số là nhìn thấy lợi ích cùng quyền thế mới tiến tới với nhau nhìn xem quỳ trên mặt đất lại nhà lại nhảy hồ ly đám người, Diệp Thần Phong là không có kiên trì ở nơi này lãng phí thời gian rồi, phóng ra ngoài linh hồn lực khẽ động, triệu an đồ cùng hồ ly bốn loại thân thể của con người đột nhiên trở nên cương cứng, con của bọn hắn cũng đang từ từ phóng to, tại cổ của bọn họ khẩu chậm rãi xuất hiện một đạo vết máu, hơn nữa đạo này vết máu tại không ngừng mà mở rộng, rất nhanh, tiên huyết liền từ bốn người bọn họ cổ bên trong phun ra tung tóe rồi. Tại Triệu An đồ cùng hồ ly bốn loại cái, tại vui cười thành phố hầu như có thể một tay che trời đại lão biến thành thi thể lạnh như băng sau, còn lại thắng thiên hội thành viên cũng suốt sắng lên, đặc biệt là Trần Trí Bay, con chuột cùng Chu Thiệu Phù ba người này, Diệp Thần Phong các loại hành vi hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ vui cười phong thành phố thắng thiên hội thành viên, hắn phát hiện trong đó có một trên mặt người biểu lộ không có một chút nào sợ hãi, trái lại mang theo từng tia từng tia hưng phấn. Diệp thần phong đem linh hồn lực thu hồi trong cơ thể, chỉ vào tên kia thắng thiên hội thành viên, hỏi, ngươi lẽ nào liền không sợ sao? Tên kia thắng thiên hội thành viên hoang mang trương từ trên mặt đất đứng lên, lão đảo nghiêng ngả chạy chậm tới Diệp thần phong trước mặt, cho Diệp thần phong sâu đậm không người chào, nói ra, Diệp hội trưởng, ban đầu ta là vì nghe nói chuyện của ngài, ta mới dứt khoát kiên quyết gia nhập thắng thiên hội, ta không biết Triệu An đổ bọn hắn hôm nay sẽ đối ngài động thủ, ta cũng đã sớm không ưa Triệu An đổ bọn hắn bình thường hành vi rồi, đáng tiếc ta không thể ra sức. Diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt cái này có phần hưng phấn thanh niên, hắn cảm thụ được suốt người thanh niên này phải nói đều là nói thật, hắn cũng biết nếu để cho vui cười phong thành phố thắng thiên hội liền như vậy giải tán, hay là hắn liền muốn tại vui cười phong thành phố ở thêm mấy ngày, hiện tại thời gian đối với ở Diệp Thần Phong tới nói là quý báu nhất, thế là, hắn vỗ vỗ tên thanh niên này vai, nói ra có hứng thú hay không trưởng quản vui cười phong thành phố thắng thiên hội. Thanh niên khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn kích động cả người một cái giật mình, nuốt nước miếng một cái, nói ra, Diệp hội trưởng, ý của ngài là. Nếu như ngươi có hứng thú trưởng quản vui cười phong thành phố thắng thiên hội, như vậy từ giờ khác này ngươi chính là hội dài, bất quá, có một chút ngươi nhất định muốn nhớ rõ thắng thiên hội chân chính tôn chỉ ngươi không thể đủ quên mất nếu có một ngày ngươi đi lên triệu an đồ con đường như vậy ta đồng giảng hội không chút do dự tiến ngươi lên đường diệp thần phong vẻ mặt thành thật nói ra tên thanh niên này khi nghe đến diệp thần phong lời nói sau hắn kiên định nói ra diệp hội trưởng ngài yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài diệp thần phong gật gật đầu nói ra người đang giúp ta làm chuyện ở đại sảnh nơi này cần phải có máy theo dõi, đem ta giết chết triệu an đồ đám người hình ảnh truyền tới mỗi tòa thành thị thắng thiên hội tổng hội chỗ đi, nói cho bọn họ biết, yếu bọn hắn nhớ kỹ thắng thiên hội tôn chỉ, bằng không đừng trách ta Diệp Thần Phong không niệm tình xưa. Ngược lại, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Trần Trí Phi cùng con chuột hai người này, nói ra, về sau như loại này rác rưởi cũng đừng có chiêu tiến thắng thiên hội rồi, hai người này ngươi xem xử lý đi còn có Ngọc Nam người ta lão bản sau này ngươi cũng nhiều nhiều chiếu cố một ít. Nếu Diệp Thần Phong tại Ngọc Nam người nhà ở rồi một ngày, như vậy đây coi như là một loại duyên phận rồi, cho nên hắn mới sẽ thuận tiện nói ra một câu như vậy. Tại đem cơ bản sự tình lục đại song sau, Diệp Thần Phong liền cùng Thẩm Minh Hiên đám người cùng rời đi Ngọc Nam người ta, mà vừa vặn được Diệp Thần Phong bổ nhiệm làm vui cười phong thành phố thắng thiên hội hội trưởng thanh niên. Hắn lại yên lặng dùng ánh mắt đưa Diệp Thần Phong bọn hắn, tại trong ánh mắt của hắn tràn đầy sùng kính cùng kính nể. Ngọc Nam người ta lực, lão bản Đỗ Kỳ, cho tới bây giờ hắn trả phảng phất đang nằm mơ, nhìn xem đã biến mất trong tầm mắt Diệp Thần Phong thân ảnh, trong miệng hắn tự nhủ, đại nhân vật, đây mới là đại nhân vật a Đỗ Kỳ biết có vừa vặn Diệp Thần Phong câu nói kia, hắn về sau tại vui cười Phong thành phố hẳn là xuôi gió xuôi nước rồi thậm chí này có thể để cho việc buôn bán của hắn càng lên tầng lâu, cái gọi là nhân họa đắc phúc hẳn là chính là như vậy rồi. Đỗ Kỳ lão bà Chu Thiệu Ba, người biết con chuột là xong đời, mà lúc trước được người cho rằng vô năng trưởng phu Đỗ Kỳ, về sau tại vui cười phong thành phố sẽ không có người dám đắc tội rồi. Người lập tức nước mắt mông lung đi tới Đỗ Kỳ trước mặt, nói ra, lão công, ta biết sai rồi, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy phu thê phân thượng, ngươi liền ở tha thứ ta một lần đi. Đỗ Kỳ nhìn thấy Chu Thiệu Phù liền một bụng hỏa, từ khi Chu Thiệu Phù cho hắn đội nón xanh cho cắm sừng, sau đó hắn đối cái này tiện nữ nhân liền không có bất kỳ tình cảm, đùng. Một tiếng, Đỗ Kỳ trực tiếp một cái tát phiến ở Chu Thiệu Phù trên mặt, quát lên, về sau ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa, vợ chồng chúng ta tình phần đã hết. Sau một tiếng, Diệp Thần Phong đám người là thuận lợi ngồi lên rồi bay thẳng kinh thành máy bay. Tại đã tới kinh thành phi trường quốc tế sau, Diệp Thần Phong điện thoại liên lạc một cái phong vệ doanh người, sau đó, hắn và Thẩm Minh Hiên đám người là lập tức chạy tới kinh ngoài ngoại ô phong vệ doanh. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn đến người vệ doanh thời điểm, chỉ thấy phong vệ doanh cửa vào là đứng đầy người, ngoại trừ Diệp Thiên Minh Lâm khang thắng đám người và Diệp Thần Phong người thân, nữ nhân, dư năm được mùa cao bằng tầng lão đầu tử cũng đều tại, những lão già này mỗi một cái đều là cười híp mắt, nhìn thấy Diệp Thần Phong phảng phất là nhìn thấy không mặc quần áo nữ nhân như thế. Đương nhiên trong đám người vội vàng nhất vẫn là Diệp Thần Phong mẫu thân tôn Mỹ Cầm, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, trước tiên lao ra đem Diệp Thần Phong cho thật chặt ôm vào trong lòng, này suýt chút nữa để Diệp Thần Phong yếu hít thở không thông, bất quá, Diệp Thần Phong trong lòng cũng cảm giác ấm áp, bởi vì đây là tràn đầy tình mẹ A Hát. Trước đó, diệp thần phong ở trong điện thoại không có nói với lâm khang thắng nhiều như vậy lâm khang thắng hiện tại chỉ biết là diệp thần phong bọn hắn đi rồi một chuyến cực địa sông băng tìm băng tuyết liên hoa về phần diệp thần phong tại băng tuyết thế giới bên trong thu hoạch hắn trả tạm thời không rõ ràng lâm khang thắng tại cảm thấy được diệp thần phong thẩm minh hiên cùng lý gỗ lim đám người thực lực sau hắn không khỏi há to miệng nói ra lý gỗ lim người đột phá đến cấp thánh tầng thứ thần phong Minh Hiên cùng Hân Di bọn hắn cũng đều đột phá. Lẽ nào các người tại cực địa sông băng bên trong thật sự tìm tới băng tuyết liên hoa sao? Phó Minh Chủ, lần này cực địa sông băng sự tình nói rất dài dòng, nếu không có Diệp Thiếu Tại, chúng ta sợ là sớm đã trôn thây ở cực địa sông băng rồi, bất quá, lần này ngược lại là được chúng ta lượm một món hời lớn, Lý Gỗ Lim cười nói. Đề cử một quyển tiểu thuyết, trở lại quá khứ làm cường hào giả như, lên trời cho ngươi một cơ hội làm lại, cho ngươi trở lại quá khứ, ngươi muốn làm nhất là cái gì? Dương đẹp trai trả lời là, nếu như có thể trở lại quá khứ, ta muốn làm cường hào. Chuyện tống môn Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp thần phong Trường 1124, 13 lại 13 khiếp sợ. Kinh thành phong vệ doanh bên trong một gian khổng lồ trong phòng họp, Diệp thần phong tại cửa vào cùng mọi người ta huyên một phen sau đó hắn liền cùng Lâm Khang thắng đám người đi vào bên trong phòng họp. Đương nhiên Diệp Trấn Hồng, dư năm được mùa các loại lão gia tử cũng cùng đi qua. Bất quá, bọn hắn không có phát biểu ý kiến gì, mà là tại một bên lẳng lặng nghe Diệp thần phong cùng Lâm Khang thắng đám người nói chuyện. Đối với thiên minh con vật khổng lồ này, Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử là không giúp được bất kỳ bận rộn. Khi tiến vào phòng họp sau, Lý Gỗ Lim vội vàng nói, Dừng phó minh chủ, lần này chúng ta tại cực địa sông băng phát hiện ngàn năm băng tuyết liên hoa, hơn nữa chúng ta tiến vào băng tuyết liên hoa chỗ sáng tạo ra bên trong thế giới. Cái gì, các ngươi nhìn thấy ngàn năm băng tuyết liên hoa, hứa hồng văn không kiềm hãm được mở miệng nghi vấn đạo, lúc trước hứa hồng văn tên này diệt thiên minh cấp thánh sơ kỳ cường giả, hắn lưu lại bảo vệ diệp ra an toàn, bây giờ diệp ra toàn bộ rời vào phong vệ doanh trong. Như vậy hắn đương nhiên cũng đi tới phong vệ doanh rồi diệt thiên minh phó minh chủ lâm khang thắng cũng là khuôn mặt khiếp sợ nói ra này ngàn năm băng tuyết liên hoa không phải là dễ trêu a -hát. cũng còn tốt các ngươi không có đi trêu chọc hắn coi như là ta tiến vào băng tuyết thế giới ta chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn đi trêu chọc ngàn năm băng tuyết liên hoa lần này các ngươi có thể từ băng tuyết thế giới đi ra này coi như các ngươi số may lý gỗ lim lắc lắc đầu nói ra phó minh chủ Chúng ta là không có đi trêu chọc ngàn năm băng tuyết liên hoa, nhưng kia ngàn năm băng tuyết liên hoa chủ động tới trêu chọc chúng ta rồi, cuối cùng được Diệp Thiếu cho hoàn toàn dung hợp. Cái gì? Diệp Thần Phong triệt để dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa? Lâm Khang thắng cùng Hứa Hồng Văn chủ điểm liền con ngươi đều trợn lồi ra, phải biết ngàn năm băng tuyết liên hoa nhưng là liền đế cấp cường giả đều không dám đơn giản tiếp xúc, này Diệp Thần Phong dĩ nhiên dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa? này làm cho lâm khang thắng cùng hứa hồng văn làm sao có thể không kinh sợ lâm khang thắng đem ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong hỏi chỉ phong người thật sự dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa diệp thần phong gật gật đầu nói ra rừng phó minh chủ ta là dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa bất quá dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa sau đó ta liền một tia một hào thực lực cũng không hề tăng lên rừng phó minh chủ biết ngàn năm băng tuyết liên hoa tác dụng sao khi chiếm được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời, sau đó Lâm Khang thắng cùng hứa Hồng Văn Tâm tình là thật lâu khó mà bình phục, bất quá, thời điểm này Trình Đại Hổ là hứng thú vội vàng mở miệng, Lâm thúc thúc, đâu chỉ như thế a à hát Vừa mới bắt đầu chúng ta cho rằng băng tuyết thế giới là cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa chế tạo ra, nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện mình 10 phần sai rồi, ở mảnh này băng tuyết thế giới bên trong còn có một đóa vạn năm băng tuyết liên hoa mảnh kia băng tuyết thế giới là vạn năm băng tuyết liên hoa chế tạo ra. Vạn năm băng tuyết liên hoa. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết vạn năm băng tuyết liên hoa. Lâm Khang Thắng cùng hứa Hồng Văn là triệt để không thể bình tĩnh. Hai người bọn họ hô hấp đều trở nên trở nên rồn rập. Quá rồi tốt sau một hồi lâu, Lâm Khang Thắng điều tiết một cái hô hấp. Nói ra, đại hổ, người không có tại nói bậy. Các người thật sự nhìn thấy vạn năm băng tuyết liên hoa lý gỗ lim khẳng định nói phó minh chủ đại hổ không có đang nói đùa chúng ta là tận mắt thấy vạn năm băng tuyết liên hoa vạn năm băng tuyết liên hoa trên thế giới này dĩ nhiên thật sự tồn tại vạn năm băng tuyết liên hoa lâm khang thắng bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên đột nhiên hắn đem ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong hỏi thần phong người nên sẽ không nói cho ta người đem vạn năm băng tuyết liên hoa cũng dung hợp chứ dừng phó minh chủ ta không có đem vạn năm băng tuyết liên hoa dung hợp, Diệp Thần Phong hiện tại chỉ dung hợp 1 phần 3 vạn năm băng tuyết liên hoa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem còn lại 2 phần 3 cũng dung hợp, như vậy thực lực của hắn nói không chắc lại sẽ tăng lên hai cái tiểu tầng thứ. Hô, Lâm Khang Thắng trong miệng là thở ra một hơi, nói ra, Thần Phong, có thể dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa đã là người đời này phúc phận rồi, về phần cái kia vạn năm băng tuyết liên hoa, đoán chừng ta gặp cuối cùng cũng chỉ có con đường trốn. Lâm thúc thúc, thần phong sớm muộn cũng sẽ dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa, trình đại hổ nói ra. Hả, Lâm Khang Thắng lần nữa nhìn hướng Diệp thần phong, hỏi thần phong, đại hổ lời này là có ý gì? Diệp thần phong nói ra, bây giờ ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa, chúng nó đều tại ta bên trong đan điền, hiện tại ta chỉ dung hợp một phần ba vạn năm băng tuyết liên hoa, bất quá, vạn năm băng tuyết liên hoa cũng không thể rời bỏ ta, cho nên tại tương lai ta nhất định có thể đem vạn năm băng tuyết liên hoa cũng cho triệt để dung hợp. Vù vù, vù vù, vù vù, một, lâm khang thắng cùng hứa hồng văn trong miệng thở hồn hển dưới chân bước chân suýt chút nữa một cái không đứng vững, lâm khang thắng khoát tay áo một cái, nói ra, không được, ta phải yếu chậm một chút, ta phải yếu chậm một chút. Thần Phong đem ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa đều dung hợp. Diệp thần phong thuận miệng nói ra, rừng phó minh chủ, người biết ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa tác dụng sao? Ta tại dung hợp một phần ba vạn năm băng tuyết liên hoa sau đó thực lực của ta mới miễn cưỡng khóa nhập tôn cấp sơ kỳ, hơn nữa ta hấp thu phổ thông băng tuyết liên hoa không có bất kỳ tác dụng. Nghe vậy, Lâm Khang thắng hỏi, thần phong, lần này các người cần phải có đạt được chừng 10 đóa phổ thông băng tuyết liên hoa chứ? Diệp thần phong hồi đáp, rừng phó minh chủ, lần này chúng ta gần như đã nhận được hơn 100 đóa phổ thông băng tuyết liên hoa. Hơn 100 đóa phổ thông băng tuyết liên hoa. Làm một viên có một viên bom nặng cân quang sau khi đi ra, Lâm Khang Thắng cùng hứa Hồng Văn là hoàn toàn trợn tròn mắt, đặc biệt là cấp thánh sơ kỳ hứa Hồng Văn, trên mặt hắn hiện lên thần sắc kích động, bởi vì phổ thông băng tuyết liên hoa đối cường giả cấp thánh cũng là có tăng lên tác dụng. Thân là thần cấp sơ kỳ cường giả Lâm Khang Thắng, hắn này quảng trong đầu là hoàn toàn ngất vù vù được rồi. Hắn đã trầm mặc một lát sau, hỏi thần phong, các ngươi chả không có chuyện gì khác. Các ngươi thẳng thắn cho ta một lần nói ra đi, bằng không trái tim của ta yếu không chịu nổi. Thẩm Minh Hiên mở miệng cười nói ra, lâm thúc thúc, thái lần may mắn mà có thần phong tại, thiên minh ngàn tôn toàn bộ chết ở thần phong trên tay rồi. Hơn nữa thần phong cũng thuận lợi đạt được thiên tôn cùng mà tôn trong tay một tờ bản đồ rồi. 10 tôn diệt sạch. Là Diệp Thần Phong một người gây nên. Lâm Khang Thắng cùng Hứa Hồng Văn bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thần Phong, ngược lại, Lâm Khang Thắng nghĩ tới Diệp Thần Phong đạt được ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa sau, hắn lúc này mới thích hoài, có ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa trợ giúp sau đó Diệp Thần Phong tại băng tuyết thế giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại rồi. Lâm Khang Thắng thuận như ý hô hấp, ý cười đầy mặt nói, Thần Phong ta cùng kinh vũ đều không có nhìn lầm ngươi a hát. Tương lai ngươi nhất định có thể diệt trừ thiên minh, lấy ngươi bây giờ tốc độ phát triển, hẳn là không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể trở thành cùng nghiêm phi trần chính diện giao phong cao thủ chân chính. Cấp thánh sơ kỳ cao thủ lý gỗ lim, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, nói ra, phó minh chủ, trước lúc này diệp thiếu nguyên lai liền linh hồn chi thuật còn không biết, Lần này tại cực địa sông băng bên trong ta đem chúng ta Diệt Thiên Minh cao đẳng linh hồn chi thuật Vạn Tiễn xuyên tâm truyền thụ cho Diệp thiếu. Lâm Khang Thắng tâm tình đã là từ từ bình phục lại rồi, hắn nói ra, ta lại đem chuyện này đã quên, linh hồn này chi thuật tại một đời trước Lâm Khang Thắng bọn hắn thời đại kia mới bị khai phá đi ra, Diệp thần phong đương nhiên là sẽ không thi triển rồi. Bất quá, Lâm Khang Thắng cũng không có để ý nhiều, dù sao hắn biết linh hồn chi thuật khó mà tu luyện chớ nói chi là vạn tiến xuyên tâm như vậy cao đẳng linh hồn thuật. Lâm Khang Thắng lúc trước cũng tu luyện qua vạn tiến xuyên tâm, hắn chọn vẹn tu luyện thời gian 2 năm, hắn mới miễn cưỡng có thể một lần phóng ra suốt hàng ngàn cây mũi tên nhọn đến. Lâm Khang Thắng nói ra, thần phong, chờ thêm hội ta liền thanh diệt thiên minh linh hồn chi thuật cho ngươi một phần, nếu có cái gì không hiểu, ngươi có thể tới hỏi ta, ngươi nên trước tiên từ cấp thấp linh hồn chi thuật luyện lên, lần thứ nhất thi triển cao đẳng linh hồn chi thuật, tình huống sẽ không quá tốt. Lý Gỗ Lim có phần lúng túng nói, Phó Minh Chủ, Diệp Thiếu lần thứ nhất thi triển vạn tiễn xuyên tâm, hắn một lần liền phát bắn ra hàng ngàn cây mũi tên nhọn đến, cũng may mắn mà có này vạn tiễn xuyên tâm, chúng ta mới tránh thoát một kiếp. Hả? Lần thứ nhất thi triển cao đẳng linh hồn chi thuật, đem vạn tiễn xuyên tâm một lần phát bắn ra hàng ngàn cây đến. Lâm Khang Thắng lại là lần trợn to hai mắt, vừa vạn bình phục tâm tình lần thứ hai có phập phòng này một lớp lại một lớp khiếp sợ phải tới lúc nào mới là kích cơ à lâm khang thắng trái tim còn thật sự có phần không chịu đựng nổi rồi lần thứ nhất liền đem cao đẳng linh hồn chi thuật phát huy ra uy lực như vậy đến theo lâm khang thắng đây tuyệt đối là chưa từng có ai về phần phải hay không hậu vô lai giả hắn cũng không biết đề cử một quyền tiểu thuyết trở lại quá khứ làm cường hào giả như lên trời cho ngươi một cơ hội làm lại cho ngươi trở lại quá khứ, Người muốn làm nhất là cái gì? Dương đẹp trai trả lời là, nếu như có thể trở lại quá khứ, ta muốn làm cường hào. Chuyện Tống Môn, chương 1125, Cực Hạn Thiên Phú Diệp Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng, hắn con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, rõ ràng Diệp Thần Phong chỉ là sơ đại linh hồn lực chiến sĩ. Rõ ràng sơ đại linh hồn lực chiến sĩ ở mọi phương diện đều có được sự hạn chế, nhưng đối với diệp thần phong trên người lại đều không có thể hiện ra trái lại diệp thần phong tên này sơ đại linh hồn lực chiến sĩ giống như là một cái mười phân vẹn mười hợp thành thể đứng ở lâm khang thắng bên cạnh cấp thánh sơ kỳ cường giả hứa hồng văn hắn nói ra phó minh chủ diệp thiếu đối với linh hồn chi thuật thiên phú không khỏi cũng quá cường hãn một ít chứ nếu như là cấp thấp linh hồn chi thuật ta lại miến cưỡng vẫn có thể tiếp thu nhưng vạn tiến xuyên tâm là thứ thiệt cao đẳng linh hồn chi thuật có thể hay không đó chỉ là một lần trùng hợp. Lý gỗ lim vội vàng lắc đầu nói ra, đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp, Diệp Thiếu trên trời tôn trên người đã nhận được một quyển trung đẳng linh hồn chi thuật linh hồn phá, tại trở về kinh thành trước đó, Diệp Thiếu nhưng là đem linh hồn phá cho hoàn mỹ thi triển ra, một lần hay là chỉ là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Nghe vậy, Lâm Khang Thắng cùng hứa Hồng Văn ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong là tùy ý nhún nhún vai, nói ra, bởi vì lý thúc bọn hắn yếu hấp thu băng tuyết liên hoa năng lượng, ta ở một bên nhàn rỗi không chuyện gì liền lật xem một cái linh hồn phá bí tịch, đem linh hồn phá thi triển phương pháp ghi vào trong lòng, lúc đó ta cũng chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới còn thật sự để cho ta thi triển ra linh hồn phá đến. Lâm Khang Thắng gật gật đầu, nói ra, Thần Phong, người bây giờ có thể hay không đem vạn tiễn xuyên tâm cho ta thi triển một lần ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi thi triển vạn tiễn xuyên tâm. Diệp thần phong cũng không có cực tuyệt đạo lý, vì vậy liền gật đầu đáp ứng. Này vạn tiễn xuyên tâm đương nhiên là không thể tại trong phòng họp thi triển rồi, cho nên diệp thần phong đám người đi tới phong vệ doanh thao luyện trên sân. Diệp thần phong để gió vệ đội thành viên đang thao luyện trên sân chuẩn bị một chiếc xe buýt. Này xe tải lớn liền là dùng để chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm, giờ khắc này, thao luyện chàng chung quanh là tụ đầy người, Lâm Khang Thắng biết Diệp Thần Phong lúc đó chỉ là vội vội vàng vàng nghe xong một lần vạn tiễn xuyên tâm thi triển bí quyết. Thế là, hắn mở miệng nói ra, Thần Phong, để cho ta đi tới thi triển một lần vạn tiễn xuyên tâm, người muốn cảm thụ trong cơ thể ta vận chuyển phương pháp. Này hay là đối với người hội có một ít trợ giúp. Diệp Thần Phong gật đầu đứng qua một bên, Thẩm Minh Hiên cười nói, Thần Phong, Lâm Thúc Thúc chủ yếu tu luyện cao đẳng linh hồn chi thuật chính là vạn tiễn xuyên tâm, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ hắn thi triển vạn tiễn xuyên tâm, có thể một lần phóng ra 9.000 cây tả hữu mũi tên nhọn rồi, mà mà lại theo thực lực bay lên. Phóng ra ra mũi tên nhọn lực phá hoại cũng sẽ càng mạnh, nói không chắc người xem lâm thúc thúc thi triển sau đó người phóng ra ra mũi tên nhọn số lượng sẽ có tăng lên. Diệp thần phong đáp một tiếng sau đó hắn liền đưa mắt tập trung vào lâm khang thắng trên người rồi, xác thực hắn bây giờ đối vạn tiễn xuyên tâm lý giải còn không phải như vậy thấu triệt, hắn đem linh hồn lực phóng ra ngoài cảm thụ Lâm Khang thắng nhất cử nhất động. Chỉ thấy đứng cách xe tải lớn xa 50 mét địa phương Lâm Khang thắng. Trong cơ thể hắn đột nhiên nhanh chóng đã vận hành lên linh hồn lực đến, này vạn tiễn xuyên tâm điểm trọng yếu nhất chính là, lấy nhanh chóng vận chuyển linh hồn lực để mở rộng gân mạch, gân mạch được mở rộng càng thô, này vạn tiễn xuyên tâm phát huy ra power càng lớn. Đứng ở một bên diệp thần phong hắn cẩn thận cảm thụ lâm khang thắng biến hóa hắn phát hiện Lâm Khang Thắng trong cơ thể vận chuyển linh hồn lực tốc độ cũng không phải một mực tăng nhanh, mà là có một loại nhịp điệu tồn tại. Cách mỗi 8 giây, Lâm Khang Thắng trong cơ thể linh hồn lực liền sẽ đình trệ một lần, mà đình trệ sau đó linh hồn hắn lực vận chuyển hội cực kỳ tấn mãnh tăng nhanh, đồng thời hắn mở rộng gân mạch tốc độ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Phải biết đây chính là Lâm Khang Thắng nhiều năm như vậy tự mình tìm tòi ra được kinh nghiệp, Diệp Thần Phong tại cảm thụ cái quy luật này sau đó hắn bắt đầu lâm vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong, não hải ý thức bên trong tại một lần lại một lần diễn luyện thi triển vạn tiễn xuyên tâm phương pháp. Mà Lâm Khang Thắng trong cơ thể gân mạch là mở rộng phi thường tráng kiện rồi, liền hắn gân xanh trên trán đều bộc phát lên, tại một cái nào đó trong nháy mắt, Lâm Khang Thắng trong cổ họng đột nhiên chợt quát lên, vạn tiễn xuyên tâm. Lâm Khang Thắng ngón trỏ cùng ngón giữa là khép lại, cái này hai căn khép lại ngón tay chỉ vào năm phía ngoài 10 m xe tải lớn. Oanh, 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 xíu, yêu yêu, 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 xíu, yêu yêu. Xíu, yêu, yêu, xíu, yêu, yêu. Một đạo hung mãnh khí thế từ lâm khang thắng trên người phóng lên trời, tiếp lấy. Từng cây từng cây tráng kiện mũi tên nhọn từ lâm khang thắng ngón tay nhọn phóng ra mà ra, tạo thành một mảnh lại một mảnh dày đặc mưa tên, này Lâm Khang Thắng phát ra bắn ra mũi tên nhọn, này yếu so với trước kia Diệp Thần Phong tại băng tuyết thế giới bên trong phóng ra mà ra mũi tên nhọn tráng kiện rất nhiều lần. Đông, 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 đùng. Từng cây từng cây mũi tên nhọn đâm thủng xe tải lớn âm thanh không ngừng đang thao luyện trên sân vang lên, một cái mảnh lại một mảnh mưa tên kéo dài đến hơn một phút đồng hồ, mà chiếc kia xe tải lớn tại thừa nhận lấy này dày đặc mưa tên sau đó đã sớm là biến thành một đống đồng nát sắt vụn rồi, căn bản không nhìn ra nó thì ra là hình dáng. Này Lâm Khang Thắng thi triển ra vạn tiến xuyên tâm quả nhiên có 9.000 cây nhiều, bất quá, này Lâm Khang Thắng cũng vẫn không có đem vạn tiễn xuyên tâm lĩnh ngộ được cực điểm, bằng không là hắn có thể đủ phóng ra suốt hàng vạn cây mũi tên nhọn rồi. Trình đại hổ nuốt một ngụm nước bọt sau đó hắn vỗ vỗ diệp thần phong vai, nói ra thần phong lâm thúc thúc vạn tiễn xuyên tâm châu bỏ chứ kỳ thực ngươi lần thứ nhất có thể phóng ra suốt hàng ngàn cây đã là xưa nay chưa từng có được rồi người có một ngày khẳng định cũng sẽ đạt tới lâm thúc thúc tầng thứ này thân là thần cấp sơ kỳ lâm khang thắng trong cơ thể linh hồn lực là tương đương đầy đủ được rồi đang sử dụng một lần cao đẳng linh hồn chi thuật sau hắn vẫn là mặt không đỏ không thở gấp quay đầu lại liếc nhìn diệp thần phong nói ra thần phong ngươi nên có lĩnh ngộ đi nha. Kế tiếp ngươi thử xem đi, nhớ kỹ sử dụng toàn lực của ngươi. Diệp thần phong đi lên hai bước, để gió về đội thành viên một lần nữa mở ra một chiếc xe buýt lại đây, ánh mắt nhìn 50 mét bên ngoài xe tải lớn, trong cổ họng hít một hơi thật sâu sau đó trong cơ thể hắn bắt đầu từ từ vận chuyển lên linh hồn lực đến rồi. Một bên tiêu lập viễn hỏi, lâm thúc thúc, theo ngươi thần phong lần này thi triển vạn tiễn xuyên tâm sẽ có tăng lên sao? Lâm Khang Thắng gật đầu nói, lấy thần phong tư chất, hắn một lần là có thể phóng ra hàng ngàn cây mũi tên nhọn, vừa nãy hắn khẳng định lĩnh ngộ được một ít gì đó, ta nghĩ lần này hắn hẳn có thể phóng ra suốt hai ngàn cây mũi tên nhọn đi. Thẩm Minh Hiên cũng phụ họa nói, Lâm Thúc Thúc nói không sai, đây mới là thần phong lần thứ hai thi triển vạn tiễn xuyên tâm, nếu như hắn thật sự có thể phóng ra suốt hai ngàn cây mũi tên nhọn lời nói, như vậy hắn lĩnh ngộ thiên phú đúng là không lời nói rồi. Lâm Hân Di hơi khẽ mím môi môi đỏ, nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, người này hội để cho chúng ta lần nữa giật nảy cả mình sao. Trình Đại Hổ cười nói, Lâm thúc thúc, này nhưng nói không chắc, vạn nhất Thần Phong phát bắn ra mũi tên nhọn so với người đều nhiều hơn đây. Này Trình Đại Hổ hoàn toàn đang nói đùa. Lâm Khang Thắng, Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng chỉ là cười cười mà qua, phải biết Lâm Khang thắng nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy vạn tiễn xuyên tâm, hắn mới có thể một lần phóng ra suốt 9.000 cây tả hữu mũi tên nhọn. Nếu như Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển vạn tiễn xuyên tâm liền mạnh hơn hắn, như vậy hắn liền thật sự không cần sống. Diệp Thần Phong căn cứ vừa vặn lĩnh ngộ cảm giác, hắn đang không ngừng tìm kiếm loại kia nhịp điệu, tại một lần lại một lần sau đó Diệp Thần Phong tiến vào một loại quên hết tất cả trạng thái trong, thẳng đến từng trận đâm nhói kích thích não bộ của hắn thần kinh hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện trong cơ thể gân mạch được mở rộng quá mức ngoại hạng, thậm chí có chút gân mạch có loại nứt toác khuynh hướng, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi sợ hết hồn. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, chỉ vào xe tải lớn, vội vàng quát, vạn tiễn xuyên tâm. Xé tan, xé tan, xé tan. Bởi thi triển vạn tiễn xuyên tâm năng lượng quá mức khổng lồ, này đưa đến Diệp Thần Phong y phục trên người trực tiếp được linh hồn lực bị kéo rách rồi. Xíu yêu yêu, xíu, 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 yêu yêu. Tiếp lấy, từng cây từng cây mũi tên nhọn từ Diệp Thần Phong đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra, chỉ bất quá Diệp Thần Phong mũi tên nhọn muốn so lâm khang thắng mảnh thượng không ít, Đồng dạng là một mảnh lại một mảnh mưa tên hướng về 50 mét bên ngoài xe tải lớn vào tới rồi. 10 giây, không có phóng ra xong. 20 giây, nhưng vẫn là không có phóng ra xong. Một phút, mưa tên vẫn là ở tiếp tục. Làm diệp thần phong phát ra bắn mà ra mưa tên đến 9 ngàn cây, thậm chí cuối cùng đến hàng vạn cây thời điểm. Lâm Khang thắng đám người là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy được. Diệp Thần Phong phóng ra mũi tên nhọn số lượng thật sự vượt qua Lâm Khang Thắng. Diệp Thần Phong dĩ nhiên hoàn mỹ sử dụng tới vạn tiễn xuyên tâm. Đây mới là Diệp Thần Phong lần thứ hai thi triển vạn tiễn xuyên tâm. Có muốn hay không xấu như vậy bê, có muốn hay không như vậy chảnh, này còn muốn khiến người khác sống mà. Diệp Thần Phong đối với linh hồn chi thuật thiên phú cũng quá, quá cường hãn chứ. Trường 1126, việc vui liên tục, Toàn bộ phòng vệ doanh thao luyện trên sân yên tĩnh không tiếng động. Chỉnh chiếc xe tải lớn được Diệp Thần Phong hoàn mỹ vạn tiến xuyên tâm là phá hoại không ra dáng tử rồi. Lâm Khang thắng cùng thẩm minh hiên đám người, không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Bọn hắn đang suy đoán Diệp Thần Phong lần thứ hai có thể phóng ra suốt 2.000 cây mũi tên nhọn. Đây đã là hướng về nhiều bên trong được rồi. Ai biết Diệp Thần Phong dĩ nhiên một lần phát bắn ra hàng vạn cây mũi tên nhọn. Tuy nhiên tại lực phá hoại thượng không sánh bằng Lâm Khang thắng, dù sao hai người thực lực cách biệt nhiều lắm, nhưng ở số lượng thượng Diệp Thần Phong là bạo hết Lâm Khang thắng. Trình đại hổ ấp a à ấp úng nói ra, Lâm thúc thúc, này, này thật sự được ta đoán chúng. Tiêu lập viễn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán miệng đắng lưỡi khô nói, Thần Phong đến cùng là quái vật nào. Lâm thúc thúc tu luyện nhiều năm như vậy vạn tiến xuyên tâm, hắn cũng mới chỉ có thể phóng ra suốt 9.000 cây tả hữu mũi tên nhọn, thần phong mới lần thứ hai thi triển, hắn liền hoàn mỹ giải thích vạn tiễn xuyên tâm. Khi nghe đến tiêu lập viễn lời nói sau, Lâm Khang thắng tâm tư phảng phất được mũi tên nhọn cho bắn chúng, diệp thần phong đối với linh hồn chi thuật yêu nhiệt thiên phú, khiến hắn có loại cực độ tan vỡ cảm giác, bất quá, diệp thần phong càng ưu tú, Lâm Khang thắng trong lòng nhưng thật ra là càng cao hứng hắn biết dựa vào thực lực của mình là diệt trừ không được thiên minh được rồi cho nên hắn đem hy vọng đều đặt ở diệp thần phong trên người chỉ cần thần phong có thể như vậy tiếp tục trưởng thành tương lai hắn tuyệt đối có thể diệt trừ thiên minh hắn tuyệt đối có thể diệt trừ thiên minh lâm khang thắng là kích động nắm chặt nắm đấm lâm hân di nhìn thấy diệp thần phong lại một lần nữa khiến người ta kinh điệu đầu lưỡi khóe miệng nàng vi vi xẹt qua một vệt độ cong trắng nõn tay ngọc là vuốt vuốt sợi tóc Bản thân nàng khả năng còn chưa phát hiện, người đối diệp thần phong là càng ngày càng chú ý. Mà thi triển xong một cái Hoàn Mỹ Vạn Tiến Xuyên Tâm Diệp Thần Phong, trong thân thể hắn linh hồn lực là toàn bộ được rút khô. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới hắn lần này Vạn Tiến Xuyên Tâm sẽ có hiệu quả như thế này, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trong miệng khí tức có phần hỗn loạn. Lâm Khang thắng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, không để ý chút nào hình tượng ngồi xuống nói ra thần phong người đến cùng vẫn có thể cho ta bao nhiêu kinh nghỉ sau đó ta liền đem diệt thiên minh tất cả linh hồn chi thuật bí tịch giao cho ngươi dùng ngươi đối linh hồn chi thuật thiên phú xem ra căn bản là không dùng tới ta đến chỉ điểm ngươi rồi diệp thần phong tùy ý cười một tiếng nói dừng phó minh chủ đây là vận khí thuần ví là vận khí lâm khang thắng nhìn xem không kiêu ngạo không nóng nảy diệp thần phong trong lòng của hắn là hài lòng gật gật đầu, nói ra, thần phong, về phần ngươi bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa, ta cũng không biết cụ thể tác dụng. Nếu bọn hắn có thể còn sống tại đan điền của ngươi bên trong, khẳng định như vậy là hữu dụng, này phải chờ ngươi về sau chính mình chậm rãi đi khám phá. Lần này Diệp Thần Phong tại băng tuyết thế giới tổng cộng đã nhận được 156 đóa băng tuyết liên hoa, trừ đi thẩm minh hiên đám người dùng hết cùng diệp thần phong lãng phí đi một đóa bây giờ diệp thần phong trong không gian giới chỉ tổng cộng còn có 150 trăm năm đóa băng tuyết liên hoa nếu hiện tại diệt thiên minh gió êm dịu vệ đội ở cùng một chỗ như vậy hắn cũng không thể độc thôn băng tuyết liên hoa hỏi hắn dừng phó minh chủ các người diệt thiên minh tổng cộng có bao nhiêu người yếu dùng băng tuyết liên hoa lâm khang thắng suy tư một lát sau nói ra hiện tại lý gỗ lim tăng lên tới cấp thánh sơ kỳ rồi mà chúng ta diệt thiên minh còn lại còn có hai tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ ba tên tôn cấp trung kỳ cao thủ ba tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ còn có hồng Phiêu mino là cấp thánh sơ kỳ cao thủ băng tuyết liên hoa đối hắn vẫn hữu dụng thần phong ngươi liền trước cho ta chín đóa băng tuyết liên hoa đi diệp thần phong không nghĩ tới lâm khang thắng chỉ cần chín đóa này chín đóa hắn đương nhiên là không lấy ra được được rồi thế là diệp thần phong một lần cho lâm khang thắng 20 mươi đóa băng tuyết liên hoa mà bây giờ gió trong vệ đội tông cấp trung kỳ có 7 người, tông cấp sơ kỳ có 20 người, vương cấp đỉnh phong linh hồn lực tổng cộng có 16 người, cấp 10 linh hồn lực tổng cộng có 71 người, những người còn lại thực lực đều là dưới 10 cấp rồi. Diệp thần phong dự định trước hết để cho vương cấp đỉnh phong cùng với trở lên gió vệ đội thành viên hấp thu băng tuyết liên hoa, đám người còn lại tăng lên tới vương cấp đỉnh phong linh hồn lực hấp thu nữa băng tuyết liên hoa. Diệp Thần Phong ở trong người khôi phục một ít linh hồn lực sau, hắn lập tức trợ giúp gió về đội thành viên tăng cao thực lực rồi. Mà Lâm Khang Thắng cũng trợ giúp Diệt Thiên Minh thành viên tăng cao thực lực rồi. Sau một ngày, đang hấp thu băng tuyết liên hoa năng lượng sau đó Diệt Thiên Minh hai tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ thuận lợi trở thành cấp thánh sơ kỳ cao thủ, mà nguyên bản ba tên tôn cấp trung kỳ cao thủ cũng khóa nhập tôn cấp đỉnh phong tầng thứ. Mặt khác ba tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ cũng thuận lợi khóa nhập tôn cấp trung kỳ tầng thứ về phần hứa hồng văn nhưng là thuận lợi khóa nhập cấp thánh trung kỳ tầng thứ. Cho nên Diệt Thiên Minh thánh cấp cao thủ lập tức tăng cường đã đến 4 tên. Mà gió vệ đội thành viên đang hấp thu băng tuyết liên hoa sau, tông cấp trung kỳ khóa nhập tông cấp đỉnh phong, tông cấp sơ kỳ khóa nhập tông cấp trung kỳ, vương cấp đỉnh phong khóa nhập tông cấp sơ kỳ. Đang nhìn đến gió vệ đội thành viên tăng lên xong thực lực sau đó vừa vặn là ăn cơm buổi trưa thời gian, làm Diệp Thần Phong trở về biệt thự thời điểm hắn nhìn thấy trong phòng khách xếp đặt một tấm trọn vẹn có thể ngồi xuống 20 người bàn tròn, trên bàn bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, ngoại trừ Diệp Thần Phong ra ra cùng chúng nữ đều tại bên ngoài, liền ngay cả dư năm được mùa cao bằng tầng lão đầu tử cũng đều tại, bọn hắn mỗi một cái đều là đang chờ Diệp Thần Phong ăn cơm đi. Số một thủ trưởng dư năm được mùa, hắn cười ha hả nói, thần phong, ngươi nhưng là người bận bịu a hát. Trở về phong vệ doanh bên trong, chúng ta muốn gặp người một mặt cũng thật là khó khăn. Lão sư, người cũng đừng nói nhảm, nếu thần phong đến rồi, như vậy chúng ta khai tiệc đi. Tính cách trực sảng Vũ An Quốc Vũ Lão gia tử lôi kéo Diệp thần phong ngồi xuống. Thần phong, lần này rời đi phong vệ doanh sau đó người ở bên ngoài hết thảy đều trả thuận lợi sao? Diệp Lão gia tử Diệp Trấn Hồng mở miệng hỏi. Diệp thần phong khoát tay áo một cái, nói ra, ra ra, tôn tử của ngươi đều hoạt bính loạn khiêu xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi, ngươi nói sự tình có thuận lợi hay không. Ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh tôn Mỹ cầm tức giận vỗ một cái Diệp Thần Phong đầu, nói ra, Thần Phong, không cho phép ngươi nói bậy, cái gì hoạt bính loạn khiêu. Mẹ hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể mau chóng giàn xếp lại. Bạch lão gia tử trắng hồng phương, hắn cười nói, được rồi, được rồi, thần phong trở về, tâm tình của mọi người liền biến thật tốt rồi, hôm nay chúng ta có phải không hẳn là yếu uống thật sảng khoái. Số 2 thủ trưởng Dương Viễn nói ra, lão bạch, uống thì uống, lẽ nào chúng ta còn có thể chẳng lẽ lại sợ người sao? Tốt, 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 mọi người đều đổ đầy. Dư năm được mùa cũng tâm tình không tệ nói ra. Mà ngay tại lúc này, Diệp thần phong nữ nhân vũ hiểu phỉ cùng bạch tuyết linh đứng lên, này để người ở chỗ này là có chút cảm giác không giải thích được rồi, Bạch Tuyết Linh ra ra Bạch Lão ra tử hỏi, Tuyết Linh, ngươi đứng lên tới làm gì? Bạch Tuyết Linh là có chút ngượng ngùng sờ môi, Vũ Lão gia tử cũng hỏi, hiểu phỉ, ngươi và Bạch gia nha đầu làm cái gì vậy? Vũ hiểu phỉ gò má vi vi ửng hồng, nói ra, từ mấy ngày trước bắt đầu, ta cùng Tuyết Linh liền một mực cảm giác buồn nôn, tại hôm trước chúng ta đi nhìn một chút y sinh, y sinh nói hai chúng ta đều mang thai, mà chúng ta cũng biết thần phong phải trở về đến rồi, chỗ bằng vào chúng ta không có đem chuyện nào nói cho người khác biết chuẩn bị các loại thần phong trở về rồi lại tuyên bố bạch tuyết linh cùng vũ hiểu phỉ đều mang thai diệp thần phong là có chút bối rối trần tư vũ là đã sớm mang thai bây giờ hai nàng này người cũng mang thai nói như vậy diệp thần phong chẳng mấy chốc sẽ làm ba đứa hài tử ba ba không khí của hiện trường an tĩnh ba giây đồng hồ sau âm uhm. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng đột nhiên vỗ bàn một cái, hưng phấn sắc mặt đỏ lên nói, được, đúng là quá tốt rồi, hôm nay xác thực hẳn là yếu uống thật sảng khoái, lão dư, lão dương, mọi người hôm nay không say không về. Tôn Mỹ cầm nhưng là lôi kéo bạch tuyết linh cùng Vũ Hiểu Phỉ ngồi xuống, một mặt trách cứ, chuyện quan trọng như vậy, hai người các ngươi làm sao không nói với ta. Hai người các ngươi nhà đầu A-Hát, mang thai nhưng là phải bảo trọng thân thể, về sau áo cơm ta tự mình đến phụ trách. Về phần Diệp Thần Phong còn lại nữ nhân Triệu Huyền Đình, Ninh Vũ Đình cùng đường hân đám người, miệng các nàng thượng tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt là tràn đầy vô hạn ước ao, từng cái ánh mắt có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong có loại dự cảm cực kỳ bất hảo, sau lưng là một trận lạnh siêu siêu, hắn biết tối hôm nay khẳng định lại là một đêm không ngủ rồi. Bất quá, khi biết Phú Hiểu phỉ cùng Bạch Tuyết Linh mang thai sự tình sau, Diệp Thần Phong tâm tình vẫn là vô cùng không sai, hắn cũng cùng đông đảo lão gia tử đồng thời thống khoái uống rượu đến. chương 1127, Hóa thi bệnh độc tái hiện. Diệp Thần Phong bên trong biệt thự là chén rượu đan sen. Giái cá mà biệt thự bên ngoài màn đêm đã là dần dần chậm lại. Diệp Thần Phong cùng một đám lão gia tử là chọn vẹn uống một buổi trưa rượu, trên bàn ăn cũng không mới thêm món ăn nóng, dư năm được mùa các loại một đám lão gia tử là ngươi tới ta đi không còn biết trời đâu đất đâu. Về phần tôn mỹ cầm cùng vũ hiểu phỉ các nữ nhân người, các nàng nhưng là rất sớm đã rơi xuống bàn ăn, để diệp thần phong cùng đông đảo lão gia tử chính mình đi rằng co. Thẳng đến vũ hiểu phỉ cùng ninh vũ đình các nữ nhân người, lần thứ hai hoang mang hoảng loạn đi vào phòng khách, này mới đem rượu yến cắt đứt, vũ hiểu phỉ khẩn trương nói ra, thần phong, không xong, tiểu kiệt cùng thiến thiến không thấy nghe vậy diệp thần phong cùng đông đảo lão gia tử đều để ly rượu xuống vũ lão gia tử vũ an quốc khi nghe đến cháu của mình vũ kiệt không thấy sau đó hắn lập tức hỏi hiểu phỉ lời này của ngươi là có ý gì tiểu kiệt cái kia hỗn tiểu tử đi nơi nào vũ hiểu phỉ hồi đáp ra ra hai ngày trước tại thần phong vẫn chưa về thời điểm tiểu kiệt nói muốn rời khỏi phong vệ doanh đi tham gia một cái gì đồng học tụ hội bây giờ là thời kỳ không bình thường, ta đương nhiên là không có đồng ý, sau Tiểu Kiệt liền một mực ngốc ở trong phòng chưa hề đi ra, thẳng đến vừa vặn ta mới phát hiện Tiểu Kiệt biến mất rồi. Diệp thần phong nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vũ Đình, thiến thiến mặc dù là Ninh Vũ Đình nhận nuôi con gái. Thế nhưng Diệp Thần Phong đồng dạng là thanh thiến thiến vậy đáng yêu nha đầu cho rằng nữ nhi ruột thịt tới đối xử, hỏi hắn, Vũ Đình, thiến thiến làm sao sẽ không thấy ninh vũ đình đầy mặt lo lắng nói hai ngày trước tiểu kiệt không phải là bởi vì không thể rời đi phong vệ doanh mà phát giận ma thiến thiến nhà đầu này liền nói muốn đi bồi tiếp tiểu kiệt còn nói hai ngày nay liền muốn ở tại tiểu kiệt nơi đó ta nghĩ tại đây phong vệ doanh bên trong cũng không hội xảy ra chuyện gì cho nên ta liền cũng tùy theo thiến thiến nhà đầu kia tại vừa vặn phát hiện tiểu kiệt không gặp sau ta cũng mới ý thức tới thiến thiến cũng không thấy rồi chúng ta đem toàn bộ phong vệ doanh đều đã tìm qua bọn hắn căn bản không tại phong vệ doanh bên trong. Ta đồng dạng đem cửa ra vào hình ảnh theo dõi điều đi ra, tiểu kiệt gió êm dịu vệ đội thành viên đã sớm lẫn vào rất quen, chúng ta tại hình ảnh theo dõi bên trong nhìn thấy, tiểu kiệt cùng thiến thiến thừa dịp không ai chú ý, bọn hắn chạy ra khỏi phong vệ doanh, hiểu phỉ cũng gọi điện thoại cho tiểu kiệt rồi, có nhỏ kiệt suốt điện thoại trước sau nằm ở tắt máy trạng thái, chúng ta sợ sệt hội có chuyện gì đó không hay phát sinh. Khi nghe đến Ninh Vũ Đình tự thuật sau đó Diệp Thần Phong hơi hơi nhíu mày đến, Diệp Lão Gia Tử nói ra, hiểu phỉ, Vũ Đình, hai người các người trước tiên không nên gấp gáp, chúng ta bây giờ lập tức khiến người ta đi lục soát tiểu kiệt cùng thiến thiến tung tích. Tại Diệp Lão Gia Tử lời nói âm mới vừa hạ xuống xong, Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên đám người vội vã đi vào bên trong đại sảnh, Thẩm Minh Hiên trong tay cầm một cái máy tính bảng, hắn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, Thần Phong, không xong, phòng vệ doanh trong phòng giám sát mới vừa thu được một đoạn video, ta đem video phim âm bản đến máy tính bảng bên trong, chính ngươi nhìn một chút. Thẩm Minh Hiên đem máy tính bảng bên trong một đoạn video mở ra sau đó hắn liền đem máy tính bảng đưa cho Diệp Thần Phong. Trong video màu đen xuất hiện ở run rẩy một cái sau đó trong video ánh sáng từ từ tăng cường lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, này không phải là Diệp Thiên Minh kẻ phản bội từ thang Nam Ma. Ban đầu ở nia nước thời điểm, này cấp thánh sơ kỳ từ thăng nam, hắn vốn là muốn phải đem Diệp Thần Phong cùng thẩm minh hiên đám người một lưới bắt hết. Đáng tiếc là cuối cùng từ thăng nam chân phải được Diệp Thần Phong hóa cốt nước cho tung chúng rồi. Dẫn đến hắn không thể không đem chính mình toàn bộ chân phải cho mạnh mẽ lôi kéo xuống. Lần sau con trai của từ thăng nam từ tử kỳ cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay. Có thể nói từ thăng nam đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương. Diệp Thần Phong, ta biết ngươi nên trở về phong vệ doanh rồi, ngươi bây giờ cho ta lập tức đến kinh thành thanh xa khu biệt thự đến, bằng không hai thằng nhóc này kết cục sẽ như thế nào. Ta đây nhưng cũng không biết, tại từ thăng nam sau khi nói xong, trong video hình ảnh nhất truyền, Vũ Kiệt cùng thiến thiến được nhốt ở một cái thiết trong lồng, hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt ngồi xổm ở lồng sắt chính giữa giữa, tại đóng lại hai người bọn họ lồng sắt bên ngoài, trả chùm vào một cái càng gia tăng hơn lồng sắt, ở cái này càng gia tăng hơn lồng sắt bên trong, có 5-6 người tại không ngừng mà dục dịch, thỉnh thoảng biết dùng thân thể đánh vào đóng lại vũ kiệt cùng thiến thiến lồng sắt nhỏ. Này 5-6 người, cũng không có thể đủ người cái chữ này để hình dung hắn nhóm rồi, bởi vì bọn họ sắc mặt vô cùng trắng bệch, liền ngay cả hốc mắt trong hai con ngươi tử cũng là màu trắng, trong đó có một cái nam nhân, hắn thậm chí là gặm cắn cánh tay của mình, đem trên cánh tay mình thì từng khối từng khối xé kéo xuống. Sau đó không chút do dự nuốt vào trong bụng của mình. Ôm ấp có mấy tháng mang thai Trần Tư Vũ, người đang nhìn đến trong video hình ảnh sau, nàng nói nói, Thần Phong, này, đây không phải cùng lúc trước chúng ta tại Nam Cảng nhìn đến zombie như thế ma. Lúc trước Diệp Thần Phong đi Nam Cảng trị liệu bệnh truyền nhiễm thời điểm, hắn thật sự gặp một nhóm chân chính zombie, mà những zombie đó đều là thiên minh cho làm ra, biến thành zombie người. Bọn hắn chỉ là lây nhiễm một loại tên là hóa thi bệnh độc, làm hiển nhiên trong video 5 6 người đã hoàn toàn biến thành zombie rồi. Về phần lần thứ nhất nhìn thấy chân chính zombie Tôn Mỹ cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người, cùng với một loại cao tầng lão đầu tử, bọn hắn từng cái là hoảng sợ trợn to hai mắt, ánh mắt không nháy một cái tốt trong video hình ảnh. Trong video hình ảnh lần thứ hai nhất chuyển, Từ Thăng Nam mặt lại xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, Từ Thăng Nam cười nói: Diệp Thần Phong, nếu như ngươi không muốn hai thằng nhóc này trở thành zombie trong miệng đồ ăn, như vậy ngươi bây giờ liền cho ta đến thanh xa khu biệt thự bảy hào biệt thự đến. Đúng rồi, để thẩm minh hiên, lâm hân di, trình đại hổ cùng tiêu lập viễn cái kia bốn cái cũng cùng một chỗ đến, là các ngươi hại chết con trai của ta, các ngươi hẳn là phải bị xứng đáng trừng phạt. Ngược lại, từ thăng nam lại nói, về phần những người khác, một cái cũng không nên tới, nếu như các ngươi không nghe lời của ta, như vậy hai thằng nhóc này lập tức sẽ không toàn mạng, Diệp Thần Phong, ta chờ các ngươi. Đang nói xong câu nói sau cùng sau, đoạn video này liền phát ra xong, Diệp Trấn Hồng Diệp Lão ra tử hỏi, Thần Phong, chuyện gì thế này? Ra ra, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích một câu sau đó hắn nhìn xem Lâm Khang Thắng hỏi, dừng phó minh chủ, này từ thang nam đến cùng đang làm gì? hắn dĩ nhiên đem hóa thì bệnh độc bắt được kinh thành đến truyền bá, nếu là có zombie chạy trốn tới nhiều người địa phương, e sợ toàn bộ kinh thành hội rất nhanh biến thành một tòa thành chết rồi. Lâm Khang Thắng cũng một mặt lo lắng nói ra, thần phong, theo lý tới nói thiên minh sẽ không để cho từ thăng nam làm cực đoan như vậy sự tình, dù sao thiên minh cuối cùng kế hoạch là thống chiều toàn thế giới, mà không phải đem toàn thế giới làm hỏng, lại mà lần này từ thăng nam nói rõ muốn giết ngươi, nhưng ngươi là nghiêm thiên giác tự tay yếu giết người, cho nên nói tất cả những thứ này đều là từ thăng nam tự chủ trương, thiên minh người khả năng còn không biết hắn loại hành vi này, hắn là hoàn toàn bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc rồi. Từ thăng nam này cháu con rùa, hắn phẫn nộ cái rắm nếu như hắn lúc trước không phản bội chúng ta diệt thiên minh, hay là con trai của hắn cũng sẽ không chết rồi. Trình đại hổ khó chịu bĩu môi nói ra. Thần phong, vậy kế tiếp chúng ta nên phải làm sao? Vũ lão gia tử Vũ An Quốc vội vàng hỏi, dù sao cháu của hắn Vũ Kiệt đã bị bắt, hơn nữa còn lúc nào cũng có thể trở thành zombie trong miệng món ăn trên bàn, này làm cho hắn cái này làm ra ra làm sao có thể không khẩn trương. Trước mắt quan trọng nhất là đem từ thăng nam giải quyết, chả nhất định phải đem thanh xa trong khu biệt thự zombie cho toàn bộ thanh trừ, không thể có bất kỳ cá lọt lưới, bằng không này thật có thể phiền toái. Diệp thần phong cau mày nói ra ta hiện tại lập tức đi một chuyến thanh xa khu biệt thự, mặc kệ từ thăng nam muốn đùa nghịch trò gian gì. Muốn cứu ra vũ kiệt cùng thiến thiến, ta cũng nhất định muốn đi. Diệp thần phong tiếp tục nói. Thần phong, từ thăng nam cũng điểm danh chúng ta, chúng ta về cái cùng đi với ngươi. Thẩm minh hiên không chút do dự nói ra. Đúng, thần phong, muốn đi cùng đi, từ thăng nam bất quá chỉ là cấp thánh sơ kỳ mà thôi. Bằng vào chúng ta năm cái thực lực không dùng tới sợ hắn rồi. Trình Đại Hổ cũng mở miệng nói ra. Về phần diệt thiên minh phó minh chủ lâm khang thắng, hắn thật cũng không tốt ngăn trở, dù sao lần này Diệp Thần Phong là đi cứu người, lần sau từ thăng nam tại trong video cũng nói được rất rõ ràng, nếu như hắn vẫn cứ muốn đi theo đi lời nói, này nói không chắc hội chôn vùi vũ kiệt cùng thiến thiến tính mạng. Cho nên, cuối cùng Lâm Khang Thắng vẫn là giữ vững trầm mặc. Chương 1128, ta đáp ứng người yêu cầu. Phú Kiệt cùng Thiến Thiến nhất định muốn cứu. Tuy rằng tôn Mỹ cầm không muốn con trai của chính mình đi mạo hiểm, thế nhưng vào lúc này người tuyệt đối không làm được ngăn cản Diệp Thần Phong đi mạo hiểm hành vi, chỉ có thể lần nữa căn dặn Diệp Thần Phong phải cẩn thận. Thanh Sa khu biệt thự ở vào kinh thành Thanh Viễn Sơn. Này Thanh Viễn Sơn vị trí hẻo lánh, bất quá Thanh Viễn Sơn sinh thái hoàn cảnh tốt vô cùng. Hơn nữa Thanh Viễn Sơn phong cảnh cũng thập phần không sai. Này Thanh Sa biệt thự chính là người có tiền mua được đang làm việc sau khi nghỉ phép cùng nhàn nhã dùng. Đương nhiên thanh xa khu biệt thự tuy nói vị trí hẻo lánh, nhưng giá tiền của nó nhưng không có chút nào tiện nghi. Này thanh xa khu biệt thự đi là cao cấp con đường, tại toàn bộ trong khu biệt thự cửa hàng, bệnh viện cùng sàn giải trí là đầy đủ mọi thứ, trang bị nhiều như vậy thiết bị, này thanh xa khu biệt thự giá cả đương nhiên là không ít được rồi. Tại mọi người đưa tiến dưới, Diệp Thần phong đám người là ngồi lên rồi một chiếc hãn mã xa, bởi Diệp Thần Phong đối kinh thành địa thế tương đối quen thuộc, cho nên liền do hắn đến điều khiển Hammer rồi, dọc theo đường đi, Diệp Thần Phong đem hãn mã xa tốc độ là ảo tới cực hạn, hắn nhìn ra được từ thăng nam cảm xúc không phải làm ổn định, ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên làm ra một ít chuyện gì đến. Cho nên hắn nhất định phải phải mau sớm chạy tới thanh xa khu biệt thự. Thần Phong, chúng ta hiện tại có phải không ứng với kế hoạch này một cái đối phó từ thăng nam phương pháp xử lý? Hân Di thực lực tại tôn cấp trung kỳ, Đại Hổ cùng Lập Viễn thực lực tại tôn cấp sơ kỳ, mà thực lực của ta tại tôn cấp đỉnh phong, thần phong ngươi tuy chỉ có tôn cấp sơ kỳ, thế nhưng ngươi có thể đối phó tôn cấp đỉnh phong cao thủ, nếu như ngươi tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng, như vậy thực lực của ngươi hẳn có thể đối kháng cấp thánh sơ kỳ cao thủ rồi, hoặc là ngươi có thể thừa dịp Từ Thăng Nam không chú ý thời điểm. Đem Vạn Tiến xuyên tâm triển khai ra, này Từ Thăng Nam khẳng định cũng là chắc chắn phải chết. Thẩm Minh Hiên suy tư một lát sau nói ra. Đang tại điều khiển Hammer Diệp Thần Phong, hắn vi vi nhíu nhíu mày, nói ra, Minh Hiên, sự tình chỉ sợ sẽ không giống như người nghĩ thuận lợi như vậy, thiến thiến cùng tiểu kiệt tại từ thăng nam trên tay, như vậy chúng ta liền chịu đến từ thăng nam kềm chế, trừ phi chúng ta có thể trước đem thiến thiến cùng tiểu kiệt cứu ra. Minh Hiên, Thần Phong nói không sai, từ thăng nam trên tay có con tin hiện tại chúng ta chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó rồi. Tiêu lập viễn gật đầu nói. Sau ba tiếng, chi chi, chi chi, chi chi, Diệp Thần Phong đột nhiên đạp xuống phanh lại, hãn mã xa lốp xe trên mặt đất ném ra một đạo sâu đậm vết tích, bọn họ là đi tới thanh xa khu biệt thự cửa. Diệp Thần Phong cùng thẩm minh hiên đám người là dồn dập đi xuống xe, chỉ thấy thanh xa khu biệt thự cửa vào sáng lên hai ngọn đèn lớn, cửa ra vào trong phòng trực ban ánh đèn cũng sáng lên, bất quá, chu vi hiện ra được quá mức an tính. Này làm cho Diệp Thần Phong có loại dự cảm xấu, hắn nói ra, Minh Hiên, chúng ta muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, trước đem trong cơ thể linh hồn lực tăng lên lại nói. Tại căn dặn xong thẩm Minh Hiên đám người sau, Diệp Thần Phong cái thứ nhất hướng về phòng trực đi tới, cửa phòng trực mở rộng ra hai tên trên người mặc đồng phục an ninh nam nhân chính ngồi trồm hỗn trên mặt đất không biết làm gì. Diệp thần phong mũi hơi nhíu nhăn, hắn ở trong không khí nghe thấy được nhất cổ mùi máu tanh nồng đậm. Làm thẩm minh hiên cùng lâm hân di bọn hắn cũng đi vào phòng trực thời điểm, đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi trồm hỗn trên mặt đất hai tên bảo an, bọn hắn đột nhiên xoay người đứng lên. Chỉ thấy cái này hai tên bảo an sắc mặt trắng bệ cực kỳ, hai người bọn họ trong tay cầm bên trong cơ thể ruột cùng khí quan tại gặm cắn. Bên mép là dính đầy tiên huyết, mà một bộ tiểu hài thi thể nhưng là nằm ở cái này hai tên bảo an phía sau. Diệp thần phong thấy thế, hắn lập tức nói ra, đại hổ, đem khu biệt thự cửa lớn đóng lại, xem ra này trong khu biệt thự hẳn là được hóa thi bệnh độc khuếch tán, nói không chắc trong khu biệt thự tất cả mọi người biến thành zombie rồi. Ngàn vạn không thể để bất luận cái nào zombie từ nơi này rời đi. Tại trình đại hổ đi quan trọng cửa lớn thời điểm, Diệp Thần Phong tiện tay từ phòng trực trên bàn cầm lên hai chiếc đũa, tại hai tên bảo an zombie hướng về Diệp Thần Phong hướng đến đây thời điểm, siêu. Xíu, hai tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp đem đôi đũa cho phi bắn ra ngoài, cái này hai chiếc đũa là chuẩn xác vô cùng xuyên qua hai tên bảo an zombie đầu, sau đó cái này hai tên bảo an zombie thân thể liền hướng xuống đất thượng đổ tới rồi. Chúng ta đi trước số 7 biệt thự, hiện tại chủ yếu nhất là đem từ thăng nam giải quyết, chỉ cần trong khu biệt thự zombie trốn không ra, những này đều không là vấn đề gì quá lớn. Diệp Thần Phong nói ra, tại phân biệt một cái phương hướng sau đó Diệp Thần Phong đám người rất nhanh liền đi tới số 7 biệt thự cửa vào, tại Diệp Thần Phong đám người đến cửa ra vào thời điểm, kẹt kẹt. Một tiếng, số 7 biệt thự cửa tự động mở ra, một đạo âm trầm âm thanh từ trong biệt thự truyền ra, Diệp Thần Phong, không tệ, không tệ, các người tới làm đúng lúc, các người có thể vào được. Diệp thần phong cùng thẩm minh hiên bọn người ở tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó bọn hắn liền thận trọng hướng về trong biệt thự đi vào, lại đi tiến biệt thự đại sảnh sau đó chỉ thấy từ thăng nam ngồi ở một chương sofa thượng, mà ở đại sảnh ngay chính giữa có hai cái bộ ở chung với nhau lồng sắt, mà vũ kiệt cùng thiến thiến nhưng là được nhốt ở bên trong một cái lồng sắt nhỏ bên trong. Vũ Kiệt cùng thiến thiến thân thể là thật chặt lần lượt lại với nhau, nhìn xem sáu chiếc du đáng tại bọn hắn lồng sắt bên ngoài zombie, hai người bọn họ thân thể đều có chút run lẩy bẩy rồi, mà tại hai người bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong sau, Vũ Kiệt không khỏi hô tỷ phu. Thiến thiến nhưng là khóc lóc hô, ba ba, ba ba, nhanh cứu thiến thiến, nhanh cứu thiến thiến, thiến thiến về sau cũng không dám nữa nghịch ngợm. Diệp thần phong cùng thẩm minh hiên đám người không có lập tức hành động, diệp thần phong nói ra, tiểu kiệt, thiến thiến, các ngươi lại chờ một lát, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài." Sau đó, Diệp Thần Phong lại đưa mắt tập trung vào Từ Thăng Nam trên người. Từ Thăng Nam từ trên ghế sa lông đứng lên, hắn đem chân phải ống quần cho vén lên, chỉ thấy hắn bây giờ toàn bộ chân phải hoàn toàn biến thành chân cơ giới rồi, hắn một mặt giữ tợn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, "Diệp Thần Phong, thế nào? Của ta này chân phải đều là bái người ban tặng, bất quá" tại cài đặt chân cơ giới sau đó đùi phải của ta so với trước đây càng thêm linh hoạt rồi. Con trai của ta tại dưới lòng đất rất cô đơn, các ngươi năm cái phải đi xuống thật tốt bồi tiếp hắn a hát. Diệp thần phong quan sát bốn phía một cái sau đó hắn cho thẩm minh hiên đám người nháy mắt, sau đó, bọn hắn từng cái lập tức đem linh hồn lực cho đề được đưa lên, muốn bằng nhanh nhất phương thức giải quyết từ thăng nam. Mà từ thăng nam nhưng là cười nói, diệp thần phong, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, ngươi xem một chút đây là cái gì. Từ thăng nam trái tay vươn vào trong túi lấy ra một cái bộ điều khiển từ xa đến, hắn nói ra ta chỉ yếu đè xuống bộ điều khiển từ xa thượng nút màu đỏ, đóng lại hai thằng nhóc này lồng sắt liền sẽ tự động bay lên, đến lúc đó hai thằng nhóc này là có thể cùng zombie thân mật tiếp xúc, các ngươi nói cái này phải hay không rất thú vị. Đang nhìn đến từ thang nam trong tay bộ điều khiển từ xa sau, Diệp Thần Phong là nắm thật chặt song quyền, cắn răng hỏi, từ thăng nam, người đến cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản, người không hoàn thủ, để cho ta đánh năm quyền, ta liền trước tiên đem cái này bộ điều khiển từ xa cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Từ thăng nam cười hỏi. Từ thăng nam, người bớt ở chỗ này dọa chúng ta, chúng ta mới sẽ không tin tưởng ngươi phí lời. Trình đại hổ quát lên. Từ thăng nam một mặt không sao cả nói ra, xuất hiện tại các ngươi còn có lựa chọn quyền lợi sao? Diệp thần phong, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn hay không đáp ứng. Nói xong từ thăng nam đưa ngón tay đặt ở bộ điều khiển từ xa nút màu đỏ thược. Bị giam tại lồng sắt bên trong vũ kiệt cùng thiến thiến, bọn hắn khi nghe đến từ thăng nam lời nói sau, bọn hắn biết là chính mình làm phiền hà diệp thần phong, vũ kiệt kiên định nói ra tỷ phu, đừng nghe hắn, ngươi không cần để ý đến. Ba ba, ba ba, thiến thiến không muốn nhìn thấy ngươi có việc, người cũng đừng quản thiến thiến rồi, đem này đại bại hoại cho trực tiếp đánh đổ. Thiến thiến lau khô khóe mắt nước mắt nói ra. Diệp thần phong nhìn xem lồng sắt bên trong vũ kiệt cùng thiến thiến, trong lòng của hắn là hít sâu một hơi, trên người hắn nhưng là ăn mặc dùng hỏa diễm bò cạp sát ngoài chế luyện phòng hộ phục. Này phòng hộ phục một mực cũng không có tạo được tác dụng, bất quá, xem ra tối nay là yếu cử đi chỗ dùng. Diệp thần phong, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, người đến cùng có đáp ứng hay không. Ta cũng không có kiên nhẫn, từ thang nam cười lạnh nói. Diệp thần phong nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Sau đó, Diệp thần phong lại nói, được, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. chương 1129, thật đã chết rồi sao? Thanh xa khu biệt thự số 7 bên trong biệt thự. Trong đại sảnh đèn khả năng đi ra một vài vấn đề, lúc sáng lúc tối ánh đèn để không khí chung quanh có vẻ thập phần quỷ dị. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, sáu chiếc dáng dấp làm người ta sợ hãi zombie là không ngừng đánh vào vũ kiệt cùng thiến thiến lồng sắt. Tại Diệp Thần Phong đáp ứng rồi từ thăng nam yêu cầu sau đó Thẩm Minh Hiên vội vàng lo lắng nói ra, Thần Phong, ngươi không thể đáp ứng loại yêu cầu vô lý này. Lẽ nào ngươi thật sự muốn muốn thừa nhận từ thang nam người lão tặc này năm quyền sao? Diệp thần phong ngươi là điên rồi sao? Từ thang nam có cấp thánh sơ kỳ thực lực, người đứng đấy khiến hắn đánh năm quyền, người này không phải là mình chịu chết sao? Lúc này liền ngay cả lâm hân di cũng không nhịn được mở miệng. Mà từ thang nam phảng phất phi thường hưởng thụ loại này bầu không khí, hắn tay trái không ngừng vuốt vuốt bộ điều khiển từ xa, tự nhủ xem ra chúng ta hay là trước thưởng thức thưởng thức hai thằng nhóc này được zombie nuốt vào hình ảnh đi. Nếu như bây giờ Diệp Thần Phong tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng trong, hắn chắc chắn đơn độc cùng từ thang nam đối chiến, thế nhưng từ thang nam tùy thời tùy chỗ đều sẽ đè xuống bộ điều khiển từ xa. Diệp Thần Phong nhưng không muốn nhìn thấy Vũ Kiệt cùng thiến thiến có chuyện, lần sau vạn tiến xuyên tâm cũng cần nhất định tụ lực quá trình. Hiện tại Diệp Thần Phong vốn là không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể đem từ thang nam này năm quyền mạnh mẽ chống đỡ xuống, lần sau trong lòng của hắn đã nghĩ ra một cái biện pháp đến rồi. Diệp Thần Phong đi về phía trước năm sáu bước, đối với Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, nói ra các người không nên tới, lẽ nào các người muốn nhìn thấy Tiểu Kiệt cùng Thiến Thiến có chuyện sao? Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng từ thăng nam nói ra, người còn chờ cái gì? Người có thể động thủ. Tỷ phu ba ba, người không cần quản chúng ta. Lồng sắt bên trong vô kiệt cùng thiến thiến tuy rằng được zombie sợ đến không nhẹ, nhưng bọn họ nhưng vẫn là giả vờ kiên cường quát, bọn hắn không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong vì hai người bọn họ mạo hiểm. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người ở tại nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, lại nhìn xem lồng sắt bên trong Vũ Kiệt cùng Thiến Thiến, này để dưới chân bọn họ bước chân là không tự chủ ngừng lại, từng cái trên mặt là do dự không quyết định vẻ mặt. Về phần cấp thánh sơ kỳ cường giả từ thăng nam, tay trái của hắn bên trong thủy chung là nắm bộ điều khiển từ xa, nhìn xem ngoài một thước Diệp Thần Phong, nụ cười trên mặt hắn là càng ngày càng giữ tận rồi, trong lòng thầm nghĩ, nhị tử, ta chẳng mấy chốc sẽ báo thù cho ngươi, người dưới đất sẽ không cảm thấy cô đơn rồi. Cha hội đưa rất nhiều người đi theo ngươi. Từ thang nam chân phải đột nhiên đạp đất, trên người cấp thánh sơ kỳ thật khí thế bão tố được đưa lên, bóng người hướng về diệp thần phong vào tới, trong miệng quát, diệp thần phong, ngươi không cần cho ta đùa nghịch trò gian, bằng không ta lập tức đè xuống bộ điều khiển từ xa. Diệp thần phong nhìn xem trong tay trái nắm chặt bộ điều khiển từ xa không tha từ thăng nam, hắn đồng dạng là đem trong cơ thể tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực để được đưa lên, cơ thể hơi uốn lượn, như vậy thừa nhận sức mạnh là có thể nhỏ hơn một ít. ầm um, một tiếng, từ thăng nam nắm tay phải là chuẩn xác không có sai sót đánh vào diệp thần phong ngực, thịt 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 thịt. Diệp thần phong dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau sáu bước, phốc một tiếng, một cái ấm áp máu tươi từ Diệp Thần Phong trong cổ họng phun đi ra. Phải biết này quyền thứ nhất từ Thăng Nam vẫn không có sử xuất toàn lực, mà Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đạt đến cấp thánh, trên người hắn chả mặc lửa cự hạt sát ngoài làm thành phòng hộ phục, lần sau hắn tăng lên khởi linh hồn lực để ngăn cản rồi. Theo lý tới nói Diệp Thần Phong không phải chật vật như vậy, sự thực cũng đích thật là như thế, này một ngụm máu tươi là Diệp Thần Phong mạnh mẽ từ trong cơ thể của mình bước đi ra vì đem trong lòng mình kế hoạch thực thi, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Thần phong thẩm minh hiên bọn người ở tại nhìn thấy diệp thần phong miệng phun tiên huyết sau đó bọn họ là không hẹn mà cùng gọi kêu lên. Tỷ phu, người không cần lại đứng đấy khiến hắn đánh, người không cần lại đứng đấy khiến hắn đánh. Cha, cha, người không cần quản thiến thiến rồi, người không cần quản thiến thiến rồi, ô ô. Lồng sắt bên trong vũ kiệt cùng thiến thiến trên mặt tràn đầy tự trách, lần này cần không phải là bọn hắn chính mình trộm đi suốt phong vệ doanh, Diệp Thần Phong cũng không cần vì cứu hai người bọn họ mà biến thành bộ dáng này rồi. Diệp Thần Phong đem vết máu ở khóe miệng lau đi sau đó hắn nhìn xem từ thăng nam nói ra tiếp tục. Từ thăng nam cười lạnh nói, nói thật, Diệp Thần Phong, ta thật bội phục ngươi loại tính cách này, vừa nãy cú đấm kia ta chỉ là thử nghiệm, ta chỉ dùng năm thành lực đạo, kế tiếp bốn quyền ta đều sẽ dùng đủ 10 tầng lực đạo, từ thang nam bàn tay phải lần thứ hai nắm chặt lên, trong cơ thể linh hồn lực không ngừng hướng về hữu quyền của mình thượng ngưng tụ, mà ở linh hồn lực không ngừng ngưng tụ đồng thời, từ thang nam toàn bộ nắm tay phải lại đang chậm chậm từng điểm từng điểm phồng lớn lên, trọn vẹn phồng lớn lên gấp ba mới ngừng lại, đồng thời khi hắn toàn bộ phồng lớn nắm tay phải thượng được một tầng màu xanh ra trời vầng sáng cấp bao quát ở. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong cách đó không xa Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn tại thấy cảnh này sau, từng cái sắc mặt kinh biến, Lâm Hân gì cái thứ nhất mở miệng nói, Diệp Thần Phong, người mau tránh ra, người mau tránh ra, từ thang nam lần này thi triển là trung đẳng linh hồn chi thuật bạo quyền oanh kích, thân thể của người chống cự không được bạo quyền oanh kích lực trùng kích. Xuất hiện đang nhắc nhở có phải là quá muộn hay không một ít. Từ thang nam thân ảnh đã đi xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, miệng quát bạo quyền oanh kích. Từ thang nam được vầng sáng xanh lam bao quanh nắm tay phải, phảng phất là một viên từ phía chân trời cấp tốc lướt xuống thiên thạch, không ngừng tiếp theo diệp thần phong ngực, ầm. Tại từ thang nam nắm tay phải tiếp xúc được diệp thần phong ngực lúc, diệp thần phong cảm giác được nhất cổ cuồn cuộn không đoạn năng lượng chính xuyên thấu qua phòng hộ phục tiến vào trong cơ thể hắn, chính đang không ngừng tứ ngược thân thể của hắn. Phốc lại một ngụm máu tươi từ diệp thần phong trong cổ họng phun ra ngoài, lần này Diệp Thần Phong nhưng là tại làm bộ rồi. Chính lúc Diệp Thần Phong thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài thời điểm, từ thăng nam lần nữa quát bạo quyền liên kích. Từ thăng nam được vầng sáng xanh lam bao quanh nắm tay phải, tại Diệp Thần Phong thân thể vẫn không có bị oanh bay nháy mắt, hắn lại đột nhiên tại Diệp Thần Phong ngực đánh ra còn dư lại ba quyền. Phốc phốc phốc, Diệp Thần Phong trong cổ họng lại phun ra ba ngụm máu tươi, thân thể hắn nhanh chóng hướng về mặt sau bay ngược ra ngoài ầm một tiếng nặng nề đụng vào trên vách tường tại tất cả mọi người chả chưa kịp phản ứng thời điểm từ thăng nam thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại té lăn trên đất trở nên thoi thóc một hơi diệp thần phong trước mặt hắn đột nhiên giơ chân lên hướng về diệp thần phong ngực đạp dưới ầm một cái ầm hai lần diệp thần phong trong miệng tiên huyết dường như suối phun bình thường phun đi ra mà thẩm minh hiên mấy người cũng lúc này mới tỉnh táo lại, thẩm minh hiên quát lên từ thăng nam, người đang làm gì? Từ thăng nam bên trong thân thể linh hồn lực nhanh chóng tăng vọt, tay trái hướng về thẩm minh hiên đám người dùng sức vung lên, nhất cổ dân trào vô cùng khí thế liền hướng thẩm minh hiên đám người đánh tới rồi, để thẩm minh hiên đám người căn bản vô pháp tới gần từ thăng nam cùng diệp thần phong, trái lại dưới chân bước chân là liên tiếp lùi về sau mà từ thăng nam nhưng là từ đầu đến cuối không có đình chỉ chân phải của chính mình tại liên tục dùng sức đạp năm chân sau đó diệp thần phong trong lỗ mũi khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt rồi thẳng đến cuối cùng hô hấp và trái tim đều ngưng đập tại diệp thần phong trên người căn bản không cảm giác được bất kỳ sinh cơ tồn tại này từ thăng nam lúc này mới đình chỉ chân phải của chính mình nỡ nụ cười nói ra nhi tử ta đã giúp ngươi giết diệp thần phong rồi lập tức ta sẽ đưa thẩm minh hiên bọn hắn tới đất đi xuống cùng ngươi nói chuyện trời đất. Ngươi lại chờ một lát. Từ thăng nam không lại đi để ý tới sinh cơ hoàn toàn không có diệp thần phong rồi, đem ánh mắt nhìn về phía thẩm minh hiên cùng lâm hân di đám người, nói ra, được rồi, bốn người các ngươi cũng là thời điểm lên đường. Thẩm minh hiên cùng lâm hân di đám người, ánh mắt của bọn họ là không nháy một cái nhìn chằm chằm cách đó không xa diệp thần phong, bọn hắn thử đi dùng linh hồn lực cảm ứng Diệp Thần Phong sinh cơ, nhưng khi bọn hắn cảm ứng được Diệp Thần Phong hô hấp và tim đập cũng bị mất sau đó bọn hắn từng cái trong nháy mắt trở nên con mắt thông đỏ lên, bọn hắn không thể tin được yêu nghiệt loại Diệp Thần Phong dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Nhưng là, thẩm minh hiên cùng lâm hân di đám người, bọn hắn không tin cũng không tin rồi, sự tình liền phát sinh ở trước mắt của bọn họ, này làm cho lâm hân di thất thanh gầm rú đạo, diệp thần phong, người không thể chết, Ngươi không thể chết. Mà lồng sắt bên trong vũ kiệt cùng thiến thiến, bọn hắn cũng không nhịn hô tỷ phu cha. Từ thăng nam, người cái này đáng chết lão tặc, hôm nay chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Minh Hiên cắn răng nghiến lợi quát lên. Từ thăng nam một mặt không sao cả nói ra, các ngươi có bản lãnh này sao? chương 1130, nguy cơ lại nổi lên. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng tiêu lập viễn bốn người này, mỗi người bọn họ đem trong cơ thể linh hồn lực tăng lên tới cực hạt, nhìn xem nằm trên đất không nhúc nhích khí tức hoàn toàn không có diệp thần phong, bọn hắn tức giận trong lòng là đạt tới cực điểm. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên hội cứ thế mà chết đi. Này để bốn người bọn họ là tuyệt đối không tiếp thụ được. Đồng dạng liên tục thi triển trung đẳng linh hồn chi thuật bạo quyền oanh kích từ thăng nam, trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng là tiêu hao không ít, bất quá muốn đối phó thẩm minh hiên những này tôn cấp linh hồn lực cao thủ, này đối với hắn mà nói vẫn không có bất kỳ độ khó. Từ thăng nam đem trong tay trái bộ điều khiển từ xa thả lại trong túi tiền, không đợi thẩm minh hiên đám người công kích, hắn trước tiên hướng về thẩm minh hiên bọn bốn người xông tới, nhìn dáng vẻ của hắn là dự định đánh nhanh thắng nhanh được rồi. Tại từ thăng nam cùng thẩm minh hiên bọn bốn người thời điểm chiến đấu, nguyên bản nằm trên đất không nhúc nhích diệp thần phong, hắn đột nhiên mở ra hai con mắt, bất quá, hô hấp của hắn cùng trái tim vẫn cứ nằm ở đình chỉ trạng thái, cho nên ở đây không có ai phát hiện Diệp Thần Phong biến hóa này. Vừa vặn Diệp Thần Phong tại thừa nhận lấy bạo quyền oanh kích sau đó thật là của hắn bị phi thường nội thương nghiêm trọng, tại từ thăng nam không ngừng dùng chân đạp ngực của hắn lúc, Diệp Thần Phong trước tiên ở trong người vận chuyển quy tức thuật. Này quy thức thuật Diệp Thần Phong đã sớm là tu luyện đã đến cảnh giới tối cao rồi, chỉ cần hắn tiến vào quy tức thuật trạng thái, hắn lập tức là có thể cho người khác hiện ra một loại giả chết hình ảnh. Diệp thần phong nhìn cách đó không xa chính tại chiến đấu từ thăng nam cùng thẩm minh hiên đám người, hắn dự định thi triển một lần vạn tiễn xuyên tâm để giải quyết từ thăng nam, trong cơ thể hắn linh hồn lực lặng lẽ vận chuyển. Một bên khác, ầm, một tiếng, từ thăng nam một cước đá vào tiêu lập viễn trên bụng, tiêu lập viễn nhất thời hiện lên tôm hình. Trên trán là nổi gân xanh, thân thể hướng về trái bay chéo ra ngoài, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn là được một cước này cho chấn thương rồi. Sức chiến đấu hoàn toàn không có, đã là không cách nào từ dưới đất đứng lên rồi. Tại đem Tiêu Lập Viễn đá bay đồng thời, Từ Thăng Nam tránh qua Thẩm Minh Hiên ba người công kích, lấy hắn cấp thánh sơ kỳ tốc độ này hoàn toàn là tia không tốn sức chút nào, Từ Thăng Nam lại đột nhiên hướng về Trình Đại Hổ ngược vỗ ra một trường tốc độ kia để trình đại hổ căn bản là muốn tránh cũng không được. Âm, uhm. giang sang giác, sang giác, sang giác, sang giác, sang Trình đại hổ ngực xương lập tức ao hãm đi xuống một đám lớn, khóe miệng là không ngừng tràn ra tiên huyết đến. Dưới chân bước chân tại hướng về bên phải di chuyển ba bước sau đó trong con ngươi của hắn tràn ngập sự không cam lòng vẻ, thân thể mềm nhũn co quắp ngồi ở trên mặt đất. Tại tiêu lập viễn cùng trình đại hổ mất đi chiến đấu lực sau, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di áp lực là đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Bọn hắn căn bản không ngăn cản được cấp thánh sơ kỳ cường giả Từ Thăng Nam ác liệt công kích. Từ Thăng Nam đang trốn mở Lâm Hân Di công kích, sau đó hai tay hắn hóa thành ưng trảo lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay bắt được Thẩm Minh Hiên hai nơi vai cốt. Đột nhiên hơi dùng sức vượt á, vượt á Thẩm Minh Hiên hai nơi vai cốt bị bắt nát tan. đương nhiên Từ Thăng Nam vẫn không có ngừng tay nhanh chóng một cước đá vào thẩm minh hiên hai nơi xương bánh chè thượng răng rác răng rác thẩm minh hiên hai nơi xương bánh chè cũng hoàn toàn vỡ vụn cả người hắn là từ từ hướng xuống đất thượng ngã xuống tại thẩm minh hiên cũng mất đi chiến đấu lực sau từ thăng nam là đem ánh mắt nhìn về phía lâm hân di khóe miệng hắn xẹt qua một vệt hí hành hạ nụ cười nói ra con trai của ta từ từ kỳ tại khi còn sống vẫn muốn đạt được ngươi nhà đầu này thân thể bây giờ nếu hắn đã chết như vậy nguyện vọng này liền để cho ta tới thay hắn hoàn thành đi. Trải qua chiến đấu vừa nãy, Lâm Hân Di trên người là đổ mồ hôi tràn trề, khi nghe đến Từ Thăng Nam lời nói sau, của nàng hàm răng thật chặt cắn môi, dưới chân bước chân không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Từ Thăng Nam bẻ bẻ cổ, chỉ vào nằm dưới đất thẩm minh hiên đám người, nói ra, nếu như ngươi không muốn để cho bọn họ lập tức chết, như vậy ngươi chủ động đem ngươi trên người mình quần áo cởi. Lâm Hân Di nhìn cách đó không xa thẩm minh hiên, trình đại hổ cùng tiêu lập viễn, người hàm răng cắn môi cường độ là càng lúc càng lớn, từng tia từng tia máu tươi từ trên môi của nàng tràn ra ngoài. Hân Di, đừng nghe hắn, bây giờ thần phong đều đã bị chết, chúng ta đêm nay có thể sống sót sao? Tuy rằng rất có lỗi cha của ta, thế nhưng đêm nay chúng ta đồng thời bồi tiếp thần phong lên đường thôi. Vai xương vỡ nứt, xương bánh chè vỡ vụn thẩm minh hiên, Hắn nằm trên mặt đất chật vật nói ra. Hân Di, Minh Hiên nói rất đúng, ta xem suốt người đối với thần phong có hảo cảm, điểm này ngươi cũng không thể phủ nhận rồi. Đêm nay từ thăng nam lão giả này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngươi và thần phong vẫn có thể tới đất đi xuống làm một đôi tình lữ đây. Ngực xương ao hám trình đại hổ, hắn nuốt nước miếng trực sảng nói ra. Thần phong đã cứu chúng ta nhiều lần như vậy, lần này ta nhất định phải cùng hắn. Tiêu lập viễn nhíu chặt mày quát lên. Đùng, 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 từ thang nam đột nhiên đùng khởi bàn tay đến, nói ra, thực sự là tốt cảm nhân một màn, thực sự là tốt cảm nhân một màn a hát. Tự coi như các người tự mình kết thúc, hôm nay ta cũng yếu hưởng thụ lâm hân di nha đầu này. Từ thang nam trong cơ thể không ngừng đem cấp thánh sơ kỳ khí thế để được đưa lên, dưới chân bước tiến là từng bước từng bước hướng về lâm hân di đi đến này cấp thánh sơ kỳ thật khí thế để tôn cấp trung kỳ lâm hân di có loại sắp cảm giác thở không thông đến. Mà chính lúc thời điểm này, lâm hân di một đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, trong con người của nàng hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Chỉ thấy, từ thăng nam phía sau cách đó không xa, diệp thần phong bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hắn vừa vặn trong cơ thể một mực tại tụ lực, giờ khắc này, hắn ngón giữa cùng ngón trỏ là khép lại lên, hướng về lâm hân di nháy mắt lâm hân di thấy thế thân thể của nàng lập tức hướng về bên trái nhoáng tới tại lâm hân di tránh ra nháy mắt từ từ thang nam sau lưng đột nhiên truyền đến diệp thần phong quát ẩm âm thanh vạn tiễn xuyên tâm này làm cho từ thang nam nhất thời có loại phi thường dự cảm không tốt khi hắn quay đầu lại đồng thời chỉ thấy diệp thần phong khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm ngay hắn từng cây từng cây nhanh chóng mũi tên nhọn chính bay về phía hắn xèo 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 tiếng xé gió là không ngừng vang vọng ở trong không khí. Từ thang nam tốt xấu cũng là cấp thánh sơ kỳ cao thủ, phản ứng của hắn năng lực không phải bình thường nhanh, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về bên phải nhoáng tới, bất quá. Diệp thần phong chiêu này vạn tiễn xuyên tâm nhưng là để trong cơ thể hắn gân mạch đều có chút yếu băng liệt, cho nên nói này nhưng vẫn là diệp thần phong thi triển cực hạn vạn tiễn xuyên tâm. Đối mặt một mảnh lại một mảnh mưa tên, từ thăng nam biết mình là không cách nào hoàn toàn tránh thoát, hắn bằng tốc độ nhanh nhất tránh thoát mưa tên dày đặc nhất địa phương sau, hắn đưa lưng về phía Diệp Thần Phong, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái hấp đầy chất lỏng màu đen ống kim, trực tiếp đem chất lỏng màu đen cho tiêm vào đã đến trong thân thể của hắn. Tại từ thăng nam khoảng chừng tránh né dưới, lại tăng thêm đại sảnh không gian có hạn, Diệp Thần Phong sợ sẽ thương tổn tới thẩm minh hiên đám người, cho nên ngược lại là được từ thăng nam cho đầu cơ trục lợi rồi, cuối cùng từ thăng nam trên người chỉ là được bảy tám chục căn mũi tên nhọn cho bắn chúng. Bất quá, toàn bộ đại sảnh vách tường hoàn toàn là được diệp thần phong chiêu này vạn tiễn xuyên tâm làm hỏng. Cho dù chỉ bị bắn chúng bảy tám chục mũi tên, điều này cũng đầy đủ muốn từ thăng nam tánh mạng, trên người xuất hiện lần lượt hố máu từ thăng nam. Ánh mắt của hắn điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát tiểu hỗn đản vẫn chưa xong, tất cả những thứ này đều vẫn chưa xong, còn không, còn không, từ thăng nam đồng tử đột nhiên trợn lên lớn vô cùng, miệng hơi hơi mở ra, thân thể cứng ngắc hướng về mặt sau ngã xuống. Nhìn thấy từ thăng nam ngã xuống đất tử vong sau đó Diệp Thần Phong trong cổ họng cuối cùng là thở ra một hơi đến. Mà chính lúc Diệp Thần Phong thư giãn xuống thời điểm, hắn vừa vặn nhưng không nhìn thấy từ thăng nam tiêm vào chất lỏng màu đen cảnh tượng, vừa vặn cái kia chất lỏng màu đen tại từ thăng nam trong thân thể sinh ra tác dụng, nó đang không ngừng giết chết từ thăng nam bên trong thân thể các loại tế bào, sau đó lần nữa cấu thành một loại hoàn toàn mới tế bào. Này tế bào bị giết chết lại sắp xếp lại quá trình là cực kỳ nhanh, cùng lúc đó, từ thăng nam sắc mặt cũng đang trở nên càng ngày càng tái nhợt, hắn cái kia trợn lên con mắt thật to cũng đang biến thành màu trắng tinh, tất cả những thứ này đều đang nhanh chóng phát sinh. Nếu như vừa vặn Diệp Thần Phong nhìn thấy từ thăng nam tiêm vào chất lỏng màu đen hắn hay là có thể nhận ra cái kia chất lỏng màu đen chính là hóa thi bệnh độc, nếu để cho một tên cường giả cấp thánh biến thành zombie, đây chính là phi thường khó đối phó, đặc biệt là tại Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người mất đi chiến đấu lực dưới tình huống, hiện trường duy nhất vẫn có thể chiến đấu chỉ có Lâm Hân Di rồi. Trường 1131, cùng đường mặt lộ. Lâm Hân Di đang nhìn đến từ thăng nam sau khi chết, người lần lượt đem thẩm minh hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn đỡ đến Diệp Thần Phong bên cạnh, trong này bị thương nặng nhất phải kể tới Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên rồi, thân thể nội lực lượng tiêu hao không còn một mống Diệp Thần Phong, hắn hư nhược nâng lên tay phải, đem bộ ngực mình quần áo mở ra, chỉ thấy dùng hỏa diếm cự hạt làm thành phòng hộ phục thượng, xuất hiện một cái lại một cái rõ ràng vết rạn nứt, nếu như Diệp Thần Phong không có mặc phòng hộ phục lời nói e sợ tại thừa nhận lấy vừa vận từ thang nam liên tục công kích sau đó hắn trăm phần trăm hội bị mất mạng trình đại hổ đang nhìn đến này màu lửa đỏ phòng hộ phục sau hắn lập tức nói ra thần phong đây là lúc trước hỏa diếm cự hạt sát ngoài khó trách ngươi tại thừa nhận lấy từ thang nam linh hồn chi thuật sau ngươi chả có thể sống rồi ngọn lửa này cự hạt sát ngoài độ cứng rắn lúc trước chúng ta tại sa mạc dưới đáy nhưng là đích thân thể nghiệm qua được rồi Diệp thần phong trong cổ họng thở ra một hơi, nói ra, xem ra ngọn lửa này cự hạt sát ngoài vẫn là không bảo hiểm a hát. Từ thăng nam mới là cấp thánh sơ kỳ cao thủ, nếu như vừa vận công kích là cấp thánh đỉnh phong cao thủ phát động, như vậy đoán chừng trên người ta phòng hộ phục đã sớm yếu tan vỡ rồi. Ngược lại, Diệp thần phong rồi hướng lâm tâm di, nói ra, hân di, người trước đem tiểu kiệt cùng thiến thiến cứu ra đi. Chúng ta bốn người đều không thể hành động. Lâm tâm di gật gật đầu sau đó người liền đi tới lồng sắt trước mặt, trực tiếp tay không đem lồng sắt lan can cho bẻ gãy. Cái kia sáu chiếc nằm ở bên ngoài lồng sắt trong zombie, bọn hắn tại cảm giác được Lâm Hân Di động tĩnh bên này sau, bọn hắn lập tức đung đung đưa đưa hướng về Lâm Hân Di bên này đi tới. Lâm Hân Di đem bẻ gãy lan can sắt nắm trong tay, thân thể vò tới trước đồng thời. Trong tay sắc bén lan can sắt nhanh chóng hướng về sáu chiếc zombie đầu đâm tới, phốc chi. Phốc Chi, Phốc Chi, Lâm Hân Di trong tay lan can sắt là chính xác đem 6 chiếc zombie đầu cho đâm cái đối xuyên, sau đó, Lâm Hân Di lại đem bên trong một cái lồng sắt nhỏ lan can cũng bẻ gầy. Phú Kiệt cùng Thiến Thiến từ lồng sắt nhỏ bên trong chạy ra, vội vội vàng vàng chạy tới toàn thân thoát lực, bị nội thương nghiêm trọng Diệp Thần Phong bên cạnh, hai người này tại Diệp Thần Phong trước mặt là tựa đầu trôn được trầm thấp, thậm chí không dám dùng con mắt đến xem Diệp Thần Phong rồi. Diệp thần phong hữu khí vô lực khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi. Tiểu Kiệt, Thiến Thiến, hai người các ngươi về sau không nên lại tự ý rời đi phong vệ doanh là được rồi, khoảng thời gian này bên ngoài nhưng không an toàn. Vai xương vỡ nứt, xương bánh chè vỡ vụn thẩm minh hiên, hắn đối với Lâm Hân Di nói ra, Hân Di, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho cha ngươi, để Lâm thúc thúc tới đón ta nhóm một chuyến lần sau này thanh xa trong khu biệt thự zombie cũng phải toàn bộ thanh lý một lần. Khi nghe đến thẩm minh hiên lời nói sau, Lâm Hân Di lập tức cho phụ thân của nàng Lâm Khang Thắng gọi một cú điện thoại, đem tình huống của nơi này đại khái nói với Lâm Khang Thắng một lần, đồng thời Lâm Khang Thắng cũng ở trong điện thoại nói hội lập tức dẫn người chạy tới thanh xa khu biệt thự tới. Từ cấp Lâm Khang Thắng nói chuyện điện thoại xong sau đó Lâm Hân Di cũng đang diệp thần phong đám người bên cạnh ngồi xuống, bây giờ Diệp Thần Phong các loại người đều không thể đứng lên chính mình hành động. Lấy Lâm Hân Di sức mạnh của một người, người cũng không cách nào một lần mang theo Diệp Thần Phong đám người rời đi, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ Lâm Khang Thắng đám người đã đi đến. Diệp Thần Phong bọn hắn ngay phía trước một bức tường vách tường, được vừa vặn Diệp Thần Phong vạn tiễn xuyên tâm là trực tiếp hủy diệt rồi, phía ngoài gió mát là không ngừng rót vào trong đại sảnh. Toàn bộ khu biệt thự là phi thường yên tĩnh, lần sau trong đại sảnh lúc sáng lúc tối ánh đèn này làm cho diệp thần phong đám người có loại không hiểu cảm giác ngột ngạt ngực mảng lớn xương ao hãm đi xuống trình đại hổ tay phải hắn che ngực trong cổ họng không nhịn được ho khan hai tiếng khụ 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 thần phong bằng không chúng ta nói cái gì chứ xuất hiện tại căn biệt thự này trong vùng là zombie hoành hành chúng ta nơi này cũng chỉ có hân di một người có năng lực chiến đấu rồi ta luôn cảm giác thận được sợ mà nằm ở diệp thần phong đám người cách đó không xa từ thăng nam thi thể, trong cơ thể hắn tế bào hoàn toàn trọng hợp thành một loại hoàn toàn mới tế bào rồi, khi hắn trắng bệch vô cùng trên mặt xuất hiện một cái một cái như ẩn như hiện gân xanh, tiếp lấy, từ thăng nam thân thể mãnh liệt mà run dậy một cái. Tình cảnh này được trình đại hổ là thu nhập đáy mắt, hắn đột nhiên nín thở nói ra, không đúng a à hát. Thần phong, ta vừa vặn nhìn thấy từ thăng nam thân thể nhúc nhích một chút, này từ thăng nam sẽ không phải còn chưa có chết chứ. Đại hổ, thần kinh của ngươi quá mức mẫn cảm đi nha. Này từ thăng nam đều bị mũi tên nhọn bắn thành bộ dáng này rồi, hắn làm sao có khả năng còn chưa có chết. Tiêu lập viễn thuận miệng nói ra, đem ánh mắt nhìn về phía từ thăng nam thi thể, từ thăng nam thi thể cũng không hề cử động nữa bắn ra một cái. Trình đại hổ dùng sức rụi rụi con mắt, nói ra không thể a hát vừa vặn tuyệt đối không thể nào là ảo giác, ta thật sự nhìn thấy từ thang nam thân thể nhúc nhích một chút. Thẩm Minh Hiên nói ra, hân Di, bằng không ngươi đem từ thang nam thi thể ném ra đi. Tiết Kiệm Đại Hổ ở nơi này nghi thần nghi quỷ rồi. ầm uhm, một tiếng, nhưng mà làm Thẩm Minh Hiên vừa vặn nói xong câu đó, biến thành thi thể từ thang nam đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hướng về Diệp Thần phong đám người phương hướng rũi ra trắng xanh vô cùng hai tay. Trình Đại Hổ lập tức nói ra ta liền nói ta không có nhìn lầm. Này từ thăng nam là chuyện gì xảy ra? Tiêu lập viễn cao mày nghi vấn đạo. Diệp thần phong vẻ mặt là trở nên triệt để ngưng trọng lên. Nói ra, này từ thăng nam hẳn là biến thành zombie rồi. Tại vừa vặn hắn cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm. Hắn hẳn là để cho mình lây nhiễm hóa thi bệnh độc. Lần này thật là phiền toái. Diệp thần phong biết nếu như người bình thường lây nhiễm hóa thi bệnh độc, này hay là trà tương đối dễ dàng đối phó, bất quá, để linh hồn lực cao thủ cảm hóa hóa thi bệnh độc, hơn nữa còn là cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực cao thủ, bằng vào Lâm Hân Di một người khẳng định là đối với giao không được. Không phiền toái gì, zombie là không có có trí khôn, coi như là cấp thánh sơ kỳ zombie, phải cùng phổ thông zombie không có khác gì. Lâm Hân Di đem từ lồng sắt thượng lột xuống lan can sắt nắm trong tay trực tiếp đem sắc nhọn lan can sát hướng về biến thành zombie từ thang nam phi bắn tới. Biến thành zombie từ thang nam chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, thấy cảnh này sau, trình đại hổ nói ra, thần phong, xem ra lo lắng của ngươi là dư thừa, từ thang nam chẳng mấy chốc sẽ được bể đầu. Nhưng mà, diệp thần phong vẻ ngưng trọng vẫn cứ không có thanh tĩnh lại, làm lan can sát muốn cùng từ thang nam đầu tiếp xúc thời điểm từ từ thăng nam trong cơ thể tấn mãnh tăng vọt ra nhất cổ cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực, này cỗ linh hồn lực đem từ thăng nam thân thể là bao vây lại, sang. Một tiếng, lan can sắt cách từ thăng nam đầu một cm địa phương ngừng lại, biến thành zombie từ thăng nam cánh tay đột nhiên vung ở trên lan can sắt trực tiếp đem lan can sắt là đập bay ra ngoài. Diệp thần phong nói ra, ta lo lắng chính là cái này, linh hồn lực cao thủ đang thay đổi thành zombie sau đó bọn hắn thông minh tuy rằng không còn, thế nhưng trước người quen thuộc vẫn phải có bọn hắn sẽ đem linh hồn lực bao vây lấy thân thể như vậy chúng ta sẽ rất khó thương được hắn tại diệp thần phong cho thẩm minh hiên đám người giải thích thời điểm biến thành zombie từ thăng nam là hướng về diệp thần phong bọn hắn bên này đi tới diệp thần phong nhìn thấy lâm hân di muốn muốn đi lên cùng từ thăng nam chiến đấu hắn vội vàng ngăn cản nói không nên cùng bây giờ từ thăng nam khoảng cách gần chiến đấu nếu như ngươi ra thịt được từ thăng nam cho bắt tổn thương Ngươi cũng sẽ biến thành zombie, hơn nữa hóa thì bệnh độc cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Nhìn xem biến thành zombie từ thang nam buồn nôn dáng dấp, này làm cho Lâm Hân Di hai cái mày liễu phải không cấm hơi nhíu nhăn, trong miệng không khỏi hỏi, vậy chúng ta bây giờ hẳn là phải làm sao? Giống giống giống. Biến thành zombie từ thang nam từ trong cổ họng đột nhiên phát ra cực kỳ quỷ dị tiếng kêu kỳ quái, tiếp lấy, trong cơ thể hắn linh hồn lực đại thịnh, nhất cổ nhất cổ hung hãn linh hồn lực hướng về Diệp Thần Phong đám người tập kích tới, Diệp Thần Phong bọn hắn nơi nào chống cự được rồi một cái cỗ lại một luồng linh hồn cách. Liền ngay cả không có thụ thương Lâm Hân Di cũng không chống đỡ được. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng Diệp Thần Phong, Lâm Hân Di cùng thẩm minh hiên đám người, thân thể của bọn họ trực tiếp được này cỗ linh hồn lực chấn động bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào phía sau cách đó không xa lồng sát thượng Phúc lâm hân di đột nhiên từ miệng bên trong phun ra tiên huyết đến, người nửa ngồi nửa quỳ thân thể, xem ra trong cơ thể cũng bị thương không nhẹ thế, về phần diệp thần phong đám người tình huống nhưng là càng thêm không xong. Diệp thần phong đem vũ kiệt cùng thiến thiến là bảo hộ ở trong ngực của hắn, cho nên vũ kiệt cùng thiến thiến là đánh vào diệp thần phong trên người, cho nên bọn họ hai cái cũng vẫn là khá hơn một chút. Đang giống lên sau khi xong, biến thành zombie từ thăng nam, Hắn dĩ nhiên nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn chạy chạy tới, miệng lúc trương lúc hợp, thật giống hận không thể lập tức đi dùng miệng cắn xé Diệp Thần Phong thân thể của bọn họ. Mà Diệp Thần Phong các loại cả đám, bây giờ liền Lâm Hân gì cũng bị thương, lúc này bọn hắn nhưng thật là cùng đường mặt lộ rồi, lẽ nào bọn hắn thật sự cũng sẽ rơi vào biến thành zombie vận mệnh sao? Chương 1132, biến dị tiên huyết. Thiêu đốt đến tận bá. Diệp Thần Phong bàn tay phải chống lồng sắt, dùng này đến để cho mình miễn cưỡng đứng thẳng, bởi vì hắn khoảng cách cùng từ thang nam tương đối gần, cho nên biến thành zombie từ thang nam trước tiên hướng về Diệp Thần Phong nhào tới, trương mở miệng hướng về Diệp Thần Phong trên cổ cắn. Diệp Thần Phong nhìn xem cách mình càng ngày càng từ thang nam, bên trong thân thể của hắn căn bản tăng lên không khởi linh hồn lực đến ngăn cản, vừa vận thân thể đánh vào lồng sắt bên trên. Hắn xuất hiện ở trong người vẫn là một trận huyết khí dâng lên, phốc. Một tiếng, nhất thời không nhịn được, chỉnh ngụm máu tươi hướng về biến thành zombie từ thăng nam phun tới. Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt tái nhợt mấy phần, bây giờ trong cơ thể hắn linh hồn lực tiêu hao không còn một mống, trên mặt tràn đầy cực độ không cam lòng vẻ mặt, mà đến làm thời điểm này, Diệp Thần Phong cái kia ngụm máu tươi toàn bộ phun ở từ thăng nam trên ngực chỉ thấy biến thành zombie từ thang nam trong cổ họng tê tâm liệt phế gầm rú một tiếng, a hát. Tiếp lấy, biến thành zombie từ thang nam dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau năm sáu bước, thân thể trên mặt đất không ngừng bắt đầu lăn lột. tình cảnh này, không chỉ có một bên Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người chấn kinh rồi, liền ngay cả Diệp Thần Phong chính mình cũng chấn kinh rồi. Này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi nghĩ tới một chuyện, ban đầu ở băng tuyết thế giới bên trong thời điểm, thật giống cũng là bởi vì máu tươi của hắn mới khiến cho vạn năm băng tuyết liên hoa bị thương, cuối cùng hắn mới có thể để vạn năm băng tuyết liên hoa ngoan ngoãn ở tại bên trong đan điền của hắn. Mà trước mặt hoàn toàn biến thành zombie lâm khang thắng, hắn đột nhiên có loại này cực kỳ thống khổ phản ứng, này không nghi ngờ chút nào cũng là cùng Diệp Thần Phong tiên huyết có quan hệ, này làm cho Diệp Thần Phong càng phát không làm rõ được, máu tươi của hắn bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì năng lượng. Diệp thần phong đặt mông ngồi ở trên mặt đất, một bên trình đại hổ nghi ngờ hỏi, thần phong, người vừa vặn đối từ thăng nam phát động công kích. Diệp thần phong lắc lắc đầu, nói ra, hẳn là biến thành zombie từ thăng nam sợ sệt máu của ta đi. Nói xong. Diệp thần phong lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây thủy thủ, hắn trực tiếp đem tay của mình bị rạch sách rồi, đem bên trong thân thể của hắn tiên huyết là tích đã rơi vào trên mặt đất. Sau đó, Cẩn thận chăm chú đi nhìn trên mặt đất tiên huyết, Diệp Thần Phong phát hiện tại hắn cái kia tiên dòng máu màu đỏ bên trong, dĩ nhiên tồn tại điểm một chút hào quang màu vàng óng, những này điểm sáng màu vàng óng nếu như không cẩn thận đi quan sát, người căn bản sẽ không lưu ý đến. Tại Diệp Thần Phong nhìn thấy biến hóa này thời điểm, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người cũng nhìn thấy, Thẩm Minh Hiên hỏi: "Thần Phong, máu tươi của ngươi bên trong tại sao có thể có điểm sáng màu vàng óng tồn tại?" lẽ nào ngươi không phải là người địa cầu sao? Khó trách ngươi khắp mọi mặt thiên phú như thế xuất chúng. Diệp thần phong một bên bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm cách đó không xa trả trên đất lăn lộn từ thăm nam, một bên cười khổ nói, Minh Hiên, lẽ nào ngươi cho rằng ta vẫn là người ngoài hành tinh đó sao? Về phần máu tươi của ta bên trong vì sao lại có từng điểm từng điểm hào quang màu vàng? Điểm này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là máu tươi của ta bây giờ có một loại nào đó tác dụng đặc biệt, lần trước tại băng tuyết thế giới có thể tạm thời thu phục vạn năm băng tuyết liên hoa, cũng là toàn dựa vào trong thân thể ta tiên huyết tác dụng, lúc đó ta cũng không có nghĩ nhiều. Giống, trên mặt đất liên tục lăn lộn zombie từ thăng nam, hắn lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, tại ngực của hắn cũng không để lại bất kỳ vết tích xem ra diệp thần phong loại này biến dị tiên huyết cũng chỉ là có thể làm cho zombie từ thang nam khó chịu một đoạn thời gian. Diệp thần phong muốn dựa vào tiên huyết giết chết zombie từ thang nam, đoán chừng muốn đem bên trong thân thể của hắn tiên huyết bỏ qua gần một nửa, khả năng này sẽ trực tiếp muốn diệp thần phong mệnh. Diệp thần phong đang nhìn đến zombie từ thang nam lần thứ hai hướng về bọn hắn bên này đi tới. Diệp thần phong liền vội vàng đem trên tay vết thương hoa được càng sâu hơn, dùng hắn cái kia biến dị tiên huyết tại chung quanh hắn vẽ ra một vòng tròn mà diệp thần phong cùng thẩm minh hiên đám người nhưng là ở tại tròn trong vòng quả nhiên zombie từ thang nam đang đến gần tiên huyết vẽ tròn vòng mấy lúc sau hắn là dừng lại không liều mạng hắn tại tiên huyết vẽ vòng tròn chu vi chung quanh hoảng đáng lên diệp thần phong thấy thế hắn là thoáng thở phào nhẹ nhõm nói ra hân di lập tức lại gọi điện thoại cho rừng phó minh chủ khiến hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, lấy chúng ta tình huống bây giờ, ta chỉ có thể kéo dài thời gian, muốn giết chết zombie từ thang nam hầu như là không thể nào. Bị nội thương Lâm Hân Di, người lập tức lần nữa gọi một cú điện thoại cho phụ thân của nàng Lâm Khang Thắng, tại điện thoại tiếp thông sau đó trong điện thoại rất nhanh sẽ chuyển đến Lâm Khang Thắng thanh âm, Hân Di, các ngươi lại chờ một lát, ta đại khái còn có 15 phút là có thể đến thanh xa khu biệt thự rồi. Cha, tình huống bây giờ gấp vô cùng gấp, từ thăng nam biến thành zombie rồi, ở trong điện thoại ta và ngươi nói không rõ ràng, người tốt nhất bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chúng ta chỉ có thể kiên trì một hồi. Lâm Hân Di nhanh chóng nói ra. Khi nghe đến từ thăng nam biến thành zombie sau đó bên đầu điện thoại kia Lâm Khang Thắng, tiếng nói của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, nói ra từ thăng nam dĩ nhiên biến thành zombie. Các ngươi chờ ta, hiện tại ta toàn lực đi tới, hẳn là tại 7,8 phút bên trong, ta là có thể chạy tới thanh xa khu biệt thự rồi. Tại cúp điện thoại sau đó Lâm Hân Di nói ra, Diệp Thần Phong, cha ta hẳn là còn muốn 7,8 phút là có thể tới đây. Diệp Thần Phong mím môi đôi môi tái nhợt, hắn nhìn thấy tiên huyết vẽ ra vòng tròn, có một địa phương tại phát khô rồi, mà đánh mất từ thăng nam phảng phất có thể cảm nhận được, hắn là ở chỗ đó không ngừng bồi hồi, thế là, Diệp Thần Phong chỉ có thể lần nữa đem bàn tay của chính mình cắt vỡ, đem trong cơ thể biến dị tiên huyết bổ sung đi tới. Sau 3 phút, Diệp Thần Phong trong lỗ mũi khí tức là càng ngày càng khí gấp rút rồi, hắn không ngừng bổ sung phạm tiên huyết, này làm cho trong cơ thể hắn tiên huyết là rất nhiều trôi đi. Lâm Hân Di trong con người xinh đẹp ánh mắt thủy chung là tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, nàng nói nói, Diệp Thần Phong, người không thể đủ tại trôi đi máu tươi, bằng không ngươi thật sự sẽ không toàn mạng. Môi phi thường tái nhật diệp thần phong, hắn nói ra ta không bổ sung tiên huyết, chúng ta người nơi này liền toàn bộ muốn chết, chỉ phải kiên trì đến ba của ngươi đến là được rồi, lấy rừng phó minh chủ thần cấp sơ kỳ thực lực, hắn phải giải quyết zombie từ thang nam là mấy giây sự tình. Thở dốc càng ngày càng lợi hại diệp thần phong, hắn lại đem chính mình vừa vặn khép lại vết thương bị rạch sách ra, đem trong cơ thể tiên huyết bổ sung ở phạm địa phương, nhưng lần này bất ngờ xảy ra, Diệp Thần Phong trên bàn tay tiên huyết không ngừng được, hoa 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 hướng về trên mặt đất chảy tới, tiên huyết không ngừng hướng về zombie từ thang nam mạn duyên nhi đi, đem zombie từ thang nam vây vào giữa. Đồng thời, Diệp Thần Phong trên bàn tay tiên huyết chả không có đình chỉ ý tứ, còn đang không ngừng hướng về zombie từ thang nam lan tràn, cuối cùng một bãi lớn tiên huyết đột nhiên hội tụ ở zombie từ thang nam dưới chân của, sau đó, oanh một tiếng, tiên huyết đột nhiên hóa thành hỏa diễm, trực tiếp đem zombie từ thăng nam thân thể cho bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là ngăn ngắn chừng 10 giây, zombie từ thăng nam thân thể liền bị thiêu đốt chỉ còn dư lại bột phấn rồi. Mà diệp thần phong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên môi căn bản là liền một tia màu máu cũng không có, bàn tay hắn thượng chảy xuôi tiên huyết sốt cuộc đang chậm chậm đã ngừng lại, nhìn xem thiêu đốt đến cạn bã zombie từ thăng nam. Diệp thần phong trong đầu thần kinh là thả lỏng ra, nhất cổ cảm giác mệt mỏi lập tức cuốn sạch lấy toàn thân của hắn mắt tối sầm lại tiếp lấy diệp thần phong nên cái gì cũng không biết diệp thần phong diệp thần phong người tỉnh lại đi người tỉnh lại đi lâm hân di đang nhìn đến diệp thần phong ngất đi nháy mắt người trước tiên ôm lấy diệp thần phong để diệp thần phong nằm ở trong ngực của nàng thẩm minh hiên cảm thụ diệp thần phong trên người cực kỳ yếu ớt khí tức hắn nói ra thần phong nhất định muốn lập tức trị liệu trong cơ thể hắn tiên huyết nghiêm trọng trôi đi lại tăng thêm hắn chịu nội thương nghiêm trọng hắn tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm thẩm minh hiên bây giờ tứ chi đều không thể nhúc nhích hắn cũng không giúp đỡ được gì bạch một tiếng một vệt bóng đen đột nhiên lách vào trong đại sảnh bóng đen đang nhìn đến diệp thần phong đám người sau hắn lập tức hỏi biến thành zombie từ thăng nam đâu này hắn đi nơi nào bóng đen này chính là san san đến muộn lâm khang thắng rồi Cha, biến thành zombie từ thang nam đã bị chết, người nhanh giúp Diệp Thần Phong nhìn xem, chúng ta nhất định muốn lập tức giúp Diệp Thần Phong trị liệu. Lâm Hân Di là một mặt vội vàng nói. Đúng, Lâm Thúc Thúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước, giúp Thần Phong ổn định tình trạng cơ thể, chúng ta lại đem chuyện nơi đây toàn bộ nói cho người biết. Thẩm Minh Hiên cũng vội vàng nói. Lâm Khang Thắng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, lợi dụng linh hồn lực cảm thụ một cái Diệp Thần Phong tình huống, Diệp Thần Phong bây giờ xác thực không thể lạc quan, Lâm Khang thắng trước tiên lợi dụng linh hồn lực của mình ổn định lại Diệp Thần Phong, bảo đảm Diệp Thần Phong trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì sau đó hắn mới lên tiếng các người yên tâm, Thần Phong không có việc gì. chương 1133, đến cùng là lai lịch gì? Hai ngày sau, Phong vệ doanh, Diệp Thần Phong trong phòng mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ, các nàng trọn vẹn là ở trong phòng giữ hai ngày hai đêm rồi. Từ khi hai ngày trước Diệp Thần Phong tại thanh xa khu biệt thự sau khi hôn mê, hắn là cho tới bây giờ vẫn không có tỉnh lại, về phần thanh xa trong khu biệt thự còn lại zombie, đã toàn bộ được Lâm Khang Thắng đám người cho thanh lý xong rồi. Đồng dạng Lâm Khang Thắng cũng lợi dụng linh hồn lực giúp Diệp Thần Phong trị liệu một cái mặt bên trong thương thế, Diệp Thần Phong thương thế bên trong cơ thể tuy rằng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nhưng bất luận Lâm Khang thắng dùng biện pháp gì, hắn cũng không cách nào để Diệp Thần Phong từ hôn mê tỉnh lại, thế là Lâm Khang thắng cho ra một cái kết luận, Diệp Thần Phong yếu tỉnh lại đoán chừng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tôn Mỹ Cầm là một mặt lo lắng nhìn xem nhanh nhắm mắt Diệp Thần Phong, Vũ Hiểu Phỉ trong lòng lo lắng tuy rằng không thể so Tôn Mỹ Cầm ít, thế nhưng nàng trên miệng lại nói: "Mẹ ngài đừng lo lắng, thần phong chắc chắn sẽ không có việc. Đúng, mẹ, nói không chắc thần phong lát nữa là có thể đã tỉnh lại. Nâng cao nhô lên bụng lớn Trần Tư Vũ cũng nói. Mà hôn mê hai ngày hai đêm diệp thần phong, hắn một mực nằm ở một loại phi thường trạng thái huyền diệu bên trong, ý thức của hắn đi tới một mảnh xa lạ thế giới giả lập, chu vi đều là cao sơn cùng rừng cây, phóng tầm mắt nhìn ngay cả một người bóng cũng không nhìn thấy diệp thần phong giờ phút này ý thức vô cùng rõ ràng hắn nhớ được bản thân rõ ràng là tại thanh xa trong khu biệt thự làm sao sẽ xuất hiện tại cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong diệp thần phong không ngừng quan sát bốn phía tự nhủ đây là địa phương nào ta nhớ được cuối cùng ta là đã hôn mê lẽ nào ta là đang nằm mơ nhưng ý thức của ta vì sao lại như vậy rõ ràng leng keng leng keng leng keng một trận tiếng kêu chói tai từ phía chân trời truyền đến này làm cho rơi vào trầm tư diệp thần phong không khỏi nhìn hướng chân trời cặp mắt bỗng nhiên trợn lên lớn vô cùng hắn nhìn phía chân trời bay tới một con màu lửa đỏ chim khổng lồ nhìn xem chim khổng lồ hình tượng và trong truyền thuyết phượng hoàng giống nhau như đúc phượng hoàng nơi này tại sao có thể có trong truyền thuyết phượng hoàng lẽ nào ta đúng là nằm mơ nhưng ta muốn thế nào mới có thể từ trong mộng tỉnh lại diệp thần phong nhíu chặt mày tự nói ngâm 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 tại diệp thần phong cau mày thời khắc chân trời lại truyền tới một trận đinh tai nhức óc ngâm khiếu thanh âm làm diệp thần phong lần nữa xem hướng chân trời thời điểm chỉ thấy chân trời bay tới một cái to lớn thanh long thật chặt truy ở phượng hoàng phía sau này làm cho diệp thần phong trong lỗ mũi là hít một hơi thật sâu tự nói phượng hoàng cùng long đều là trong truyền thuyết sinh vật làm sao sẽ đồng thời xuất hiện ở đây nếu như nói ta là đang nằm mơ lời nói như vậy ta như thế nào lại rõ ràng mình là đang nằm mơ tại diệp thần phong suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn thời khắc thanh long đuổi kịp màu lửa đỏ phượng hoàng thanh long dùng nó cái kia vốt sắc trực tiếp chộp vào phượng hoàng trên người này làm cho phượng hoàng trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu chói tai phượng hoàng muốn phải phản kích bất quá thanh long tốc độ còn nhanh hơn phượng hoàng thượng không ít thanh long không ngừng bồi hồi tại phượng hoàng bốn phía thỉnh thoảng sẽ cho Phượng Hoàng một đòn trọng thương, rất nhanh, giữa bầu trời Phượng Hoàng bắt đầu biến lão đà lảo đảo lên, ầm. Một tiếng, thanh long đuôi hung hăng quét vào Phượng Hoàng trên người, chỉnh chim Phượng Hoàng lập tức hướng xuống đất thượng té xuống. Diệp thần phong nhìn thấy Phượng Hoàng vừa vặn hướng về phương hướng của hắn đập tới, trong miệng hắn thật có loại muốn xúc động mà chửi thề, trong cơ thể lập tức đề dâng lên tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực, bóng người vọt đến một tòa cao sau lưng núi. Oanh! Phượng Hoàng thân thể trên mặt đất đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu, Phượng Hoàng thân thể tại trong hố sâu không ngừng co quắp, tiếp lấy, bạch. Một tiếng, chỉnh chim Phượng Hoàng thân thể dĩ nhiên tự đốt lên. Leng keng leng keng leng keng Phượng Hoàng trong cổ họng lần thứ hai phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng thét này trong tràn đầy vô tận thống khổ, mà cái kia thanh long nhưng thủy trung chiếm giữ tại trên bầu trời. Ước chừng sau mười mấy phút, oanh, một tiếng. Phượng Hoàng từ trong ngọn lửa phóng lên trời, thương thế trên người hoàn toàn biến mất rồi, lần thứ hai thay đổi thần thái sáng láng lên, hơn nữa trên người tán phát sức mạnh so với vừa vặn càng thêm mạnh mẽ. Bóng người vọt đến đại sơn sau lưng Diệp Thần Phong, hắn thấy cảnh này sau, trong miệng không khỏi nói ra, này, đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng tại từ ta thiêu đốt sau đó hắn có thể đủ tại cho tàn bên trong hồi sinh, cho nên Phượng Hoàng là sống mãi tồn tại, Điều này cũng được gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Sống lại Phượng Hoàng tại bay lên trời về sau, nó chủ động đón nhận cái kia Thanh Long, một cái Long nhất Phượng lần nữa giao cuốn lại. Đột nhiên, không khí chung quanh thật giống lưu động càng lúc càng nhanh, giữa bầu trời tầng mây cũng ép trầm thấp, giữa bầu trời tranh đấu nhất Long một con Phượng, chúng nó thật giống bắt đầu trở nên hơi bất an. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai khe nứt, tiếp lấy một vệt bóng đen cùng một đạo bóng trắng phân biệt từ trong khe hở vọt ra bóng đen cùng bóng trắng nhìn thấy tại tranh đấu nhất long một con phượng sau bóng đen thân thể trôi nổi ở trên bầu trời âm trầm nói chúng ta trước tiên đem chiến trường dọn dẹp một chút bóng trắng gật gật đầu bay thẳng đến thanh long lướt tới sơ bàn tay lên đột nhiên vỗ vào to lớn thanh trên thân rồng ầm một tiếng thanh long căn bản không hề có chút sức chống đỡ tại bạch bóng người một trưởng này dưới toàn bộ thanh long ở trên bầu trời trong nháy mắt hóa thành một vũng máu mà bóng đen người nhưng là duỗi ra hai tay nhất thời vô số màu đen khí thể hướng về phượng hoàng đánh tới rồi trong nháy mắt đem phượng hoàng cho quấn quanh lên phượng hoàng trên người màu đỏ rực đang nhanh chóng biến thành màu đen chỉ là mấy giây chỉnh chim phượng hoàng liền hoàn toàn biến thành màu đen trên người đã là hào vô sinh cơ tiếp lấy két 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 chỉnh chim phượng hoàng thân thể từng khối từng khối vỡ vụn ra mảnh vỡ từ từ hướng xuống đất rơi vãi rồi bóng người trốn ở đại sơn sau lưng diệp thần phong hắn nhìn thấy trôi nổi ở trên bầu trời bóng đen cùng bóng trắng bọn hắn rõ ràng tay không giết nhất long một con phượng này làm cho diệp thần phong không khỏi nuốt lên nước miếng đến này làm cho diệp thần phong thấy thế nào đều cảm giác là ở xem thần thoại mảnh như thế âm 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 giữa bầu trời là sấm chớp rền vang Bóng đen nhân hòa bóng trắng người là chiến đấu lại với nhau, tại bọn hắn chiến đấu đồng thời, liền ngay cả chỉnh phiến thiên không đều giống như yếu sụp đổ xuống, mà thân ở đại sơn sau lưng Diệp Thần Phong, hắn căn bản thấy không rõ lắm bóng đen nhân hòa bóng trắng người quá trình chiến đấu, liền ngay cả một tia một hào tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Cũng không biết quá rồi bao lâu, làm bóng đen nhân hòa bóng trắng người xuất hiện lần nữa tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt thời điểm, chỉ thấy hai người này không hẹn mà cùng nói ra người rất mạnh âm um, âm um, hai tiếng bóng đen nhân hòa bóng trắng thân thể người đồng thời nổ tung ở trên bầu trời hóa thành một đoàn màu đen cùng màu vàng huyết vụ sau đó cái này hai đoàn huyết vụ chợt bắt đầu từ từ dung hợp lại qua không biết bao lâu này màu đen cùng màu vàng huyết vụ tại dung hợp xong rồi cuối cùng dĩ nhiên biến thành một đoàn màu đen khí thể Diệp Thần Phong đang nhìn đến nổi bồng bình giữa không trung màu đen khí thể sau, hắn không khỏi là há to miệng, bầu trời này bên trong màu đen khí thể không phải là hắn bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể ban đầu trạng thái sao. Hơn nữa cái kia bóng trắng người tiên huyết dĩ nhiên là màu vàng, mà Diệp Thần Phong tiên huyết bên trong bây giờ cũng xuất hiện điểm một chút kim quang, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng nghi hoặc là càng ngày càng nhiều. Lúc trước Diệp Thần Phong tại hắc vẫn khoáng thạch bên trong hang núi, hắn mặc dù có thể đạt được hắc vẫn khoáng thạch trận pháp, này có vẻ như cũng cùng trong cơ thể hắn hồng sắc khí thể có quan hệ, mà này đoàn hồng sắc khí thể Diệp Thần Phong khi sơ tìm hiểu quỷ vương 13 châm lấy được, tại Diệp Thần Phong tiến vào quỷ vương tông di tích sau đó quỷ vương tông cũng không biết này màu đen khí thể lai lịch cụ thể. Lẽ nào ta vừa vặn nhìn thấy được đều là thật, bên trong thế giới này thật sự có phượng hoàng cùng thanh long tồn tại. Thật sự có người có thể đứng ở trên bầu trời chiến đấu thật sự có người có thể xé rách hư không đến đi tới diệp thần phong trong lòng là tràn đầy các loại nghi hoặc bất quá hắn hiện tại có thể khẳng định một điểm là ý thức của hắn sở dĩ tiến vào xa lạ thế giới giả lập này e sợ cùng hắn bên trong đan điền hồng sắc khí thể không tránh khỏi có quan hệ đan điền ta bên trong đoàn kia hồng sắc khí thể đến cùng có kinh người gì lai lịch ta hiện tại yếu làm sao từ nơi này hư nghĩ bên trong thế giới tỉnh lại Diệp thần phong từ đại sơn sau lưng đi ra, ánh mắt nhìn chầm chầm vào giữa bầu trời đoàn kia màu đen khí thể. Hắn cảm giác thực lực của mình tại vừa vặn bóng đen kia cùng bóng trắng người biến thành quả thực dường như run rế. Dưới cái nhìn của hắn coi như là thần cấp đỉnh phong cao thủ, tại bóng đen nhân hòa bóng trắng mặt người trước cũng không đáng kể chút nào đồ vật. chương 1134, đột phá, buổi đấu giá. Sau 5 ngày, Diệp Thần Phong đã trọn vẹn hôn mê 5 ngày 5 đêm rồi diệp thần phong chậm chạp không theo hôn mê tỉnh lại này làm cho phong vệ doanh tất cả mọi người bắt đầu lo lắng không riêng tôn mỹ cầm cùng vũ hiểu phỉ đám người canh giữ ở diệp thần phong trong phòng rồi diệp trấn hồng cùng dư năm được mùa các loại một đám lão gia tử cũng mỗi ngày thủ tại chỗ này rồi còn có lâm khang thắng cùng thẩm minh hiên mấy người cũng đến rồi bất quá thẩm minh hiên vai cốt cùng xương bánh trẻ vỡ vụn vô cùng nghiêm trọng hắn bây giờ còn chỉ có thể ngồi ở ở trên xe lăn tu dưỡng về phần lâm hân di cùng trình đại hổ đám người bọn hắn tuy rằng thương thế bên trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thế nhưng đứng thẳng hành tẩu đã không phải là vấn đề gì rồi vũ lão gia tử vũ an quốc vỗ vỗ đầy mặt yêu sầu diệp lão gia tử nói ra chấn hồng thần phong cát nhân tự có trời giúp hắn tuyệt đối không có chuyện gì người cũng không cần lo lắng quá mức rồi thần cấp sơ kỳ cường giả lâm khang thắng trong lòng của hắn cũng là càng ngày càng lo lắng theo lý tới nói Diệp Thần Phong hẳn là yếu tỉnh lại rồi, khi hắn muốn muốn lần nữa giúp Diệp Thần Phong kiểm tra một chút tình trạng cơ thể thời điểm, đột nhiên từ trên người Diệp Thần Phong tản ra một trận tế vi linh hồn lực chấn động, cảm nhận được điểm này Trình Đại Hổ, nói ra, Lâm thúc thúc, Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực có phản ứng, cái này phải hay không đại diện cho hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Lâm Khang thắng gật gật đầu, nói ra, ừm, um, hẳn là là như vậy, nếu linh hồn lực đều có phản ứng như vậy cách Thần Phong tỉnh lại thời gian cũng sẽ không dài ra. Diệp Trấn Hồng cùng Tôn Mỹ cầm bọn người ở tại nghe được Lâm Khang thắng lời nói sau, trên mặt bọn họ dồn dập hiện lên thần sắc mong đợi, con mắt không nháy một cái đều nhìn chằm chằm xong mắt nhắm chặt Diệp Thần Phong. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bên trong thân thể tế vi linh hồn lực chấn động đang từ từ tăng lên, hơn nữa không chút nào dừng lại ý tứ, rất nhanh sẽ tăng lên tới tôn cấp sơ kỳ cực hạn linh hồn lực nhìn dáng dấp diệp thần phong trong cơ thể linh hồn lực trả phải tiếp tục kéo lên diệp thần phong tại hào vô ý thức dưới tình huống đem linh hồn lực tăng lên tới tôn cấp sơ kỳ sau ở đây tôn mỹ cầm cùng diệp chấn hồng đám người là có chút không chịu nổi lâm khang thắng vội vàng đem trong cơ thể mình thần cấp sơ kỳ linh hồn lực phóng ra ngoài dùng này đến đem diệp thần phong linh hồn lực cho đã cách trở ngồi ở trên xe lăn thẩm minh hiên hắn không khỏi hỏi lâm thúc thúc chuyện gì thế này chẳng lẽ nói Thần Phong lại sắp đột phá rồi. Lâm Khang Thắng cười khổ hồi đáp, nhìn dáng dấp Thần Phong đúng là đột phá, các ngươi cũng không dùng tới cùng Thần Phong so sánh, Thần Phong không là có thể lấy thường nhân nhãn quang đi đối đãi, nếu như Thần Phong tăng cao thực lực tốc độ một mực nhanh như vậy, chỉ sợ hắn bước vào thần cấp linh hồn lực tầng thứ cũng sẽ không quá lâu. Khi nghe đến Lâm Khang Thắng khẳng định sau đó Thẩm Minh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Lâm thúc thúc ta làm sao sẽ đi cùng thần phong so sánh. Ta cũng không muốn một mực bị đả kích rồi, bất quá, thần phong tiên huyết bên trong vì sao lại có điểm sáng màu vàng óng. Lâm thúc thúc người biết nguyên nhân trong đó sao? Lâm khang thắng lắc lắc đầu, nói ra cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ có chờ thần phong đã tỉnh lại, chúng ta hỏi hắn mới biết. Một bên trình đại hổ tùy tiện nói ra, Minh Hiên, tại trong thần thoại chỉ có thần tiên tiên huyết mới là màu vàng, thần phong tiên huyết bên trong có từng điểm từng điểm kim quang, sẽ không phải thần phong là thần tiên chuyển thế chứ. Trình đại hổ này thuần túy cũng là đùa giỡn. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Diệp thần phong ngủ được địa phương mãnh liệt sáng người chuyển động, trong cơ thể hắn linh hồn lực nhưng vẫn là đang không ngừng tăng lên, ầm. Một tiếng, nằm ngang diệp thần phong, thân thể của hắn đột nhiên lăng không bay lên, nhất cổ cường hãn linh hồn lực từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra, Diệp Thần Phong trong cơ thể tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực thuận lợi thăng cấp thành tôn cấp trung kỳ linh hồn lực rồi. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng chậm chậm mở hai mắt ra, thân thể của hắn lần thứ hai chậm rãi chậm lại. Diệp Thần Phong nhìn xem trong phòng hoàn cảnh, nhìn xem tôn Mỹ cầm đám người khuôn mặt, trong con người của hắn tràn đầy mê man cùng nghi hoặc. Tại sao một chút sau đó Diệp Thần Phong mới dần dần nhớ tới chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, trong đầu liên quan với nhất long một con phượng bóng đen nhân hòa bóng trắng người sự tình trả vô cùng rõ ràng, căn bản cũng không như là ở trong mơ chuyện đã xảy ra. Diệp thần phong hơi hơi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực, thầm nghĩ lần này dĩ nhiên cứ như vậy đột phá đến tôn cấp trung kỳ. Đây cũng là cùng ý thức của ta tiến vào cái kia hư nghĩ thế giới có quan hệ, bóng đen nhân hòa bóng trắng người cao thủ như vậy, ở trên thế giới này thật tồn tại sao? Thần Phong, người cuối cùng là tỉnh rồi a hát người suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết người suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết tôn mỹ cầm đang nhìn đến thức tỉnh diệp thần phong sau nàng là liều lĩnh ôm diệp thần phong lâm khang thắng đi lên hai bước hỏi thần phong người bây giờ thân thể có cảm giác nơi nào không thoải mái sao diệp thần phong lắc lắc đầu nói ra không có bất kỳ không thoải mái ta bây giờ cảm giác rất tốt thần phong Người bây giờ cảm giác đương nhiên là được rồi, người mới đột phá đến tôn cấp sơ kỳ thời gian bao lâu. Người bây giờ lại tại hôn mê lại tùy tùy tiện tiện đột phá đến tôn cấp trung kỳ. Trình Đại Hổ cười nói. Diệp Thần Phong nhìn xem Tôn Mỹ cầm đám người mặt mũi tiểu tụy, hắn biết mấy ngày nay vì hắn, Tôn Mỹ cầm đám người nhất định là ngủ không được ngon giấc, thế là hắn nói ra, các vị lão gia, mẹ, hiểu phỉ, các ngươi đều đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta hiện tại đã không sao." Tôn Mỹ cầm mấy người cũng xác thực mệt mỏi, đang xác định Diệp Thần Phong thật sự không có chuyện gì, đang cùng Diệp Thần Phong Hàn Huyên một lúc sau, một đám lão gia tử cùng Tôn Mỹ cầm bọn người mới lục tục rời khỏi phòng, rất nhanh, trong phòng chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang thắng đám người. Nhìn thấy Lâm Khang thắng đám người không hề rời đi, Diệp Thần Phong biết Lâm Khang thắng đám người nhất định là có chuyện, hỏi hắn, "Dừng Phó Minh Chủ, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Khang Thắng cười nói, "Thần Phong, quan sát của ngươi năng lực quả nhiên không lời nói, chúng ta quả thật có chút sự tình phải nói cho ngươi." Lâm Khang Thắng tại dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói, "Thiên Minh hàng năm đều sẽ cử hành một lần buổi đấu giá, Thiên Minh chỗ bán đấu giá đồ vật đều là mình nghiên cứu ra các loại công nghệ cao, mà có thể tham gia buổi đấu giá đều là trên thế giới tài lực cực kỳ cao phú thương." "Đương nhiên tại đấu giá hội đồng thời Đến từ các nơi trên thế giới, Phú Thương đều hội mang theo bọn hắn tử nữ, hoặc là tôn tử tôn nữ, để cho bọn họ gia nhập Thiên Minh bên trong, cho nên hàng năm buổi đấu giá đồng thời, cũng là Thiên Minh một lần tuổi trẻ thành viên chọn lựa. Thiên Minh là phi thường vui với nhìn thấy Phú Thương để đời sau gia nhập Thiên Minh, như vậy bọn hắn liền hoàn toàn cùng Thiên Minh quấn lấy nhau rồi, Thiên Minh cũng cần tại các nơi trên thế giới xử lý việc vặt vãnh người, những này Phú Thương rõ ràng cho thấy không thể tốt hơn lựa chọn. Mà những này phú thương cũng cần có thể che chở người, bọn hắn tại thấy được thiên minh thực lực sau, cho dù để cho bọn họ chỉ là làm thiên minh một con chó, chỉ sợ bọn họ đều sẽ là tranh nhau chen lấn. Dừng phó minh chủ, ý của ngươi là năm nay thiên minh buổi đấu giá yếu cử hành. Diệp thần phong nghi vấn đạo. Lâm Khang thắng gật đầu, nói ra, năm nay thiên minh buổi đấu giá tại sau 10 ngày cử hành, lần này phụ trách buổi đấu giá cùng thành viên chọn lựa chính là trời minh ngũ thánh bên trong hai thánh. Cái này hai thánh ngươi nên cũng đã gặp, lúc trước diệt thiên minh cử hành y đấu thi đấu thời điểm, không phải thiên minh cấp thánh trung kỳ cao thủ Đinh Quảng Hải cùng cấp thánh sơ kỳ cao thủ ô thiên phàm cũng ẩn giấu ở trong đó sao? Cuối cùng ngươi trả lợi dụng hóa cốt thủy tướng Đinh Quảng Hải một cánh tay phải cánh tay cho hủ thực. Này Đinh Quảng Hải cùng ô thiên phàm trên trời minh ngũ thánh bên trong thực lực thuộc về yếu nhất, Mặt khác Tam Thánh, thực lực của bọn họ đều là cấp Thánh đỉnh phong, lần này đấu giá hội là một lần cơ hội rất tốt, chỉ cần đem Ninh Quảng Hải cùng Ô Thiên Phàm giải quyết xong, chúng ta liền lại có thể có được hai tấm bản đồ rồi. Diệp Thần Phong bây giờ thực lực đã đột phá đến Tôn cấp trung kỳ rồi, lấy thực lực bây giờ của hắn có thể cùng cấp Thánh sơ kỳ đối kháng rồi, bây giờ thật là thời điểm hướng lên trời Minh Ngũ Thánh từng bước động thủ, thế là, Diệp Thần Phong nói ra, được dừng phó minh chủ lần này chúng ta sẽ giải quyết thiên minh hai tên cường giả cấp thánh lại nói lâm khang thắng liếc nhìn ngồi ở trên xe lăn thẩm minh hiên nói ra minh hiên lần này ngươi cũng đừng có tham dự vào trong đó tay chân của ngươi sẽ không như thế nhanh khôi phục để thần phong cùng hân di bọn hắn đi thôi ta lại để cho hai tên cường giả cấp thánh cùng bọn họ đồng hành như vậy liền hầu như có thể nói là không có sơ hở nào rồi ngồi ở trên xe lăn thẩm minh hiên hắn há miệng muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là không có nói ra, hắn biết lấy mình bây giờ trạng thái, cho dù sau 10 ngày cùng theo một lúc đi buổi đấu giá, đoán chừng hắn cũng chỉ có liên lụy diệp thần phong đám người phần. chương 1135, người còn dám tới. Lâm Khang Thắng lấy tư cách thần cấp sơ kỳ cường giả, hắn là nhất định muốn ở lại phong vệ doanh chấn thủ. Nguyên bản Lâm Khang Thắng suy nghĩ nhiều sắp xếp vài tên cao thủ cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đồng hành nhưng cuối cùng chỉ có Diệp Thần Phong, Lâm Hân Di cùng hai tên cường giả cấp thánh đi tới thiên minh cử hành buổi đấu giá địa phương. Bởi vì muốn đi vào thiên minh cử hành buổi đấu giá địa phương, trên tay nhất định muốn có một tấm vé mời, hơn nữa nhất định phải người người đều nắm giữ vé mời mới có thể tiến vào, nếu như xông vào liền đả thảo kinh xa, không chỉ có như thế, khi tiến vào thời điểm còn cần tiến hành tướng mạo so với cùng vân tay chứng thực, thế nhưng Lâm Khang Thắng chỉ lấy được 4 tấm có thể tham gia thiên minh buổi đấu giá vé mời, trải qua luôn mãi cân nhắc sau đó lại nói lần này chủ trì buổi đấu giá cũng chỉ là hai tên thánh cấp cao thủ mà thôi. Cho nên Diệp Thần Phong bọn hắn hẳn là sẽ không xuất vấn đề quá lớn. Sau 10 ngày, Nam Hoa thành phố ở vào Hoa hà Quốc vùng Duyên Hải, tại Nam Hoa thành phố một nhà xa hoa khách sạn căn phòng bên trong. Diệp Thần Phong đám người ngày hôm qua tự đi tới Nam Hoa thành phố rồi, Lần này Diệp Thần Phong đương nhiên lại là ra đi không lời từ biệt được rồi, hắn không muốn nhìn thấy mẹ mình Tôn Mỹ cầm đám người khổ sở bộ dáng, mà Thiên Minh đối với Diệp Thần Phong tới nói lại là nhất định muốn diệt trừ. Tại này vài ngày thời gian bên trong, Diệp Thần Phong vừa cẩn thận quan sát một hạ đan điền bên trong hồng sắc khí thể, hắn nỗ lực muốn tìm ra một ít trong ảo cảnh manh mối, cuối cùng lại nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, cho nên Diệp Thần Phong cũng là tạm thời đem chuyện nào ném ra sau đầu rồi lần này cùng Diệp Thần Phong, Lâm Hân Di cùng đi đến Nam Hoa thành phố, chính là cấp thánh sơ kỳ cao thủ Lý Gỗ Lim cùng cấp thánh trung kỳ cao thủ Hứa Hồng Văn, muốn tham gia thiên minh buổi đấu giá, vậy nhất định phải yếu tại Nam Hoa thành phố bến cảng lên thuyền. Từ xế chiều hôm nay bắt đầu, tham gia buổi đấu giá người liền sẽ lục tục đến bến cảng đi lên thuyền rồi. Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di đám người là ngồi ở trong phòng trên ghế sofa, tại trên khai trà của bọn họ thả bốn phần tư liệu đây là lần này Diệp Thần Phong bọn hắn cần thiết đóng vai nhân vật tài liệu cặn kẽ. Lý Gỗ Lim cùng hứa Hồng Văn đem đóng vai một đôi phú thương huynh đệ, bọn hắn vai trò người phân biệt gọi là Hạ Kim Minh hòa Hạ Kim Quang, Hạ gia tại Hoa Hạ Quốc phương Bắc cũng coi là so sánh có thực lực buôn bán gia tộc. Mà Diệp Thần Phong nhưng là đóng vai Hạ Kim rõ ràng nhi tử Hạ Tiểu Thiên, đồng dạng trong tài liệu biểu hiện Hạ Tiểu Thiên lần này cần đi tham gia thiên minh thành viên chọn lựa, Hạ Tiểu Thiên thực lực hôm nay miễn cưỡng đã tới ngũ cấp linh hồn lực. Những kia cùng thiên minh có quan hệ phú thương, bọn hắn có thể trước đó đạt được một viên linh hồn trùng tử, thanh linh hồn trùng tử cắm vào bọn hắn đời sau trong thân thể, chỉ phải dựa vào mình có thể đến ngũ cấp linh hồn lực, thiên minh liền sẽ trực tiếp đem hắn thu nhập minh trong, đương nhiên không có đến ngũ cấp linh hồn lực phú thương đời sau, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng gia nhập thiên minh bọn hắn nhất định muốn trải qua một phen so đấu sau đó thiên minh đem đặc cách thủ hạ ba tên thực lực không có đến ngũ cấp linh hồn lực. Về phần cuối cùng Lâm Hân Di vai trò nhân vật nhưng là hạ tiểu thiên vị hôn thê Lý Mỹ Lệ, ngoại trừ hạ tiểu thiên chi ngoại, hạ kim rõ ràng, hạ kim quang cùng Lý Mỹ Lệ trong cơ thể đều là không có linh hồn lực. Tại đem cơ bản tư liệu toàn bộ ghi vào trong đầu sau đó hứa Hồng Văn lấy ra bốn cái túi áo, bên trong từng cái túi áo đều giả bộ mặt nạ ra người cùng vân tay màng. Chỉ cần Diệp Thần Phong đám người đem mặt nạ ra người cùng vân tay màng mang theo, như vậy hình dạng của bọn hắn, vân tay rồi cùng hạ tiểu thiên đám người giống nhau như đúc. Diệp Thiếu, chúng ta dịch dung sau đó gần như có thể xuất phát. Hứa Hồng Văn mở miệng nói ra. Lý Gỗ Lim cũng mở miệng nói ra, Diệp Thiếu, từ giờ khắc này chúng ta liền muốn tạm thời giả trang phụ tử rồi, mà Hồng Văn nhưng là đóng vai ngươi thúc thúc, hân gì đóng vai vị hôn thê của ngươi. Tại không chắc chắn đem lần này thiên minh đấu giá hội bên trên thiên minh thành viên một lưới bắt hết thời điểm, chúng ta tận lực trước tiên không nên bại lộ thân phận của mình. Lâm Hân Di lạnh lẽo trên gương mặt bò lên trên một vệt đỏ ửng, người không có mở miệng phản bác gì gì đó, từ khi biết được lần này cần đóng vai Diệp Thần Phong vị hôn thê, này làm cho Lâm Hân Di trong lòng tràn đầy một loại không rõ chờ mong. Diệp Thần Phong đương nhiên không biết Lâm Hân Di ý nghĩ trong lòng rồi, hắn trực tiếp đi tiến gian phòng phòng vệ sinh đi chuẩn bị, mà Lâm Hân gì mấy người cũng dồn dập trở về trong phòng của mình đi chuẩn bị. Sau 3 tiếng, Nam Hoa thành phố một chỗ bến cảng. Một chiếc Land Rover chậm rãi tại bến cảng ngừng lại, từ Land Rover thượng đi xuống hai người tướng mạo giống nhau y hệt đàn ông trung niên, cùng với một đôi phi thường nam nữ trẻ tuổi bốn người này chính là trải qua dịch dung sau diệp thần phong đám người lý gỗ lim liếc nhìn diệp thần phong cùng lâm hân di nói ra hân di người cái này không thể được a hát người vai trò là thần phong vị hôn thê người nhất định muốn ôm thần phong cánh tay dịch dung thành lý xinh đẹp lâm hân di tướng mạo của nàng trở nên so sánh yêu diễm lên người nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ tại ôm diệp thần phong cánh tay lúc người tim đập tần suất nhất thời thêm nhanh hơn không ít theo lý tới nói lâm hân di từ nhỏ đã có ghét nam chứng người không thích cùng nam nhân tiếp xúc nhưng nàng có vẻ như tại diệp thần phong trên người phá lệ tại lâm hân di ôm diệp thần phong cánh tay sau lý gỗ lim cùng hứa hồng văn lúc này mới hài lòng gật gật đầu bọn hắn hướng về phía trước đi tới mà diệp thần phong cùng lâm hân di nhưng là đi theo sau diệp thần phong rõ ràng cảm thấy lâm hân di nhịp tim hắn thấp giọng hỏi hân di tim đập của ngươi làm sao nhanh như vậy được Diệp Thần Phong một lời vạch trần, Lâm Hân Di sắc mặt đột nhiên ửng đỏ, kéo Diệp Thần Phong cánh tay tay ngọc, đột nhiên bóp lấy Diệp Thần Phong bên hông thịt mềm, lạnh lẽo nói ra, Diệp Thần Phong, là bởi vì ngươi quá đáng ghét, ta mỗi lần cùng kẻ đáng ghét tới gần, ta lập tức liền sẽ cả người không thoải mái. Làm Diệp Thần Phong còn muốn nói gì nữa thời điểm, Lý Gỗ Lim cùng hứa Hồng Văn đã đi tới cảng khẩu trên bến tàu, ở trên bến cảng đứng đấy 6 tên hơn 20 tuổi thanh niên cùng hai tên 3-40 tuổi đàn ông trung niên, trải qua diệp thần phong len lén cảm ứng, này 6 tên người trẻ tuổi đều tại vương cấp đỉnh phong tầng thứ, mà cái kia hai tên đàn ông trung niên tại tôn cấp sơ kỳ tầng thứ. Về phần lý gỗ lim, hứa hồng văn cùng lâm hân di ba người này, bọn hắn đã sớm là đem linh hồn lực ẩn giấu đi, dù sao bọn hắn vai trò nhân vật cũng không có linh hồn lực, Diệp Thần Phong cũng đem trong cơ thể linh hồn lực duy trì ở ngũ cấp tầng thứ. Tại Diệp Thần Phong cùng Lý Gỗ Lim đám người xuất hiện sau đó một tên trong đó trên lỗ mũi có mặt sẹo tôn cấp sơ kỳ đàn ông trung niên, hắn tức giận hỏi các ngươi là tới tham gia buổi đấu giá. Đem vé mời lấy ra. Lý Gỗ Lim đem bốn tấm vé mời đưa cho tên mặt thẹo, vị này cấp sơ kỳ tên mặt thẹo tại tiếp nhận bốn tấm vé mời sau đó hắn đem vé mời cắm ở trong tay một cái máy đọc thẻ bên trong quét xuống, tại không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau đó tên mặt thẹo lại chỉ vào một bên một bộ máy móc, nói ra đem bàn tay của các người đặt tại máy móc vân tay khu, mặt đối diện máy móc trên màn ảnh. Lý Gỗ Lim, Hứa Hồng Văn, Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di bốn người này, bọn hắn lần lượt đứng lên một bên máy móc, bởi vì bọn họ vân tay cùng tướng mạo cùng hạ kim rõ ràng đám người giống nhau, đối với cái này một điểm, bọn họ là chút nào không dùng tới lo lắng, Bọn hắn vân tay cùng Tướng Mạo rất nhanh thông qua được máy móc so với. Thiên Minh tên mặt thẹo đang xác định Diệp Thần Phong các loại thân phận của người sau, hắn chỉ vào dưới bến tàu sắp hàng từng chiếc từng chiếc cano, tại mỗi một chiếc cano thượng đều có một tên người điều khiển, tên mặt thẹo nói ra, các ngươi có thể đi tới một chiếc cano rồi, cano người trên sẽ mang theo các ngươi đi tham gia buổi đấu giá địa phương. Lý Gỗ Lim cùng Diệp Thần Phong đám người là không chút do dự đi lên cano tại bốn người bọn họ đều đi tới cano sau đó cano nhanh chóng tại trong biển rộng chạy được lên. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua cano cửa sổ, nhìn thấy một chiếc so sánh to lớn du thuyền, hơn nữa cano chả đang không ngừng tiếp theo du thuyền, chiếc này du thuyền phải là thiên minh cử hành buổi đấu giá địa phương. Hôm nay mình thật đúng là đủ tiểu tâm cẩn thận, nếu như Lâm Khang Thắng dẫn người trực tiếp xông tới, nhiều nhất đem trên bến tàu thiên minh thành viên giết chết, về phần du thuyền thượng thiên minh thành viên bọn hắn là có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức dùng này là có thể làm tốt vẹn toàn phòng bị rồi tại cano tiếp cận du thuyền sau từ du thuyền tầng thứ hai thượng quang xuống một cái thang dây diệp thần phong đám người lần lượt dựa vào thang dây hướng về du thuyền tầng thứ hai bỏ tới rồi tại du thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm không hòa hài djsmm đây không phải hạ tiểu thiên cái kia ngu vãi cả l sao. Người còn dám tới, người này thằng ngu năm nay còn có mặt mũi tới tham gia thiên minh thành viên chọn lừa. Người cái này rác rưởi nếu như được ngươi gia nhập thiên minh, như vậy đây không phải cho thiên minh mất mặt ma. chương 1136, rác rưởi bên trong chiến đấu cơ. Đang tại leo lên thang dây diệp thần phong, hắn vừa bắt đầu trả chưa kịp phản ứng, các loại sắp đến du thuyền tầng thứ hai trên bong thuyền lúc, hắn mới nhớ tới mình bây giờ không phải tự kêu là hạ tiểu thiên sao. Trên mặt cố ý lộ ra một vệt thần sắc cực kỳ tức giận, hai chân tại đứng thẳng đến trên bong thuyền sau đó diệp thần phong đem ánh mắt nhìn về phía vừa vặn người nói chuyện, đối phương cùng tuổi của hắn gần như, căn cứ trước đó thu thập được tư liệu. Diệp thần phong đối với mình vai trò cái này hạ tiểu thiên sớm đã đi rồi giải phi thường thấu triệt, bao quát đã từng cùng hạ tiểu thiên tiếp xúc một số người. Cái này nói chào phúng Hạ Tiểu Thiên thanh niên tên là Chú Ý Hủ. Tại một năm trước hắn và Hạ Tiểu Thiên đồng thời đã tham gia lần trước thiên minh thành viên chọn lựa. Lúc đó hai người bọn họ thực lực đều nằm ở tứ cấp linh hồn lực. Bọn hắn không có tư cách trực tiếp gia nhập thiên minh, cho nên trải qua tầng tầng chọn lựa sau đó cuối cùng Hạ Tiểu Thiên cùng Chú Ý Hủ đối mặt. Này chú ý hủ là người nham hiểm xảo trá, tại lúc tỷ đấu âm hạ tiểu thiên một lần, không những thống khoái thắng hạ tiểu thiên, lúc đó còn dùng bàn chân đạp ở Hạ Tiểu Thiên trên mặt, đem Hạ Tiểu Thiên một cước đạp xuống lôi đài. Vào lúc đó Hạ Tiểu Thiên nhưng là trở thành toàn trường trò cười của tất cả mọi người rồi, cho nên Hạ Tiểu Thiên mất đi gia nhập thiên minh tư cách, mà chú ý hủ thuận lợi gia nhập vào thiên minh bên trong. Tiểu hủ, người và Hạ Tiểu Thiên phế vật này nói nhiều như vậy làm gì? Đứng ở chú ý hủ bên cạnh một người thanh niên mở miệng nói ra, tên này người trẻ tuổi tên là La Phi Vũ, hắn đồng dạng là một năm trước gia nhập thiên minh, lúc đó thực lực của hắn đã tới lục cấp linh hồn lực, hắn là trực tiếp gia nhập thiên minh bên trong. Giác rời thật nhiều, một tên tướng mạo đã trên trung đẳng nữ nhân trẻ tuổi khinh thường nói, nữ nhân này tên là Bàng Viện Việt, người cũng là một năm trước gia nhập thiên minh bên trong, người dựa vào chính mình đem linh hồn lực tăng lên tới cấp 8 linh hồn lực. Đương nhiên trong này khẳng định không thể thiếu gia tộc nàng giúp nàng tìm tới một ít đối linh hồn lực có trợ giúp đồ vật. Mà bây giờ một năm này, chú ý Hủ đã có cấp 7 linh hồn lực, La Phi Vũ có cấp 8 linh hồn lực, mà Bàng Viện Viện nhưng là tăng lên tới cấp 10 linh hồn lực, tư chất của nàng làm cho nàng rất nhanh trên trời minh bên trong bộc lộ tài năng rồi, chỉ cần người có thể bước vào vương cấp linh hồn lực, người trên trời minh bên trong thân phận là có thể có biến hóa rất lớn rồi. Này Cố gia, La Trần, Bàng gia giống như hạ gia đều là phương Bắc đại gia tộc, bây giờ này ba nhà tử nữ đều gia nhập Thiên Minh tự nhiên không có gia nhập thiên minh hạ gia nhưng là được bài xích. Trên bong thuyền đã có lục trừ núi tiếp các nơi phú thương đã tới, mà bàng viện viện đám người là phụ trách chiêu đãi những người này, về phần phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội thiên minh hai tên cường giả cấp thánh, bọn hắn cũng không hề tại bong tàu bên trên, liền ngay cả còn lại thiên minh thành viên cũng không có, bọn hắn hẳn là tại du thuyền những nơi khác chuẩn bị chuyện kế tiếp. Đây không phải hạ ra hai huynh đệ ma, thế nào, các ngươi không muốn để cho hạ tiểu thiên tên rác rưởi này cho các ngươi hạ ra mất mặt. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn ôm ra nhập thiên minh ý niệm. Một người trung niên nam nhân cười ha hả đối với lan gỗ lim cùng hứa hồng văn nói ra, tên này đàn ông trung niên chính là chú ý hủ phụ thân chú ý hương sinh. Quảng nghe được thay nhau chào phúng sau đó đầy đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản không có gì gì đó, huống hồ hắn cũng không phải hạ tiểu thiên, bất quá, hắn hiện tại vai trò là hạ tiểu thiên như vậy hắn nhất định muốn thanh bài tập làm đủ rồi song quyền của hắn là thật chặt nắm chặt trên người tản ra ngũ cấp linh hồn lực âm trầm con mắt là chăm chú nhìn chú ý hủ chú ý hủ tại cảm nhận được diệp thần ngũ cấp linh hồn lực sau hắn cười lạnh nói hạ tiểu thiên tự coi như ngươi đã tới ngũ cấp linh hồn lực thì lại làm sao thượng một năm chúng ta đều là tứ cấp linh hồn lực nhưng một năm về sau hôm nay ta chú ý hủ thực lực đã có cấp 7 linh hồn lực rồi, ta sẽ không để cho ngươi thuận lợi gia nhập thiên minh bên trong. Chú ý hưng sinh, có phải hay không các người thật quá mức rồi một điểm, đóng vai hạ kim rõ ràng lý gỗ lim mở miệng chất vấn. Còn không có đợi chú ý hương sinh trả lời, chú ý hủ liền mở miệng rồi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm hân di, nói ra, hạ tiểu thiên, này là vị hôn thê của ngươi. Nếu như ngươi để vị hôn thê của ngươi ngủ cùng ta một đêm, như vậy ta liền không gây sự với ngươi rồi ngươi nhận thức làm thế nào lâm hân di trong miệng hàm giang vi vi khẽ cắn người tận lực khắc chế trong cơ thể mình linh hồn lực diệp thần phong nhưng là da vẻ quát chú ý hủ đi con mẹ mày cầu đản ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa ta có thể hay không đủ gia nhập thiên minh đây không phải ngươi định đoạt thấy diệp thần phong như thế không nể mặt mũi liền cự tuyệt huống hồ chu vi chả có rất nhiều người đang nhìn này làm cho chú ý hủ cảm giác bộ mặt hoàn toàn không có, dưới cái nhìn của hắn bây giờ hắn là Thiên Minh thành viên, ở đâu là Hạ Tiểu Thiên mặt hàng này có thể đắc tội. Chú ý hủ đột nhiên đem trong cơ thể cấp 7 linh hồn lực đề được đưa lên, một mặt âm hiểm cười nói, Hạ Tiểu Thiên, đây là ngươi tự tìm, nếu như ta đem ngươi đánh cho tàn phế, như vậy ngươi nói Thiên Minh còn có thể hay không thua ngươi. Ta bây giờ đã là Thiên Minh thành viên thiên minh sẽ không vì một người ngoài đến khó xử của ta, hai chân của ngươi ta nhận. Chú ý hủ bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong vào tới, một bên chú ý hương sinh là gương mặt ý cười, về phần la phi vô cùng bàng viện viện nhưng là không chút biểu tình, dưới cái nhìn của bọn họ cấp 7 linh hồn lực chú ý hủ, phải giải quyết ngu cấp linh hồn lực hạ tiểu thiên, chuyện này quả thật là chuyện dễ dàng. Cố ca, phế bỏ hạ tiểu thiên tên rác rưởi này. Cố ca, hung hăng đánh hạ tiểu thiên này ngu ngốc mặt. Chu Vi lần này tới tham gia thiên minh thành viên chọn lựa người, bọn hắn từng cái mở miệng giúp đỡ chú ý hủ, dù sao chú ý hủ đã là thiên minh thành viên, bọn hắn đương nhiên là yếu đứng ở chú ý hủ bên này được rồi. Mắt thấy chú ý bù thân ảnh vọt đến diệp thần phong trước mặt, chú ý hủ một cước hướng về diệp thần phong xương bánh trẻ thượng đá tới, diệp thần phong trên mặt ra vẻ phẫn nộ là càng ngày càng nồng nặc hắn đem trong cơ thể duy trì cái này ngũ cấp linh hồn lực tiêu thăng đến cực hạn. Nếu này chú ý hủ chủ động gây phiền phức, như vậy Diệp Thần Phong là không tránh khỏi rồi. Nhưng hắn còn không muốn bại lộ thực lực chân thật của mình. Lần sau hắn có cấp thánh cường độ nhục thân, quang chỉ dựa vào nhục thân là hắn có thể đủ nghiền ép phương cấp linh hồn lực trở xuống người. Diệp Thần Phong chân phải cũng mãnh liệt cái đá ra ngoài, cố ý đem dáng vẻ có vẻ làm vụng về. Này làm cho chú ý hủ cười nói, hạ tiểu thiên, đùi phải của ngươi cho ta đoạn, cho ta đoạn. Âm, một tiếng vang trầm thấp. Làm chú ý hủ chân phải cùng Diệp Thần Phong chân phải đối với lâu đụng vào nháy mắt, chú ý hủ là cũng không cười nổi nữa rồi, trên mặt nguyên bản nụ cười là trong nháy mắt động lại, hắn chỉ cảm giác chân phải phảng phất đá vào một khối cứng rắn vô cùng bàn thạch thượng, này làm cho chú ý hủ căn bản dung chuyển không được Diệp Thần Phong chân phải trong lòng là mồ hôi lạnh chảy ròng, làm sao có khả năng. Điều này sao có thể? Sang rác, sang rác, sang rác, một. Trong không khí quanh quần một trận xương vỡ vụn bầy ra âm thanh, chú ý hủ trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà một bên người thật giống như còn chưa phát hiện chân tướng sự tình. Khi nghe đến tiếng xương vỡ vụn sau, chú ý hưng sinh đối với Lý Gỗ Lim cười nói, hạ kim rõ ràng, vội vàng đem ngươi này không thành tài rác rưởi nhi tử mang về, lần này đoạn hắn một chân, chúng ta đã là nể mặt ngươi rồi. Tiểu Thiên quả nhiên là tên rác rưởi, chỉ là ngũ cấp linh hồn lực cũng dám cùng cấp 7 linh hồn lực cố ca cứng đối cứng. Hắn đây không phải muốn chết ma. Hạ Tiểu Thiên này thằng ngu, hắn này thuần túy là đáng đời, để vị hôn thê của hắn bồi tiếp cố ca ngủ một đêm không phải tốt ma. A à hát, tại tất cả mọi người nghị luận ầm ỉ thời điểm, chú ý hủ trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô, tiếp lấy, thân thể hắn té lăn quay trên mặt đất, hai tay ôm chân phải của chính mình, tại trên bong thuyền không ngừng lăn lộn. "Hả? Chuyện gì thế này?" Chú Ý Hủ hành động này để người ở chỗ này đều phản ứng không kịp, nhìn dáng dấp vừa vặn cứng đối cứng một đòn, rõ ràng là này chú Ý Hủ đùi phải hồn cốt đầu đứt gãy, nhưng này lại làm sao có khả năng? Chú Ý Hủ là cấp 7 linh hồn lực cao thủ, mà Hạ Tiểu Thiên tài chỉ là ngũ cấp linh hồn lực, theo lý tới nói, thực lực của hai người cách biệt một đoạn dài. Hạ Tiểu Thiên, người đến cùng đối với ta nhi tử làm cái gì, chú ý hương sinh trên mặt biểu lộ động lại, phải biết chú ý hủ nhưng là hắn cố ra hy vọng, hắn tuyệt đối không thể để chú ý hủ có chuyện. Diệp thần phong vẫy vẫy tay, nói ra, sự tình không phải rất rõ ràng sao. Con trai của người yếu đá gãy chân của ta, không biết làm sao chuyện quan trọng, chân của hắn lại đứt đoạn mất, ta thật hoài nghi con trai của người phải hay không nắm giữ cấp 7 linh hồn lực làm sao ngay cả ta một cái ngũ cấp linh hồn lực rác rưởi đều đánh không thắng. Như vậy hắn có phải hay không rác rưỡi bên trong chiến đấu cơ? chương 1137, level 5 quét ngang 8 cấp. 10 cấp. Ở đây Lý Gỗ Lim, hứa Hồng Văn cùng Lâm Hân Di đối với cái này kết quả không cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần phong chống chân thực lực liền đến tôn cấp trung kỳ rồi. Có cùng cấp thánh sơ kỳ cao thủ một trận chiến thực lực, huống hồ Diệp Thần Phong nhục thân cường độ cũng đã tới cấp thánh tầng thứ, cho dù Diệp Thần Phong đem linh hồn lực áp chế ở ngũ cấp, chỉ dựa vào cơ thể hắn cường độ, là hắn có thể đủ quét ngang vương cấp trở xuống cao thủ. Lý gỗ lim đám người mặc dù cũng không cảm thấy bất ngờ, thế nhưng ở đây những người khác từng cái trong đôi mắt tràn đầy bất khả tư nghị ánh sáng, bọn hắn cảm giác rất rõ ràng, vừa vặn Diệp Thần Phong trên người xác thực chỉ có ngũ cấp linh hồn lực cường độ, mà chú ý hủ nhưng là có cấp 7 linh hồn lực cường độ, song phương cứng đối cứng công kích, thế nào lại là cấp 7 linh hồn lực chú ý hủ thua trận. Đây căn bản không khoa học à. Tại những người này ở trong La Phi vô cùng bàng viện viện sắc mặt khó coi nhất, thượng một năm bọn hắn nhưng là nhìn tận mắt Hạ Tiểu Thiên được chú ý hủ nhục nhã, dưới cái nhìn của bọn họ Hạ Tiểu Thiên loại này rác rời căn bản không thể đủ cùng bọn họ đánh đồng với nhau, hai người bọn họ trong lòng bản năng đối Hạ Tiểu Thiên có một loại phản cảm, cho nên mới phải bỏ mặc chú ý hủ đối hạ tiểu thiên động thủ. Nhưng La Phi vô cùng bàng viện viện không biết trước mặt cái này hạ tiểu thiên vốn là một cái hàng giả, nếu để cho bọn hắn biết diệp thần phong thực lực chân thật, chỉ sợ bọn họ hai cái sớm sẽ bị sợ đến tè ra quần. Tại diệp thần phong bọn hắn xem ra, vương cấp bên dưới đều run dế, La Phi vô cùng bàng viện viện người như thế tại diệp thần phong trong mắt bọn họ vốn là tiện tay có thể giải quyết mặt hàng. Tiểu hủ, vừa vặn là chuyện gì xảy ra. Cấp 8 linh hồn lực La Phi vũ sắc mặt âm trầm chất vấn, dù sao hắn vừa vặn cũng trào phúng qua Diệp Thần Phong, này chú ý hủ được trong nháy mắt miểu sát. Này làm cho trên mặt hắn mặt mũi nhịn không được rồi. Thân thể nằm ở trên bong thuyền, hai tay bưng chân phải chú ý hủ, hắn vừa vặn chỉ cảm thấy Diệp Thần Phong chân kiên cứng như bàn thạch. Mà Diệp Thần Phong trên người linh hồn lực chấn động từ đầu tới cuối đều chỉ có ngũ cấp linh hồn lực, cho nên một mặt thống khổ chú ý hủ hắn một mực chắc chắn nói phi vũ ca hạ tiểu thiên tên rác rưởi này ống quần bên trong nhất định là tàng đồ vật gì hắn cái này đề tiện vô sỉ rác rưởi hắn căn bản không có tư cách gia nhập thiên minh hạ tiểu thiên ngươi lại dám làm ra như vậy hèn hạ vô sỉ sự tình đến con trai của ta đã là thiên minh thành viên thiên minh khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi chú ý hủ phụ thân chú ý hưng sinh trợn mắt chừng chừng quát lên Người chung quanh khi nghe đến chú ý hủ trong miệng sự thực sau, bọn hắn từng cái lúc này mới chợt hiểu ra rồi, bằng không bọn hắn còn thật sự không thể nào tiếp thu được trước mặt tình cảnh này. Một cái ngũ cấp linh hồn lực người làm sao khả năng dây giết một cái bảy cấp linh hồn lực người. Đứng sau lưng diệp thần phong lý gỗ lim cùng hứa hồng văn, hai người bọn họ là lo lắng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nếu như lại để cho tình thế như thế tiếp tục phát triển lời nói, sợ sợ thân phận của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Chính lúc Lý Gỗ Lim cùng hứa Hồng Văn bên trong nghĩ kế sách ứng đối thời điểm. La Phi vũ hướng về phía Diệp Thần Phong lại mở miệng, quát lên, hạ tiểu thiên, người lá gan cũng quá lớn một điểm chứ. Người lại dám thương chúng ta thiên minh người, người biết không biết mình phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Người lập tức cho ta hướng về tiểu hủ quỳ xuống xin lỗi, sau đó tiếp thu chúng ta trừng phạt, bằng không cũng đừng trách ta động thủ ngươi vừa vặn có thể đánh thắng tiểu hủ, hoàn toàn là ngươi chó ngáp phải ruồi, ta nếu biết ngươi ống quần bên trong ẩn giấu đồ vật, như vậy ta khẳng định không sẽ vào bẫy của ngươi rồi. Lần sau ta nhưng là đường đường cấp 8 linh hồn lực cao thủ, ngươi chẳng qua là chỉ là ngũ cấp linh hồn lực mà thôi. Muốn gia nhập thiên minh, ngươi đời này đều không hy vọng, nói không chắc ngươi cái rác rưởi chả sẽ trở thành thiên minh tù nhân. Nghe được La Phi Vũ không hề che giấu chút nào uy hiếp, diệp thần phong là bất đắc dĩ nhíu nhíu mày yếu không phải là muốn che giấu thân phận hắn đã sớm một cái tát sợ chết la phi vũ loại này con ruồi rồi yếu hắn diệp thần phong quỳ xuống xin lỗi diệp thần phong trong từ điển có quỳ xuống cái từ ngữ này sao diệp thần phong khịt khịt mũi, nói ra chuyện này hôm nay không bằng cứ tính như vậy là chú ý hủ trước tiên động thủ với ta mọi người tất cả lùi một bước thế nào la phi vũ trực tiếp ha ha bắt đầu cười lớn quát lên, hạ tiểu thiên, đầu ngươi tú đậu sao. Tất cả lùi một bước, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì. Ngươi tại trong mắt chúng ta chính là một tên rác rưởi rác rưởi lập tức cho ta quỳ xuống, ta chờ ngươi ba giây đồng hồ. Hạ tiểu thiên phế vật này muốn làm gì? Lẽ nào hắn cho rằng đánh thắng chú ý hủ liền không dậy nổi sao? Hắn không phải là dựa vào dấu ở ống quần bên trong đồ vật sao? hắn chả thật sự cho rằng có thể đủ thắng quá cấp 8 linh hồn lực la ca. Chúng ta chỉ cần ở một bên xem cuộc vui được rồi, dù sao Hạ Tiểu Thiên chết sống không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta nhất định muốn đứng đối lập chàng mới được, la ca bọn hắn hiện tại đã là thứ thiệt thiên minh thành viên rồi, cho dù thiên minh người đứng ra, khẳng định cũng là đứng ở la ca bọn hắn bên này. Tại người chung quanh bắt đầu nghị luận sôi nổi, từng cái đối diệp thần phong quang đi ánh mắt khinh thường lúc, La Phi Vũ là bắt đầu ngược lại đếm 3, 2, 1. Tại La Phi Vũ đếm xong ba cái số lúc, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là đứng tại chỗ thở ơ không động lòng, chỉ bất quá Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng gia tăng hơn rồi, hắn biết sự tình tại tiếp tục như vậy, thân phận của bọn họ đều không thể giữ bí mật, cần phải khiến hắn quỳ xuống, đây tuyệt đối là không thể nào. Mà La Phi Vũ nhìn thấy không nhúc nhích Diệp Thần Phong, trên mặt hắn biểu lộ hoàn toàn giữ tợn lên, dưới cái nhìn của hắn được Hạ Tiểu Thiên như thế không nhìn, này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục lớn lao, hắn song quyền đột nhiên nắm chặt, nhất cổ cường hắn cấp 8 linh hồn lực từ trong cơ thể hắn báo tố được đưa lên, không ngừng vặn vẹo cái cổ cùng cổ tay, quát lên, Hạ Tiểu Thiên, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, là ngươi không quý trọng, này nhưng là không trách ta. Một bên có cấp 10 linh hồn lực bàng viện viện, người thủy chung là thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng nàng cũng phi thường không ưa hạ tiểu thiên, người đối với La Phi Vũ, nói ra, Phi Vũ, sử dụng ngươi tất cả lực lượng, cho dù đem hạ tiểu thiên giết đi, trách nhiệm này cũng để ta làm gánh chịu. Khi nghe đến bảng viện viện lời nói sau, La Phi Vũ là càng thêm hưng phấn, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, chân phải đạp đất, bóng người hướng về diệp thần phong lướt tới, chỉ là thời gian mấy hơi thở, La Phi Vũ thân ảnh liền xuất hiện tại diệp thần phong trước mặt một quyền hướng về Diệp Thần Phong ngược oanh kích tới. Hạ Tiểu Thiên, lần này ngươi chả có số may như vậy sao? Như ngươi loại này người không nên tới nơi này, thật sự không nên tới nơi này. La Phi vỗ trên mặt là nụ cười diễu cợt. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực trả duy trì tại ngũ cấp tầng thứ, hắn cũng tiện tay vung đánh một quyền, ầm. Một tiếng, tại La Phi vỗ cùng Diệp Thần Phong quả đấm đụng vào phần nháy mắt, Diệp Thần Phong bị nháy mắt giết chết hình ảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là La Phi Vũ sắc mặt trướng đỏ lên, thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào du thuyền trên lan can. Một bên mặt không thay đổi bằng viện viện, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem cấp 8 linh hồn lực La Phi Vũ cũng một quyền đánh bay. Này làm cho trên mặt nàng vẻ mặt khuôn mặt có chút động lên, dù sao Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối trên người cũng chỉ là ngũ cấp linh hồn lực chấn động, bàng viện viện không chút do dự đem trong cơ thể cấp 10 linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Ở những người khác trả chưa kịp phản ứng thời điểm, thân ảnh của nàng hướng về Diệp Thần Phong vào tới, một đòn bén nhọn tay đao đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong trên đầu bổ xuống, nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong đầu cho trực tiếp bổ ra. Thực tế thực lực có tôn cấp trung kỳ Diệp Thần Phong, tại bàng viện viện xuất thủ nháy mắt, hắn liền cảm giác ra bàng viện viện công kích lộ tuyến, Hắn trước đó tránh thoát khỏi Bàng viện viện đòn đánh này tay đao, bén nhọn chân phải hướng về Bàng viện viện trên bụng đạp tới. Diệp Thần Phong vẫn cứ chỉ duy trì tại ngũ cấp linh hồn lực tầng thứ, nhưng làm sao cơ thể hắn cường độ quá biến thái rồi, một cước này trực tiếp đem cấp 10 linh hồn lực Bàng viện viện cho đạp bay ra ngoài. Đùng, một tiếng. Bàng viện viện thân thể trực tiếp đụng vào vỗ một cái cửa kim loại thượng. Ở đây những người còn lại vẫn không có từ vừa vặn Diệp Thần Phong một quyền đánh bay la phi vũ hình ảnh tỉnh lại. Bọn hắn lại nhìn thấy Diệp Thần Phong đem cấp 10 linh hồn lực bàng viện viện cho một cước đạp bay. Này để cho bọn họ là triệt để không thể nào tiếp thu được rồi, ngũ cấp linh hồn lực quét ngang cấp 7. Cấp 8, cùng cấp 10 linh hồn lực, hơn nữa còn là Hạ Tiểu Thiên tên rác rưởi này quét ngang, tên rác rưởi này lúc nào trở nên xấu như vậy bê. Diệp thần phong tại đem bàng viện viện đạp bay sau đó hắn biết sự tình không có đường sống vẹn toàn rồi, hắn hiện tại chỉ có thể tận lực đi che giấu thân phận, nếu như thực sự không che giấu được, liền làm trực tiếp mở giết được, cũng không cần đi giải chiếc này du thuyền thượng thiên minh thành viên tình huống rồi. chương 1138 Tập thể dọa nước tiểu Thân thể đánh vào trên lan can cùng cửa kim loại thượng la phi vũ cùng bàng viện viện, hai người bọn họ khóe miệng đều tràn ra từng tia từng tia tiên huyết, đang cùng Diệp Thần Phong ngắn ngủi sau khi giao thủ, bọn hắn thế mới biết vừa vặn chú ý hủ thuần ví là ở tán dóc, nhưng trong lòng bọn họ chính là không nghĩ ra, Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có ngũ cấp linh hồn lực, bọn hắn làm sao có thể sẽ thua ở Diệp Thần Phong trên tay. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Diệp Thần Phong nhục thân có cấp thánh cường độ rồi. Nằm trên đất chân phải xương gấy vỡ chú ý hủ, hắn nguyên bản muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong bị hung hăng sửa chữa hình ảnh rồi, ai biết là La Phi Vũ được một quyền đánh bay. Cuối cùng liền cấp 10 linh hồn lực bàng viện viện động thủ, cũng trực tiếp được một khước cho đạp bay. Này làm cho chú ý hủ là không dám phách lối nữa rồi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông thượng một năm còn bị hắn cho mạnh mẽ nhục nhã hạ tiểu thiên, lúc này mới quá rồi ngăn ngắn một năm này, làm sao có khả năng liền có đánh bại cấp 10 linh hồn lực cao thủ thực lực. Hạ tiểu thiên dĩ nhiên lấy ngũ cấp linh hồn lực chiến thắng la ca cùng bàng tỷ ta không có đang nằm mơ chứ, điều này sao có thể. Lúc này hạ tiểu thiên hẳn là yếu phát đạt, nếu như hắn lấy bực này thực lực gia nhập thiên minh, hắn nhất định sẽ đạt được thiên minh đại lực bồi dưỡng. Người rất nhiều lúc chính là phấn diễn cỏ đầu tường nhân vật, tại diệp thần phong bày ra nghiền ép thực lực sau, chu vi rất nhiều người ngữ khí đều từ từ hướng về diệp thần phong rồi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ sau này Diệp Thần Phong gia nhập thiên minh, nhất định phải so với bảng viện viện đám người càng thêm có tiền đồ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Viện viện, người khóe miệng làm sao chảy máu? Hai tên hơn 30 tuổi đàn ông trung niên đi lên bong tàu, trong đó một cái giữ lại hai quang tiểu hồ tử đàn ông trung niên mở miệng hỏi, tên của hắn gọi là Trung Nam Đào. Một thân thực lực đã tới tôn cấp sơ kỳ. Hả, liền ngay cả chú ý hủ cùng La Phi Vũ cũng bị thương. Nơi này ai có năng lực thương tổn được các ngươi? Khác một người trung niên nam nhân nhìn chung quanh bốn phía một cái sau, hắn vốn không hề để ý ngũ cấp linh hồn lực Diệp Thần Phong, đùa giỡn. Dưới cái nhìn của hắn một cái ngũ cấp linh hồn lực người làm sao khả năng chiến thắng cấp 7, cấp 8 cùng cấp 10 linh hồn lực cao thủ. Tên này đàn ông trung niên tên là Ngô Thấy, một thân thực lực đồng dạng là đã tới tôn cấp sơ kỳ. Trung nam đào cùng Ngô Thấy đồng thời đi tới Bảng viện viện bên cạnh hai người hai bên trái phải đem bàng viện viện cho đỡ lên, mà bàng viện viện thì là phi thường tự nhiên tựa vào trung nam đào cùng ngô thấy trên người, phải biết cấp 8 linh hồn lực bên trên, liền sẽ bắt đầu trở nên khó để được đưa lên, này bàng viện viện có thể trong vòng một năm đến cấp 10 linh hồn lực. Muốn nói trong đó không hề có một chút vấn đề, đây nhất định là không thể nào. Mà Trung Nam đào cùng ngô thấy chính là bàng viện viện mở ám, bàng viện viện đã sớm là đem thân thể cho hai người kia rồi tại không có gia nhập thiên minh trước đó, bàng viện viện một mực phi thường giữ mình trong sạch, người biết nữ nhân lần thứ nhất nhất định muốn cho có giá trị, bàng viện viện là một cái lòng mang dã tâm người. Dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể để thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, còn lại tất cả cũng không sao cả. Bàng viện viện ngón tay chỉ vào diệp thần phong, nói ra là hạ tiểu thiên đem ba người chúng ta đã thương, hắn căn bản không nhìn thiên minh quy củ, như loại người như hắn người căn bản không xứng đứng ở nơi này chiếc du thuyền thượng, càng không xứng đáng gia nhập chúng ta thiên minh. Khi nghe đến bảng viện viện lời nói sau, này làm cho Trung Nam Đào cùng ngô thấy trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Trung Nam Đào hỏi, viện viện, người không có tại cùng chúng ta nói đùa sao? Chỉ là một cái ngũ cấp linh hồn lực rác rưởi đem ba người các ngươi đều đánh bại. Bàng viện viện gật gật đầu, nói ra, trên người của hắn linh hồn lực chấn động xác thực chỉ có ngũ cấp. Nhưng ta luôn cảm giác hắn rất kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được hắn kỳ quái ở nơi nào. Chú ý hủ chống thân thể một chân từ trên mặt đất đứng lên, hắn và La Phi Vũ Phi thường rõ ràng bằng viện viện, Trung Nam đào cùng ngô thấy ba người này quan hệ trong đó. Cái này cũng là chú ý hủ cùng La Phi Vũ như thế tôn kính bằng viện viện trong đó một điểm nguyên nhân, trên trời Minh bên trong có hai tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ bảo kê Bàng Viện Viện, người bình thường là không dám đi đắc tội Bàng Viện Viện được rồi, mà chú ý Hủ cùng La Phi Vũ cũng lựa chọn cùng Bàng Viện Viện kéo gần quan hệ, bọn hắn cũng hy vọng Bàng Viện Viện có thể chiếu cố bọn hắn một hai. Trước mắt chú ý Hủ cùng La Phi Vũ nhìn thấy Trung Nam Đào cùng Ngô Thấy xuất hiện, hơn nữa còn là tại Bàng Viện Viện bị thương thời điểm, dưới gầm trời này có người nam nhân nào hội hy vọng nhìn thấy nữ nhân của mình bị đánh? Huống chi vẫn là ở trước mặt mọi người, đây không phải tại mạnh mẽ phiến tai của bọn hắn quang ma. Cho nên, chú ý hủ cùng La Phi Vũ biết Diệp Thần Phong lập tức phải xui xẻo, mà lại nói không chắc chắn trực tiếp chết tại trước mắt của bọn họ. Khi nghe đến bảng viện viện giải thích sau đó Trung Nam đào chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra các ngươi là phương Bắc Hạ Gia. Từ giờ khắc này các ngươi cùng chúng ta thiên minh không có bất kỳ quan hệ gì, ta cho các ngươi hai con đường lựa chọn, một là các ngươi lập tức nhảy xuống du thuyền, như vậy ta có thể tha cho các ngươi một mạng, hai là các ngươi lựa chọn vẫn cứ ở tại du thuyền bên trên, bất quá, ta sẽ đích thân đem cổ của các ngươi từng cái từng cái vặn gãy, ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không lựa chọn điều thứ hai a. À. Người chung quanh vốn cho là Diệp Thần Phong yếu thăng quan tiến chức rồi, ai biết đi ra hai tên tôn cấp sơ kỳ cường giả là giúp đỡ bảng viện viện đám người, Diệp Thần Phong có thể lấy ngũ cấp linh hồn lực miểu sát cấp 10 linh hồn lực cao thủ nhưng là cùng tôn cấp sơ kỳ cao thủ cách biệt nhiều lắm. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong thật sự là xui xẻo rồi một ít, đương nhiên bọn hắn cũng không dám lung tung thảo luận, tôn cấp cường giả ở trong lòng bọn họ đã là cao cao không thể với tới tồn tại. Vừa vặn Diệp Thần Phong đang nhìn đến Trung Nam đào cùng ngô thấy đỡ bảng viện viện hiểu rõ thời điểm, hắn liền đoán được này quan hệ của ba người không đơn giản, sự thực quả nhiên là như vậy, hiện tại muốn tiếp tục che giấu thân phận là không được, hắn cho sau lưng lý gỗ lim hứa hồng văn cùng lâm hân di nháy mắt để cho bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng trạng thái chiến đấu này làm cho lý gỗ lim trong lòng là cười khổ một tiếng hắn hạ thấp giọng đối với bên cạnh hứa hồng văn nói ra ai diệp thiếu cái gì cũng tốt chính là gây phiền toái năng lực quá mạnh mẽ thật giống mỗi lần với hắn đi tới chỗ nào nơi nào sẽ có đặc biệt lớn phiền phức hy vọng lần này có thể thuận lợi giết chết thiên minh hai thánh đi rác rưởi Ngươi nhanh lựa chọn a hát chúng ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí ta xem ngươi vẫn là lựa chọn nhảy vào trong biển rộng nuôi cá đi nói không chắc dùng ngươi ngũ cấp linh hồn lực thực lực ngươi chả có thể sống sót về phần phụ thân của ngươi cùng vị hôn thê bọn hắn ma bọn hắn chỉ có là chết phần rồi đùi phải hồn cốt đầu gấy vỡ chú ý hủ cười lạnh nói có trung nam đào cùng ngô thấy ở đây trong lòng của hắn là 10 phần phấn khích rồi Thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không trả lời, Trung Nam Đào là triệt để không kiên nhẫn, dưới cái nhìn của hắn một cái ngũ cấp linh hồn lực rác rưởi, hắn là tại không có thời gian tại loại này rác rưởi trên người lãng phí, hắn đối với Ngô Thấy nói ra, những rác rưởi này liền để cho ta tới dọn dẹp đi. Trung Nam Đào đem trong cơ thể tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực nhanh chóng để được đưa lên, căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt quát lên tiểu tử, người có thể an tâm lên đường. Trung Nam đào bàn tay hướng về Diệp Thần Phong trên cổ trục đi xuống. Sự tình đều đến trình độ này, Diệp Thần Phong biết hắn không cần thiết tại ẩn giấu thực lực rồi, hắn đem trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực đột nhiên bão tố được đưa lên, này làm cho Trung Nam đào công kích là hơi dừng lại một chút. Tại Trung Nam đào trả chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần Phong thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Trung Nam đào phía sau, miệng quát linh hồn phá. Diệp thần phong thủ trưởng đặt tại Trung Nam Đào sau lưng thược, nhất cổ cực hạn linh hồn lực xông vào Trung Nam Đào trong cơ thể, ầm. Một tiếng, Trung Nam Đào chỉnh cái thân thể của con người trong nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy rồi. Ngoại trừ lý gỗ lim đám người cho rằng, người ở chỗ này toàn bộ là xứng sở rồi, bao quát ngô thấy, bàng viện viện, là thiên vô cùng chú ý hủ, đặc biệt là bàng viện viện ba người, bọn hắn rõ ràng cảm thấy Diệp thần phong dĩ nhiên là tôn cấp trung kỳ cao thủ buồn cười chính là bọn hắn vừa vặn trả lần nữa khiêu khích diệp thần phong thậm chí nói diệp thần phong là rác rưởi tôn cấp trung kỳ tầng thứ này đối với hiện tại bàng viện viện ba người tới nói đây đã là một cái nhìn thấy nhưng không với được tầng thứ hiện tại bọn hắn ba cái cảm giác mình đặc biệt như thằng hề tại diệp thần phong đem trung nam đào giải quyết sau đó lâm hân di cũng đem trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực đề được đưa lên này làm cho bàng viện viện đám người lần thứ hai kinh ngạc lại một tên tôn cấp trung kỳ cao thủ. bất quá bàng viện viện đám người ngạc nhiên hiển nhiên sẽ không như thế nhanh kết thúc. tại lý gỗ lim cùng hứa hồng văn tăng lên khởi linh hồn lực sau đó bọn họ là cả người một cái run rẩy chỉ cảm thấy trong đúng quần loãn loãn ẩm ướt cấp thánh sơ kỳ cấp thánh trung kỳ bọn họ là hoàn toàn bị sợ đái liền ngay cả tôn cấp sơ kỳ ngô thấy hắn trong lúc nhất thời cũng cảm giác trong cổ họng khô khốc khó chịu chương 1139, băng hỏa cự mãng. Xu thuyền tầng dưới chót một gian thập phần xa hoa bên trong gian phòng. Phụ trách lần này đấu giá hội cùng thành viên chọn lựa cường giả cấp thánh Đinh Quảng Hải cùng ô thiên phàm. Hai người bọn họ hai bên trái phải ngồi ở một tên người thanh niên bên cạnh. Hai người bọn họ trên mặt là hiện lên thập phần cung kính vẻ mặt. Tên thanh niên này chính là thực lực đã tăng lên tới cấp thánh sơ kỳ nghiêm thiên giác rồi. Tại quãng thời gian trước vì muốn phải mau sớm giết chết Diệp Thần Phong, Nghiêm Thiên Giác một mực nằm ở khắc khổ trong tu luyện, tại đem cấp Thánh Sơ Kỳ thực lực vững chắc sau đó Nghiêm Phi Trần để Nghiêm Thiên Giác đi ra đi một chút. Tu luyện nhất định muốn khi nắm khi buông, như vậy mới có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả, cho nên Nghiêm Thiên Giác liền đến lần này buổi đấu giá cùng thành viên chọn lựa thượng tàu đi rồi. Nghiêm Thiên Giác trong tay phải nâng một con ly cao cổ, tại ly cao cổ bên trong tràn đầy rượu đỏ. Ánh mắt của hắn là không nháy một cái nhìn chăm chú lên trước mặt một khối tinh thể lỏng man Trong màn ảnh hình ảnh rõ ràng là du thuyền trên bong thuyền cảnh tượng Phải biết nghiêm thiên giác cùng ô thiên phàm đều là cấp thánh sơ kỳ cao thủ Mà Đinh Quảng Hải là cấp thánh trung kỳ cao thủ Cảm giác của bọn hắn năng lực là phi thường bén nhẹ Tại cảm thấy được có gì đó không đúng Sau đó Đinh Quảng Hải lập tức đem trên bong thuyền hình ảnh theo dõi cho điều đi ra Chỉ thấy trong màn ảnh giả dạng làm hạ tiểu thiên diệp thần phong, hắn lấy một chiêu linh hồn phá đem Trung Nam đào giết sau khi chết, đóng vai thành hạ kim rõ ràng lý gỗ lim, hắn cũng trước tiên đem tôn cấp sơ kỳ ngô thấy đưa đi thấy diêm vương ra rồi, về phần như bảng viện viện chờ những người này, căn bản là không có được diệp thần phong bọn hắn coi là chuyện to tát. Nhìn xem tinh thể lỏng màn bên trong hình ảnh, nhiêm thiên giác nhẹ nhàng lắc lư hai lần ly cao cổ, môi vi vi nhấp một ngụm chén rượu bên trong tinh chất lỏng màu đỏ, sau đó, âm, um, một tiếng, nghiêm thiên giác trực tiếp đem ly cao cổ cho bóp nát, tinh chất lỏng màu đỏ là đã chảy đầy hắn chỉnh chiếc tay phải. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay thượng chất lỏng màu đỏ tươi bỏ rơi một ít, nhìn chằm chằm trong màn ảnh cái kia vài tờ khuôn mặt xa lạ, âm thanh trầm thấp nói ra, nếu như ta không có đoán sai, như vậy mấy người kia nhất định là diệt thiên minh người giả trang, hai người các ngươi là làm sao kiểm tra tới tham gia buổi đấu giá thân phận của người quả thực là vô năng tới cực điểm. Nghe vậy, Đinh Quảng Hải cùng ô thiên phàm sắc mặt khẽ thay đổi, bọn hắn đối cái này lòng giả độc ác thiếu chủ. Trong lòng vẫn tương đối e ngại, lần sau bây giờ nghiêm thiên giác đã đột phá đến cấp thánh sơ kỳ rồi, e sợ dùng không bao lâu là có thể siêu càng hai người bọn họ rồi. Lúc trước cánh tay phải được diệp thần phong hóa cốt nước ăn mòn Đinh Quảng Hải, hắn đã là lắp lên một cái người máy cánh tay, hắn mở miệng nói ra thiếu chủ là hai chúng ta sơ sót. Là hai chúng ta sơ sót, nghiêm thiên giác khoát tay áo một cái, nói ra không biết mấy người này ở trong có hay không diệp thần phong. Bất quá, đối phương nhưng cũng có hai tên thánh cấp cao thủ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ không thích hợp cùng bọn họ cứng đối cứng. Cũng còn tốt lần này ta thanh tiểu lục cũng mang ra ngoài, liền để tiểu lục trước tiên cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Nói xong, nghiêm thiên giác nhấn xuống trước mặt trên khay trà một cái màu xanh làm cái nút, bạch. Một tiếng, tại Nghiêm Thiên Giác trước mặt bọn họ trên mặt đất lái ra một cái không nhỏ không gian. Tại bên trong không gian này có một chiếc xa hoa du thuyền, Nghiêm Thiên Giác cùng Đinh Quảng Hải đám người là lần lượt đi tới du thuyền nhỏ bên trong. Tiếp lấy, Nghiêm Thiên Giác lại xoa bóp một cái màu đỏ cái nút, tại chỉnh chiếc du thuyền mặt bên đột nhiên xuất hiện một lỗ hồng, rất nhanh, Nghiêm Thiên Giác bọn hắn đang ngồi con tàu này du thuyền, liền từ nơi này lỗ hồng bên trong trượt ra, thoát ly du thuyền. Ô Thiên Phàm lái du thuyền cách xa một ít du thuyền sau đó hắn liền đem du thuyền tạm thời ngừng lại. Từ du thuyền bên trong hình ảnh theo dõi bên trong có thể thấy rõ ràng du thuyền trên bong thuyền tình cảnh. Nghiêm Thiên Giác từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động. Trên điện thoại di động trơn trượt nhúc nhích một chút, cười nói đây là tiểu lục lần thứ nhất rời đi đế đảo, khiến nó thật tốt ở nơi này chơi đùa chơi đùa đi. Nếu như Diệp Thần Phong thật sự tại bốn người kia ở trong, đoán chừng hắn là trốn không ra tiểu lục công kích, chúng ta trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Nếu như có thể xác định Diệp Thần Phong liền ở bốn người kia bên trong, chúng ta cũng lập tức động thủ. Đinh Quảng Hải cùng ô thiên phàm sắc mặt là có chút khó coi, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng nghiêm thiên giác trong miệng tiểu lục là quái vật nào. Dù thuyền tầng thứ hai bong tàu bên trên, tại Diệp Thần Phong cùng Lý Gỗ Lim đem Trung Nam đào cùng ngô thấy cho lần lượt giải quyết xong sau đó bảng viện viện, La Phi vô cùng chú ý hủ ba người này trên mặt là tràn đầy vẻ kinh hoàng, liền ngay cả Chu Vi còn lại tới tham gia buổi đấu giá người cũng từng cái kinh sợ. Mà ngay tại lúc này, dù thuyền tầng thứ hai cái loa bên trong, đột nhiên truyền ra nghiêm thiên giác thanh âm, Diệp Thần Phong, người tại không ở nơi này. Chúng ta biết bốn người các ngươi là Diệp Thiên Minh người, hiện tại ta chỉ quan tâm Diệp Thần Phong có ở hay không. Nếu như Diệp Thần Phong ngươi ở trong đó lời nói, Người tốt nhất cho ta chít một tiếng, chết ở trên tay ta, dù sao cũng hơn chết ở tiểu lục trong miệng cường. Cái loa bên trong thanh âm tại dừng lại 10 giây đồng hồ sau đó tiếp tục vang lên, nếu không ai nguyện ý chít một tiếng, như vậy liền để tiểu lục trước tiên bồi tiếp mọi người hảo hảo vui đùa một chút đi. Chi chi chi, tiếp lấy, chỉnh chiếc du thuyền thượng hết thảy cái loa bên trong đều truyền ra một trận cực kỳ chói tai sóng điện, chú ý hủ phụ thân chú ý hương sinh, trong cổ họng là quát, đinh tiên sinh, ô tiên sinh, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta a à hát. Chú ý hưng sinh trong miệng kêu đinh tiên sinh cùng ô tiên sinh làm lại chính là đinh quảng hải cùng ô thiên phàm rồi. Diệp thần phong là nhận ra nghiêm thiên giác thanh âm, lại mà đối phương tại cái loa bên trong điểm danh hắn, này làm cho diệp thần phong càng thêm khẳng định thân phận của đối phương rồi. Diệp thần phong đối với bên cạnh hứa hồng văn cùng lý gỗ lim, hỏi, hứa thúc, lý thúc, thiên minh người đến cùng dở trò quỷ gì? Bọn hắn trong miệng tiểu lục là người nào? Hứa Hồng Văn lắc lắc đầu, nói ra, Diệp Thiếu, chúng ta cũng không rõ lắm, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Hả? Năng lực nhận biết phi thường bén nhạy Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên cảm giác được dưới mặt biển có gì đó không đúng, hai con mắt của hắn lập tức là chăm chú nhìn chằm chằm du thuyền bên dưới mặt biển, tại Diệp Thần Phong cảm giác được không đúng sau đó hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di đồng dạng là cảm thấy. Dù thuyền dưới đáy nước biển trong chớp mắt trở mình vọt lên, mà mà lại theo thời gian trôi đi, nước biển bốc lên chính là càng ngày càng lợi hại rồi. Có cố khí thế cường hãn loáng thoáng từ đáy biển dưới mạn duyên nhi thượng, hứa Hồng Văn hơi nhướng mày, trong cổ họng quát lên, Diệp Thiếu, lui về phía sau, chúng ta đều lui về phía sau. Diệp thần phong đám người phản ứng cũng không so với hứa hồng văn kém, tại hứa hồng văn gầm rú trong nháy mắt, diệp thần phong đám người dưới bàn chân bước chân ngay lập tức ngược về sau lui. ầm um, một tiếng vang thật lớn, chung quanh là bọt nước tung tóe một cái quái vật khổng lồ từ dưới mặt biển bốc hơi mà lên, nửa bộ phận trước thân thể nặng nề đã rơi vào du thuyền tầng thứ hai bong tàu bên trên, tại đây quái vật khổng lồ xuất hiện sau đó tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ là sướng sở rồi. Trong cổ họng không kiềm hãm được nuốt lên nước miếng đến. Chỉ thấy này quái vật khổng lồ chính là một cái tương tự cự mãng sinh vật, quái vật này chiều cao tối thiểu có khoảng 12 mét, thân thô như to lớn dầu mát túc thùng, quái vật này trên người là cực kỳ dễ thấy màu xanh lục đường vân, tối khiến người ta kinh hồn táng đảm là quái xà này có hai cái cự đại đầu, một cái đầu hiện ra tươi đẹp màu đỏ, một cái khác đầu hiện ra lạnh lẽo màu trắng, thấy thế nào đều để trong lòng người thận được sợ. Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim đang nhìn đến quái vật này, hai người bọn họ tại thang mục kết thiệt chỉ chốc lát sau, bọn hắn miệng đồng thanh nói ra, này, hôm nay mình dĩ nhiên bồi dưỡng ra băng hỏa cự mãng đến. Lúc này chúng ta là thật sự phiền toái. Cái kia dài ra hai cái đầu rắn băng hỏa cự mãng, nó trong miệng phun ra lưỡi, màu đỏ đầu rắn nhìn hướng đứt đoạn mất một chân chú ý hủ, miệng đột nhiên một tấm, oanh. Một tiếng, nhất cổ cực hạn hỏa diễm hướng về chú ý hủ phun bắn tới, để cấp 7 linh hồn lực chú ý hủ căn bản là muốn tránh cũng không được, tại chạm vào hỏa diễm nháy mắt, chú ý hủ thân thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền ngay cả một tia một hào xương vụn cũng không còn lại. Mà màu trắng đầu rắn nhưng là nhìn hướng cấp 8 linh hồn lực La Phi Vũ, này làm cho La Phi Vũ là cả người một cái run rẩy khi hắn vừa vặn muốn hướng về du thuyền bên trong bỏ chạy thời điểm, chỉ thấy màu trắng đầu rắn cũng đột nhiên há hốc miệng ra, bạch. Một tiếng, nhất cổ màu trắng báo táp hướng về La Phi Vũ tập kích tới, chính đang chạy trốn La Phi Vũ, thân thể của hắn tại chạm vào màu trắng báo táp sau, cả người hắn trong nháy mắt bị giam giữ lại ở cả một khối to lớn khối băng trong, cả người trả duy trì chạy nhanh tư thế. Diệp thần phong nhìn thấy chú ý hủ cùng La Phi Vũ kết cục sau đó hắn bản năng sinh ra một loại cực kỳ kịch liệt cảm giác nguy hiểm bên trong thân thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực không tự chủ được tăng lên tới cực hạn. chương 1140, thân hãm tuyệt cảnh cảm giác nguy hiểm. Tại băng hỏa cử mãng giết chết chú ý hủ cùng La Phi vũ đồng thời, hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim hướng về Diệp Thần Phong giới thiệu một chút này băng hỏa cự mãng lai lịch. Này băng hỏa cử mãng có thể nói là một loại biến dị mãng xa, đào tạo băng hỏa cử mãng công nghệ phi thường phức tạp, đã từng diệt thiên minh cũng thử muốn bồi dưỡng ra băng hỏa cự mãng tới, bởi vì một cái thành niên băng hỏa cự mãng có cùng cấp thánh đỉnh phong cao thủ giống nhau thực lực, hơn nữa băng hỏa cự mãng thân thể phi thường cứng rắn, thân thể hắn cường hãn trình độ có thể so sánh đế cấp sơ kỳ cao thủ, đáng tiếc là trước đây diệt thiên minh không có bồi dưỡng thành yêu khuyết điểm một cái băng hỏa cự mãng. Tuy nói thành niên băng hỏa cự mãng thực lực cường hãn, thế nhưng này đào tạo băng hỏa cự mãng cũng nhất định muốn đập xuống rất nhiều tài nguyên tu luyện, Bình thường cho băng hỏa cự mãng ăn đồ vật đều phải muốn dùng chân quý tu luyện dược liệu làm chủ. Hơn nữa này băng hỏa cự mãng vô cùng khó chăm sóc, bằng không lúc trước diệt thiên minh sẽ không liền một cái băng hỏa cự mãng cũng không có đào tạo ra tới. Về phần thiên minh cũng là phí rất nhiều tâm tình, bọn hắn mới bồi dưỡng ra một con như vậy băng hỏa cự mãng. Bây giờ này băng hỏa cự mãng đã là trưởng thành, nói cách khác thực lực của nó đủ mà đối kháng cấp thánh đỉnh phong cường giả rồi đây đối với diệp thần phong tới nói nhưng cũng không phải một tin tức tốt bởi vì bọn họ trong bốn người thực lực mạnh nhất hứa hồng văn cũng chỉ có cấp thánh trung kỳ linh hồn lực có thể nói diệp thần phong bọn bốn người muốn đối phó này băng hỏa cự mãng hết sức khó khăn rất có thể hội rơi vào lưỡng bại câu thương hậu quả nhưng thiên minh còn có hai tên cường giả cấp thánh ở đây nếu như cùng băng hỏa cự mãng lưỡng bại câu thương rồi diệp thần phong bọn hắn phải như thế nào đối phó thiên minh hai tên thánh cấp cao thủ băng hỏa cự mãng đang giải quyết chú ý hủ cùng la phi vũ sau nó cái kia hai viên thấm đầu của người ta hơi hơi khoảng chừng đung đưa màu đỏ đầu rắn cùng màu trắng đầu rắn đều nhắm ngay cấp 10 linh hồn lực bàng viện viện đầu tiên là được diệp thần phong đám người thực lực khiếp sợ lần sau được băng hỏa cự mãng đáng sợ dọa cho rồi có thể nói bây giờ bàng viện viện đã sớm là lục thần vô chủ đang nhìn đến băng hỏa cự mãng nhìn chằm chằm người sau đó trên mặt nàng vẻ kiêu ngạo đã sớm là biến mất không còn chút nào trong lỗ mũi hô hấp có vẻ hơi gấp gáp. Mà Băng Hỏa Cự Mãng thân thể tại trên bong thuyền đứng thẳng lên, bạch. Một tiếng, toàn bộ Băng Hỏa Cự Mãng hướng về Bàng Viện Viện vọt tới. Bàng Viện Viện dưới chân bước chân hướng về Diệp Thần Phong chạy đi rồi, trong miệng hốt hoảng nói ra, "Cứu ta, cứu ta, ta yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng ngươi, thậm chí ta có thể cho ngươi bất cứ lúc nào hưởng thụ thân thể của ta." Này Bàng Viện Viện thật vất vả mới có cấp 10 linh hồn lực người không muốn cứ thế mà chết đi, người thật sự không muốn cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là dùng một loại thê thảm như thế tử vong phương thức. Diệp Thần Phong đối với Bàng Viện Viện cầu cứu là thờ ơ không động lòng. Này Bàng Viện Viện đã sớm là một đôi giày rách rồi. Diệp Thần Phong đối giày rách nhưng một chút hứng thú cũng không có. Lại nói chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí là thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường chủ sao? Này băng hỏa cự mãng tốc độ nhưng là vượt xa khỏi Bàng Viện Viện. Tại bàng viện viện dưới chân bước chân vừa vặn bước ra ba bước, băng hỏa cự mãng liền xuất hiện tại trước mặt nàng, chỉ thấy băng hỏa cự mãng màu đỏ đầu rắn cắn bàng viện viện nửa người trên, mà màu trắng đầu rắn nhưng là cắn bàng viện viện nửa người dưới, sẽ tan. Một tiếng, hai viên đầu rắn vì vi hướng về hướng ngược lại kéo một cái, bàng viện viện thân thể nhất thời biến thành hai mảnh, ruột cùng các loại nội tạng từ bàng viện viện bên trong thân thể chảy ra. Màu đỏ đầu rắn cùng màu trắng đầu rắn đột nhiên đem bàng viện viện một nửa thi thể nuốt vào trong bụng, hai viên đầu rắn lần nữa nhắm ngay trên bong thuyền những người khác, tùy ý từ trong miệng phun ra cực hạn hỏa diễm cùng màu trắng bão táp đến, trên bong thuyền nhân số là đột nhiên kịch giảm. Cách du thuyền có một khoảng cách du thuyền thượng, thông qua máy theo dõi nhìn xem băng hỏa cự mãng tại du thuyền trên bong thuyền thống khoái cắn nuốt sinh mệnh, này làm cho Đinh Quảng Hải không khỏi mà hỏi thiếu chủ: như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Những người kia dù sao cũng coi như là chúng ta thiên minh chó. Nghiêm Thiên giác cười lạnh nói, nếu là của chúng ta chó, như vậy vận mệnh của bọn họ bản không đáng giá một đồng, muốn làm chúng ta thiên minh chó người chả có rất nhiều, một cái phê toàn bộ chết rồi, chẳng qua lại từ đầu chiêu thu một nhóm. Thiếu chủ nói rất đúng a há, của ta lo lắng là dư thừa. Đinh Quảng Hải gật gật đầu nói ra. Mà ở du thuyền bong tàu bên trên, ngoại trừ Diệp Thần Phong bọn bốn người còn sống bên ngoài, chỉ còn dư lại hai người nằm ở trên bong thuyền kéo dài hơi tàn được rồi. Hai người kia là bị băng hỏa cự mãng đuôi cho quét chúng, đoán chừng thân thể bọn họ trong xương đoạn không sai biệt lắm, trong lỗ mũi chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi tồn tại. Lý Gỗ Lim mở miệng nói ra, Diệp Hiếu, ta cùng Hồng Văn dẫn ra này băng hỏa cự mãng lực chú ý, ngươi và Hân Di tìm cơ hội công kích băng hỏa cự mãng, trước tiên không nên đi muốn chuyện rồi khác, nếu như chúng ta liền này băng hỏa cự mãng cũng không giải quyết được, như vậy chúng ta hôm nay chỉ có chôn thay ở nơi này mệnh. Nói xong, hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim liền tăng lên khởi tốc độ, nghĩa vô phản cố hướng về băng hỏa cự mãng vào tới, tại sắp tiếp cận băng hỏa cự mãng thời điểm, hai người này lập tức lại cải biến một phương hướng, dùng này nhiều lần không ngừng hấp dẫn băng hỏa cự mãng lực chú ý. Mà Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di cũng bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong dưới chân nhanh chóng thi triển ra Bạo Huyền Bộ Pháp, trong cơ thể không ngừng áp xúc linh hồn lực, hắn so với Lâm Hân Di trước một bước xuất hiện tại Băng Hỏa Cự Mãng bên cạnh, thân thể một cái nhảy tới Băng Hỏa Cự Mãng trên người, trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng ép xúc vào mức độ nhất định, tay phải đột nhiên đặt tại Băng Hỏa Cự Mãng hơi lạnh trên thân thể, trong miệng chợt quát lên, "Linh hồn phá!" Ầm, uhm, một tiếng một ít đoàn huyết phụ tại băng hỏa cự mãng trên người khuyết tán ra tại thừa nhận lấy diệp thần phong một đòn linh hồn phá sau đó băng hỏa cự mãng trên người chỉ xuất hiện một đạo so sánh thiền vết thương mà băng hỏa cự mãng tại cảm nhận được phần lưng công kích sau đó đây là hoàn toàn đem nó cho chọc giận cái đuôi của nó mãnh liệt vung lên tốc độ kia ở trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh diệp thần phong nhìn thấy hướng về chính mình kéo tới tráng kiện đuôi hắn biết mình bây giờ là đến không kịp né tránh rồi chỉ có thể dùng được hai tay đi chống đối băng hỏa cự mãng đuôi, ầm. Tại băng hỏa cự mãng đuôi quét vào Diệp Thần Phong trên cánh tay lúc, Diệp Thần Phong cả người thật giống cảm giác được một tiết cấp tốc chạy bên trong xe lửa đụng đánh, thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đụng được lõm lún xuống dưới. Diệp Thần Phong chống đỡ trên hai tay là che kín từng cái từng cái vết dạn nứt, máu tươi từ cánh tay hắn vết dạn nứt thượng là không ngừng tràn ra ngoài, vừa vặn một đòn linh hồn phá chỉ cấp băng hỏa cự mãng như thế tiểu nhân thương thích. này băng hỏa cự mãng thân thể cường hãn trình độ quả nhiên là không thể khinh thường. Này băng hỏa cự mãng tráng kiện thân thể không ngừng tại trên bong thuyền vặn vẹo, nhìn dáng dấp nó bây giờ tâm tình hiện ra phải vô cùng táo bạo, trong chớp mắt, băng hỏa cự mãng màu đỏ đầu rắn cùng màu trắng đầu rắn đều há to miệng, từ trong miệng của nó ra một loại màu xanh xương mù. Này màu xanh xương mù chính không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mở rộng không tốt, là độc khí, này bồi dưỡng ra tới băng hỏa cự mãng bình thường là không có độc, đào tạo một ngàn đầu cũng nhiều nhất chỉ biết có một cái có độc băng hỏa cự mãng, hôm nay mình dĩ nhiên trực tiếp bồi dưỡng ra có độc băng hỏa cự mãng. Hứa Hồng Văn không khỏi mở miệng nói ra. Hứa Hồng Văn, Lý Gỗ Lim cùng Lâm Hân Di dưới chân bước chân là hung hăng lùi về sau, trong lỗ mũi cũng liền bận bịu nín thở, nhưng mà, làm màu xanh xương mù lan tràn đến ba người bọn hắn bốn phía thời điểm, liền coi như bọn họ đã là ngừng thở rồi, nhưng độc khí dĩ nhiên xuyên thấu qua da thịt thẩm thấu tiến vào hứa hồng văn các loại ba trong cơ thể con người. Này có độc băng hỏa cự mãng so với không có độc băng hỏa cự mãng đáng sợ mấy chục lần, bởi vì băng hỏa cự mãng độc khí có thể làm cho đế cấp cường giả trở xuống cao thủ đều chúng chiêu, chúng rồi băng hỏa cự mãng độc khí cao thủ, trong cơ thể linh hồn lực hội từng điểm từng điểm bị áp chế, cuối cùng trong cơ thể hoàn toàn tăng lên không khởi linh hồn lực đến. Trên hai tay tiên huyết không ngừng diệp thần phong, hắn tại ngửi được màu xanh xương mù sau, hắn bên trong đan điền hồng sắc khí thể nhất thời nhanh chóng vận chuyển, dùng này đến giúp hắn hóa giải màu xanh xương mù bên trong độc tố. Mà khi diệp thần phong nhìn cách đó không xa, thần sắc trên mặt càng ngày càng uể oải hứa hồng văn, lý gỗ lim cùng lâm hân di lúc, hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nếu như hứa hồng văn ba người đều mất đi năng lực chiến đấu, bằng một mình hắn có thể chiến thắng băng hỏa cự mãng sao? Có thể chiến thắng núp trong bóng tối xem kịch vui thiên minh hai thánh sao? Diệp thần phong trong lòng đột nhiên có loại thân hãm tuyệt cảnh cảm giác nguy hiểm. Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp thần phong. Hết tập 57